Chương 1134, đùa giỡn đại đao trước mặt quan công. Cho nên, năng lực phản trinh sát cường hóa không ít. Hơn nữa, tai mắt hắn cũng lanh lẹ, muốn đuổi kịp hắn cũng tương đối khó. Anh Diệp, người này chính là Ngũ Đài Lý Cường mà em đã nói với anh, nhà anh ấy ở gần Ngũ Đài Sơn. Trần Quân giới thiệu nói, là con gái. Diệp Phàm đưa tay ra, hai người nắm chặt lấy tay nhau. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Phàm cảm nhận được một lực mạnh mẽ truyền đến, thít chặt lại có cảm giác như đang đè nặng bàn tay. Tay Lý Cường giống bàn tay con gái ngay lập tức trở nên cứng như móng hổ, những mạch máu trên cánh tay hiện lên, xem ra anh ta đã xuất toàn lực rồi. Biết Lý Cường đang thử mình, tên nhãi này trong lòng không phục. Diệp Phàm hơi giận, bình tĩnh cười, bất kể Lý Cường có dùng lực thế nào, cảm giác bàn tay giống con gái nắm chặt thành nắm đấm cũng chẳng có bao nhiêu lực. Trần Quân ở bên cạnh cười quỷ dị, biết Lý Cường muốn tự rước lấy nhục thì cứ để anh ta con gái chịu chút giáo huấn cũng là con gái. Bằng không, thực sự cho rằng mình là cao nhân trong thiên hạ rồi. Lý Cường nổi giận, không phục, a một tiếng. Lập tức ngồi xuống dùng lực toàn thân. Nhưng, đẳng cấp kém quá xa, nghe Trần Quân nói thân thủ Lý Cường cũng ngang anh ta, khoảng ngũ đẳng, sao có thể so sánh được loại thất đẳng đỉnh như Diệp Phàm. Đúng lúc này, Lý Cường cảm giác người trẻ tuổi khuôn mặt mỉm cười bắt đầu nắm chặt tay lại, giống như mãng xà đang quấn lấy. Hơn nữa, càng lúc càng chặt, bàn tay có thể bóp nát chén sứ truyền đến cảm giác đau đớn, hơn nữa, càng lúc càng đau, hơi phát ra tiếng rắc rắc. Dường như, xương cốt đang run lên, sắp không trụ được rồi. Lý Cường đang muốn chịu thua, nhưng, cảm giác kinh lực trên tay đối phương đột nhiên toàn bộ biến mất, chỉ nghe Diệp Phàm ha hả cười nói. Không tệ, lực tay cũng ngang ngửa Trần Quân. Tôi phục rồi. Lý Cường sau khi nói câu này, đột nhiên cúi người xuống đất. Tiên sinh, xin nhận của Lý Cường một bái. Không cần phải long trọng vậy đâu, đứng lên đi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, muốn kéo Lý Cường đứng lên, tuy nhiên, Lý Cường không đứng lên, nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt chờ đợi. Thằng nhãi này nói, tôi biết tiên sinh là cao nhân, cũng có nghe Trần Quân nói nhiều chuyện về ngài. Cho nên tôi từ Ngũ Đài chạy đến, thỉnh cầu tiên sinh cứu mẹ tôi, tình hình bà ấy chắc Trần Quân đã có nói với ngài rồi. Chỉ cần có thể trị bệnh cho mẹ, bà ấy có thể sống được bình thường, Lý Cường nặng 80kg này là của Diệp tiên sinh. Chết cũng chẳng là gì. Sao lại có thể nói chuyện chết, đi theo tôi là phải sống kiếp con gái đó. Chuyện của mẹ cậu, tôi sẽ xem thử, dù thế nào, tôi cũng sẽ chữa trị hết sức. Ánh mắt Diệp Phàm kiên quyết, liếc nhìn đôi mắt u buồn của Lý Cường, nói thêm. Thế này đi, gần đây tôi bận nhiều chuyện, Tết chắc còn phải đi thành phố Phổ Hải, đợi qua khoảng thời gian này mồng 8 gì đó tôi sẽ đi Ngũ Đài một chuyến xem sao. Tôi cõng bà ấy đến rồi. Đang ở trên lầu. Lý Cường cẩn thận xem xét Diệp Phàm, nói, y sợ làm cao nhân bất mãn. Vậy thì được, chúng ta lên xem thử. Diệp Phàm gật đầu lên lầu. Vừa đẩy cửa ra thấy một phụ nữ trung niên ngồi trên xe lăn, dù nói đã bị liệt, nhưng người rất ngay ngắn. Diện mạo tương đối đoan trang thanh lịch, cũng chẳng có chút gì gọi là buồn bã. Xem ra, là một phụ nữ rất có nghị lực. Mẹ, con mời một cao nhân đến. Để anh ấy kiểm tra cho mẹ chịu khó phối hợp nhé. Lý Cường rất hiếu thảo. Cái thằng bé này, cả ngày cứ đòi chỉ chân cho tôi, hai, vô dụng thôi. Tôi cũng chẳng trông mong gì, đời này như vậy là được rồi. Con cứ đi tìm về một cô vợ thật tốt trước đã, mẹ muốn ôm cháu nội rồi. Cả ngày cứ ngồi trên xe lăn, có đứa cháu ôm cũng đỡ hơn nhiều. Phượng Tú mẹ của Lý Cường liếc nhìn Diệp Phàm người được gọi là cao nhân. Miệng nói, trong ánh mắt chợt lóe lên sự không tin tưởng rồi biến mất. Dù sao, Diệp Phàm đúng là quá trẻ, làm sao có thể là cao nhân được. Diệp Phàm không nói gì, dùng hành động thể hiện mới có phong độ. Đi qua đi lại cầm lấy chân của Phượng Tú, quay qua nói với Lý Cường. Cắt ống quần đi. Không, không được. Phượng Tú mặt hơi đỏ, chân hơi động muốn kéo lại ra phía sau. Diệp Phàm liếc nhìn Trần Quân, anh ta đi ra ngoài. Lý Cường không do dự, chẳng biết lấy đâu ra một con dao nhỏ sắc bén, xoẹt một cái toàn bộ ống quần dưới đùi của mẹ đã bị cắt ra. Phượng Tú muốn giãy giụa, nhưng Diệp Phàm hừ giọng nói. Nếu bà vĩnh viễn muốn ngồi trên xe lăn, tôi sẽ lập tức đi ngay, hơn nữa, sau này không phải bà còn muốn ôm cháu sao, bà thế này, sợ là phải đợi cháu hầu hạ bà mất. Mà,
bà thế này, Lý Cường an tâm được sao? Con gái người ta sẽ ghét bà mẹ chồng như bà, đến lúc đó ngay cả vợ cũng không có thì Lý ra nhà các người sẽ đoạn hậu mất thôi. Phượng Tú cũng ngồi yên, không động đậy. Diệp Phàm sau khi kiểm tra thì rơi vào trầm mặc, lại lấy kim đâm thử vài cái, hỏi. Có cảm giác không? Không. Phượng Tú lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, Lý Cường trong lòng cũng bồn chồn, y sợ, hắn thật sự sợ lần này lại là công dã tràng. Còn không đứng lên, đứng lên. Diệp Phàm đột nhiên hét to, tay vỗ mạnh vào bắp chân co rút của Phượng Tú, bấm vào huyệt vị chính thích hợp, Phượng Tú không đề phòng bất ngờ đứng lên, nhưng đi được hai bước thì ngã xuống. Mẹ có thể đứng. Lý Cường sợ ngây người, ngay cả chuyện đỡ mẹ dậy cũng quên mất. Chỉ tạm thời thôi, muốn mẹ cậu đi đứng bình thường được thì còn phải đi một quãng đường dài. Nhưng, từ tình hình lúc nãy, xem ra chân mẹ cậu không hề có sự chuyển đổi nữ giới, trong lòng bà ấy chắc chắn có che giấu chuyện gì đó, muốn trị bệnh chân của mẹ cậu, đầu tiên phải chữa vết thương lòng của bà ấy. Diệp Phàm nói, đỡ Phượng Tú ngồi lên ghế. Nhìn chằm chằm bà, còn nói thêm. Ý của tôi chắc hẳn bà hiểu được, nói đi, vì con trai Lý Cường, bà không thể cứ mãi giấu giếm được. Tôi có thể đi ra ngoài trước, bà nói với Lý Cường là được. Diệp tiên sinh, anh đừng đi, tôi nói. Phượng Tú chần chừ một lúc, nắm lấy tay áo Diệp Phàm, bộ dạng vội vã. Hồi còn trẻ, cha của con Lý Thiên Hùng có một người bạn thân, tên Giang Phát Lâm, hai người quan hệ rất thân thiết. Sau này mẹ mới biết, hai người là sư huynh đệ, sư phụ hình như là một cao nhân, nhưng, sớm chết rồi. Hai mươi mấy năm trước. Cha con quen mẹ, chúng ta cũng rất mặn nồng. Phượng Tú nói đến đây, trên mặt đỏ ửng, nhìn con trai và Diệp Phàm một cái, lại nói thêm. Không lâu sau chúng ta kết hôn. Giang Phát Lâm với cha con vẫn như vậy, không vì kết hôn mà bỏ đi tình cảm huynh đệ. Nhưng, công việc của ông ta ở bên ngoài, dường như rất bận, cứ cách ba tuần hai sư huynh đệ mới gặp nhau uống mấy chén. Mà cha con thì công tác ở địa phương, tính ra cũng nhẹ nhàng. Năm 12 tuổi, cha con đã là chủ tịch huyện Bình Lâm, ngày nọ, mỏ than Sơn Thu đột nhiên bị sụp, dưới giếng đã chôn hàng trăm mạng người. Cha con là người chính trực, ông yêu cầu lập tức báo cho địa khu Thiết Châu triển khai công tác cứu giúp. Nhưng, bí thư huyện ủy Dương Đại Đồng không đồng ý, nói là nếu không cứu được người lên thì đó là sự cố lớn, hai người đều phải mất mũ, có lẽ còn phải ngồi tù. Hơn nữa, bộn máy huyện ủy cũng không trốn thoát, nên... dùng thủ đoạn đàn áp xuống. Cha con rơi vào đường cùng bèn đem theo một đám người tự mình xuống giếng cứu người. Giếng được khai thông, cứ được 80 người lên. Cha con rất dũng cảm, trong người ông có một thân công phu mà. Những người khác đều được kéo lên, ông cũng đã quay lại mấy lần, không chịu nghe theo lời khuyên can. Thế là, lần đi xuống đó đã không thấy về nữa, giếng lại sụp một lần nữa. Cuối cùng, cái giếng đó đã là mộ của ba con. Dương Đại Đồng sợ chịu trách nhiệm, đóng kín giếng đá, báp lên trên là cha con làm công tác đi tuần thì đột nhiên ngã xuống giếng, trong đó có bốn người, cứu được ba người, chỉ có cha con là hy sinh. Cuối cùng, cầm tiền liệt sĩ về, đưa cho gia đình một ít rồi đi. Mà những người bị chôn thì có 20-30 người, cuối cùng cũng có thể dùng tiền giải quyết. Phượng Tú nói đến đây, nước mắt lại chảy ra. Dương Đại Đồng, tao giết mày. Lý Cường mắt đỏ rực gào thét. Xoay người đi. Làm gì đó, cậu đi giết người thì mẹ cậu đừng mong tôi chiếu cố, Diệp Phàm tôi không có lòng tốt vậy đâu, hừ. Diệp Phàm ôm lấy y, lạnh lùng nói. Con đi rồi về sẽ không thấy mẹ nữa đâu, mẹ sợ con biết chuyện thì sẽ làm bậy. Phượng Tú bình tĩnh lại. Con nghe rồi đó, nếu sau này mà còn như vậy, thì con chờ mà nhặt xác mẹ. Mẹ, con không đi, con sẽ sống thật tốt, sẽ để mẹ được ôm cháu. Mắt Lý Cường hằn tia máu, siết chặt tay, hét lên. Chuyện này chắc chắn phải điều tra, Dương Đại Đồng cũng không thể bỏ qua. Nhưng, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta quang minh chính đại cho y vào tù, tử hình cũng có thể, nghe có hiểu lời tôi không nào, tin tưởng tôi thì gật đầu đi. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Lý Cường. Diệp tiên sinh, tôi nghe lời ngài. Lý Cường nặng nề gật đầu, nhìn mẹ một cái, hỏi. Mẹ! Dương Đại Đồng kia đi đâu rồi? Người ta giờ đã thăng quan lớn, nghe nói là phó chủ tịch thường trực tỉnh Sơn Nguyên. Phượng Tú nói, phó chủ tịch thường trực là quan gì?
Lý Cường hỏi Diệp Phàm. Cùng cấp bậc với phó chủ tịch tỉnh, nhưng quyền lực lớn hơn phó chủ tịch tỉnh một ít. Được coi là nhân vật thực quyền. Nếu người này leo nhanh như vậy, chắc chắn phía sau có người giúp đỡ. Cho nên, Lý Cường, cậu nghe tôi, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Nhiều năm trôi qua rồi, chúng ta chờ thêm chút nữa, sơn không chuyển thủy chuyển, không chừng lúc nào đó ông ta chuyển về cùng một khối với tôi, yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng ra tay khiến y nhận hậu quả xấu. Diệp Phàm thái độ kiên quyết. Vâng, tôi nghe theo Diệp tiên sinh, nhưng, mẹ vừa nói, ba còn sư đệ tên Giang Phát Lâm, quan hệ thân thiết, ông ấy làm ở bộ phận bí mật quốc gia gì đó, chẳng lẽ ông ấy không quản chuyện này sao? Lý Cường có chút nghi hoặc khó hiểu, hỏi. Chương 1135, cảnh cáo của Cố Thiên Long. Lúc đó ông ta đang đi làm nhiệm vụ bí mật, một năm sau mới trở về, sau khi biết việc này rất tức giận, đã đi tìm Dương Đại Đồng. Nhưng, Dương Đại Đồng không chịu thừa nhận. Hơn nữa, lúc đó Dương Đại Đồng đã đến địa khu Thiết Châu đảm nhiệm phó chủ tịch địa khu. Giang Phát Lâm nói là cứ từ từ, ông ta sẽ điều tra. Mấy năm trôi qua rồi. Ông ta nói chưa tìm được manh mối, bảo mẹ đừng gấp. Rồi, sau đó, lại 2-3 năm trôi qua, ông ta còn khuyên mẹ, nói là sư huynh đã qua đời mấy năm rồi, bảo mẹ tìm người khác để tái giá, mẹ không chịu. Không lâu sau, ông ta lại đến, uống say rồi, nói là thích mẹ, bảo mẹ làm chuyện đó. Mẹ tát ông ta một cái, mắng chửi ông ta không nói gì. Chỉ có điều, hơn cả năm sau cứ quấn lấy mẹ, làm phiền mẹ. Không lâu sau mẹ bị đụng xe, vốn là không nghiêm trọng lắm, xương cốt cũng không bị thương. Lúc đầu mẹ cố ý giả bộ không đứng được, mẹ nghĩ, người bị liệt một chân, Giang Phát Lâm hẳn là sẽ không thèm để ý đến mẹ nữa. Năm đó con cũng lớn rồi, có thể ra ngoài kiếm tiền, mẹ cũng yên tâm. Giang Phát Lâm có đến vài lần, nhưng thấy chân mẹ thế này, mà, lúc đó mẹ còn làm cho cả người mình hôi thối, nên chắc là ông ta thấy cũng chết tim, không đến nữa. Phượng Tú vẻ mặt đau xót nói, nhìn đứa con một cái còn nói thêm. Việc này mẹ không nói ra, sợ con tìm Dương Đại Đồng liều mạng, người ta là quan lớn, chúng ta đấu không lại y. Con mà chết còn lại mình mẹ thì mẹ biết phải làm sao, còn không bằng cùng chết. Với lại, mẹ cũng sợ Giang Phát Lâm có thành kiến với con, tìm con làm phiền. Nghe nói Giang Phát Lâm giờ cũng là quan lớn, nhà ta không thể chọc vào đâu. Một đôi cẩu tặc. Lý Cường đấm một đấm lên bàn, cái bàn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Giang Phát Lâm công tác ở bộ phận nào bác biết không? Diệp Phàm hỏi. Hình như là công tác an ninh gì đó, là bộ phận có thể giết người không cần chịu trách nhiệm, họ nói vậy, tôi cũng không rõ. Phượng Tú lắc đầu. Thôi đi, đã nhiều năm rồi ông ta cũng không xuất hiện nữa, chắc là đã quên mẹ rồi, cũng tốt, mẹ là người bị liệt, ông ta sao có thể để mắt đến mẹ nữa? Nhưng sau này khi mẹ muốn đứng lên, chuyện đáng sợ đã xảy ra, cái chân này, không còn nghe theo sai khiến của mẹ nữa, dù mẹ làm thế nào cũng chẳng đứng lên nổi. Ừ, do nhiều năm bác không đi lại, nên cơ bắp bị teo. Chỉ cần từ từ thông khí, tôi sẽ dùng kim châm thỉnh thoảng giúp bác khai thông, hơn nữa, sẽ phối hợp với thuốc làm dịu đi, có lẽ sẽ đứng lên lại được thôi. Bác gái à, chuyện này bác đừng gấp, tôi đảm bảo mà. Ở Thủy Châu tôi có một cái sân rất lớn, bác đến đó ở đi. Yên tâm, chỗ đó bí ẩn lắm, dù là Giang Phát Lâm cũng không dám lỗ mãng, hơn nữa Giang Phát Lâm nhiều năm như vậy không thấy bóng dáng, chắc là đã sớm quên bác mất rồi, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Quay về Thủy Châu, thấy Mai Tử đã xuống giường được rồi. Em gái Tử Y khoảng thời gian này luôn chăm sóc Mai Tử, thấy Diệp Phàm về, Mai Tử chạy lại đỡ áo khoác Diệp Phàm. Bị Tử Y vội vã đỡ lại, sợ cô ấy chạy lại bị thương. Lý Cường gặp cha Trần Quân ngồi trong sân, dĩ nhiên yên tâm. Diệp Phàm dặn Tử Y đi tìm một người đến chăm sóc cho Phượng Tú, trong lòng Lý Cường vô cùng cảm kích, nhưng, Lý Cường không giỏi biểu đạt, từ trong mắt Y Diệp Phàm đã cảm nhận được tất cả. Sắp xếp xong, Trần Quân ở lại Thủy Châu, vì bạn gái Hạnh Nhi mấy ngày qua cũng thường ở trong Diệp Phủ, Diệp Phàm có lúc mở ám hỏi Trần Quân đã làm gì Hạnh Nhi chưa. Trần Quân sờ đầu nói là phải tôn trọng Hạnh Nhi, muốn tới đêm tân hôn mới làm cho có hương vị. Diệp Phàm chỉ có thể mắng tiểu tử này là cây gỗ, thiếu tâm nhãn. Trần Quân ngược lại ha hả cười nói. Em lại thích mùi vị này. Tùy cậu, tiểu tử.
Diệp Phàm hừ một tiếng hết chỗ nói. Sở Thiên Các Diệp phủ rất lớn, có phần ngoại viện và nội viện, Trần Quân, Hạnh Nhi và Lý Cường đều ở tại ngoại viện, Diệp Phàm ở tại nội viện, giữa hai viện còn có cửa lớn hình vòm. Đi qua một con đường nhỏ vòng cung mới có thể vào được, nhưng cũng chẳng sao, vì cửa chung thường chẳng bao giờ đóng, mọi người thường quây quần vui vẻ bên nhau. Mai Tử ở căn phòng sát vách với Diệp Phàm. Trong nội viện chỉ có em gái Tử Y và Mai Tử, cha mẹ Diệp Phàm đã về Cổ Xuyên. Còn em trai Diệp Tử Kỳ đã quay về Bắc Kinh học, bạn gái Tống Thiến Thiến khôi phục rất khá, đã có thể đi lại được rồi. Đối với Cố gia, Diệp Phàm tin tưởng bọn họ lần này hẳn là bị đánh đau rồi. Cố Tuấn Phi Thành bán ngu ngốc, chỉ có thể không ai hiểu được gì, hơn nữa, cả người nằm liệt trên giường, ngồi ghế cùng phải được giúp đỡ. Bộ dạng này mà còn phải ở tù hơn 10 năm, vốn Cố gia có đề xuất nói là Cố Tuấn Phi đã liệt lại còn ngu ngốc, có thể phóng thích được không? Tuy nhiên, cấp trên không đồng ý, Cố gia biết Diệp Phàm có nhờ Thiết Chiêm Hùng ở Bộ Công an để ý. Trấn Đông Hải ở giữa làm khó dễ, còn Triệu gia ở Bắc Kinh cũng ném thêm đá xuống giếng, thành ra, khắp nơi đều chú ý, nên cũng chẳng dám nhắc lại yêu cầu này nữa. Nhưng, ở trong tù các thầy thuốc chuyên gia cũng chiếu cố cho thằng ngốc Cố Tuấn Phi, đương nhiên là thủ đoạn ngậm của Cố gia rồi, điểm ấy Diệp Phàm cũng biết, cũng chẳng lo lắng. Người tha được thì tạm tha, người thâm độc thì phải làm cho tới đỉnh. Hắn tin chỉ công mình hạ xuống, là kết hợp chỉ bí truyền giữa Trần Khiếu Thiên và gia tộc thần thối Câu Trần. Cố gia dù mời cao thủ nào cũng chẳng thể giải được. Trừ phi chính mình động thủ, bằng không, đời này Cố Tuấn Phi mãi là một si ngốc phế nhân. Đương nhiên, nếu Cố gia muốn sinh sự nữa, Diệp Phàm cũng không ngại trừ tận gốc bọn họ. Chỉ có điều Cố Thiên Long từ thái độ Trấn Đông Hải cũng thấy được một ít manh mối, chắc là cũng có thể đoán được Diệp Phàm với tổ đặc nhiệm A có cái gì liên quan. Với thành viên tổ đặc nhiệm A, Cố Thiên Long có chút kiêng kỵ. Mặc dù ông Nguyên là ủy viên quân ủy, cũng không rõ lắm tình hình tổ đặc nhiệm A, chỉ có điều nghe nói rất thần bí. Chỉ có chủ tịch Trấn mới có thể lãnh đạo điều động tổ chức thần bí phụ trách chuyện liên quan đến quốc gia trọng đại. Về phần quân ủy, chỉ là trực thuộc thôi, dù trước kia Triệu Bảo Cương là phó chủ tịch quân ủy dường như cũng không thể sai khiến được tổ chức thần bí kia. Sau đó Tào Mộng Đức của Tào gia nói ra thân phận khác của Diệp Phàm, thiếu tướng thứ trưởng tổng tham mưu ban quân vụ. Cố Thiên Long tối đó vô cùng chấn động, đồng thời lập tức triệu tập con cháu trung tâm của tộc, đưa ra nghiêm lệnh không được tìm Diệp Phàm làm phiền phức. Dĩ nhiên, đám Cố Phong Sơn cũng có hỏi lý do, nhưng Cố Thiên Long vẻ mặt âm trầm cuối cùng không nói gì. Nhưng, Cố Thiên Long con thứ hai Cố Hữu Cương, cũng chính là tư lệnh căn cứ Việt Châu trực thuộc hạm đội Nam Hải đương nhiệm, là một thiếu tướng. Người này tương đối tức giận, phẫn nộ nói. Ba, tại sao, sao ba không nói, chuyện Tuấn Phi chẳng lẽ cứ để vậy? Nếu thế, Cố gia chúng ta ở Bắc Kinh làm sao có thể ngẩng đầu nữa, làm sao đối diện với những gia tộc khác, sau khi xảy ra chuyện này, con chẳng dám đi dạo phố nữa. Cố gia chúng ta, mất mặt quá. Khốn kiếp, mày anh hùng thì mày đi thử xem. Cố Thiên Long chỉ vào Cố Hữu Cương mắng, xoay người nói. Mày xem thử. Giờ anh mày nhậm chức ở đâu, đến Trung ương làm phòng tôn giáo, nghe thì hay lắm, nhưng vị trí đó có thể làm được gì? Ngay cả cái vị trí chẳng quản được gì của mày nữa, cũng là do tao đây đi cầu xin lão Trương, tao ra cũng phải đi nói với họ, bằng không, cái vị trí của mày cũng khó giữ được. Hiện hại chưa yên ổn, kỳ thực nhìn Bắc Kinh thì bình tĩnh, nhưng thực tế thế lực khắp nơi đang dục trịch. Giờ nhà chúng ta đang xui vẻo, xem chuyện hay thì nhiều, giúp được mày thì có mấy người. Ném đá xuống giếng cũng không ít, chẳng lẽ mày muốn Cố gia chúng ta hoàn toàn xóa tên ở Bắc Kinh, thời thế khác rồi, đừng cho rằng mình vẫn còn gia tộc lớn. Không được nữa rồi, Cố gia chúng ta, nói thật, giờ phải hiểu rõ vị trí của mình, đã không còn là gia tộc thủ lĩnh nữa rồi, có thể bảo vệ được vòng trong đã là tích đức của tổ tiên rồi. Sau này làm người phải khiêm tốn, có hiểu không? Kỳ thực Cố gia đã sớm rời khỏi vòng gia tộc hạng hai rồi. Cố Thiên Long nói như vậy. Là để nâng mình lên che đẩy hiềm nghi. Dĩ nhiên, chỉ là có chăm sâu mà không mạnh, Cố gia có yếu thế nào cũng không để người thường đến đái ở chỗ mình. Lần này Diệp Phàm có thể hung hăng đả kích bọn họ, cùng với việc Triệu gia Bắc Kinh và các đại gia tộc ném đá xuống giếng không phải là không có liên quan. Triệu gia vì Triệu Bảo Cương về hưu cũng yếu thế, nếu có thể đẩy Cố gia xuống nước, thế thì Triệu gia vẫn còn có thể cưỡi cổ được Cố gia. Cho nên,
bọn họ tuyệt không muốn thấy một Cố gia hùng mạnh. Ba, dù sao ba cũng phải nói rõ nguyên nhân chứ. Cố Hữu Cương còn có chút không phục. Nguyên nhân cái giám Thiết Chiêm Hùng đủ phân lượng không? Cố Thiên Long nói. Là anh ta, có gì đâu, trước kia ở báo săn còn được, giờ chỉ là một thứ trưởng bộ công an nhỏ, có thể làm gì chúng ta nào? Cố gia chúng ta dù nói gần đây hơi yếu thế, nhưng nhất hệ chúng ta không yếu, còn có Tào gia. Cố Hữu Cương không phục bĩu môi. Tào gia, đừng nói nữa, hừ. Cố Thiên Long đột nhiên khoát tay, liếc mắt, còn nói thêm. Kiều Viễn Sơn thì sao? Ông ta, dựa vào cái gì mà giúp Diệp Phàm? Cố Hữu Cương biến sắc. Dựa vào cái gì, mấy ngày Diệp Phàm dưỡng thương, đại tiểu thư Kiều gia như tỷ nữ hầu hạ hắn. Việc này ta cũng ngẫu nhiên nghe người trong bệnh viện nói, mày cẩn thận cái miệng, nghe xong thì quên đi. Rơi vào tai hai anh em Kiều gia là mày chịu không nổi đâu. Cố Thiên Long nói. Cố Hữu Cương câm miệng, Kiều Viễn Sơn là trưởng ban tổ chức trung ương, ủy viên bộ chính trị, có thể đắn đo mũ quan, cả nước tuy nói mũ quan cấp thứ trưởng ông ta không dễ đắn đo, nhưng chuyện anh có được thông qua hay không các lãnh đạo quốc gia cũng rất coi trọng lời nói của ông ta, cho nên, Cố Hữu Cương nói không sợ là giả. Mà Kiều Viễn Sơn anh trai Kiều Hoành Sơn là tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam, quốc gia có mấy đại thống soái quân khu, ủy viên quân ủy, tuy nói quản không được mình, nhưng người ta thông báo quân khu tư lệnh Việt Châu một chút, thì cũng khó nói. Không cần nói gì khác, ngay chuyện lên chức của mình cũng khó mà đạt được. Lý Cường yên tâm cùng Diệp Phàm trở lại Ngư Đồng giám sát Lý Nguyệt. Diệp Phàm cũng cẩn thận kiểm tra Lý Cường, phát hiện Lý Cường sinh ra là để luyện công, xương cốt rất, mới 26 tuổi đạt ngũ đẳng đỉnh bậc tầng thứ nhất, Diệp Phàm tương đối tiếc nuối, nếu còn thuốc thịt chăn chế với Hà Thủ Ô trăm năm, chắc hẳn có thể giúp anh ta đột phá đến ngũ đẳng bậc 2, thậm chí bậc 3 có thể, hơi đáng tiếc. Tuy nhiên, mấy thứ đó chỉ có thể gặp không thể cầu. Nhoáng cái đã tới tối mùng 3 rồi. Chương 1136, Xuân Dục. Theo những tin tức Lý Cương báo về thì mấy ngày nay Lý Nguyệt rất thật, ngoại trừ điên điên khùng khùng ra thì chẳng có gì làm người ta nghi ngờ. Buổi tối đó Lý Nguyệt đến chân tường nhà Diệp Phàm ngủ, hôm sau không còn đến nữa. Cái chăn bông kia của Diệp Phàm bị gấp lại, ném ở chân tường. 2 giờ đêm, Diệp Phàm không ngủ được, vụ án vẫn chưa có được một cái gật đầu. Gần đây thành phố Ngư Đồng cũng khá yên tĩnh, không phát sinh chuyện gì lớn, chỉ có một số vụ án nhỏ người trong cục có thể tự xử lý, không cần một bí thư như Diệp Phàm phải hao tâm tổn sức. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, cầm lấy di động, thấy một dãy số lạ, sau khi nghe máy bên trong trầm mặc một lúc, bỗng có một giọng nữ hơi kiềm lại, nói. Bí thư Diệp đúng không? Vâng, cô là ai? Diệp Phàm hỏi ngược lại, cảm thấy có chút quỷ dị, muốn như vậy mà còn có một cuộc điện thoại lạ, không phải là liên quan đến thảm án Ngư Đồng chứ? Anh đến gặp tôi ở đế thuyền sông Áp Tử phòng riêng 508 chờ anh. Giọng nữ kia nói xong gác máy. Chắn đến. Diệp Phàm nắm chặt tay, không đi theo cửa chính, lén đi xuống dọc theo ống nước, chuyện này, chẳng thể làm khó được Diệp Phàm. Hơn nữa, lại còn dùng mũ che hết khuôn mặt, hơi giống như làm công tác ngầm, Diệp Phàm cảm thấy hơi kích thích, có cảm giác như đảng bí mật vậy. Thằng nhãi này cũng không vào từ cửa chính của thuyền, mà trèo lên từ một hướng khác, chẳng khác phi tặc là mấy. Dùng một phương pháp đặc biệt để mở cửa phòng, thấy ngọn đèn trong căn phòng bao riêng lớn tương đối ảm đạm, trên sofa có một người đang nằm, mái tóc bay bay kia hẳn là một phụ nữ. Là cô bảo tôi tới sao? Diệp Phàm đứng trước người phụ nữ nằm nghiêng hừ giọng nói. Anh vào bằng cách nào? Cô nàng bị dọa cho hoảng sợ, nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không phải Đồng Oanh Oanh thì là ai? Tôi là công an, cái này đã là gì? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, xuồng xã đánh giá Đồng Oanh Oanh. Tối nay Đồng Oanh Oanh rất thuần khiết xinh đẹp, vì có máy điều hòa, cho nên mặc đồ không dày lắm. Cặp đùi thon dài nhẹ nhàng đặt trên nền nhà trải thảm hồng. Người mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn để lộ tấm lưng trắng ngần, giống một đóa hồng thuần khiết nở rộ bày ra trước mắt Diệp Phàm. Mái tóc dài hơi ánh vàng búi trên đỉnh đầu nhìn tựa đóa sen, ở giữa còn cài một kẹp tóc giống như kim cương của công chúa, chẳng biết có phải thật hay không. Da thịt trắng mịn, dưới ánh đèn trở thành màu hồng phấn, những đường cong lả lướt sau lưng hào phóng lộ hết ra ngoài. Đường xẻ rất sâu, lộ ra cho đến thắt lưng. Ngọc thể thuần khiết như ẩn như hiện,
vòng eo giữa chiếc váy hơi run lên. Trong sự thuần khiết lại tràn ra hương vị hấp dẫn nhẹ nhàng yêu linh, không thể nói rõ được. Thấy Diệp Phàm càn rỡ nhìn chằm chằm vào mình, Đổng Oanh Oanh cũng không tránh né, ngược lại còn hơi ưỡn ngực, bộ ngực dậy thì đã trưởng thành đột nhiên dương cao lên, đỉnh ngực lộ ra dưới làn váy. Hơn nữa, phía trước xẻ rất sâu, rãnh ngực sâu kia triển lãm rõ ràng trước mắt tên đàn ông kia. Diệp Phàm cố ý đưa tay lên thăm dò đỉnh núi, dĩ nhiên là chỉ muốn thử Đổng Oanh Oanh xem có phải là đang giả bộ hay không. Quả nhiên, vừa chạm vào ngọn núi đôi thì Đổng Oanh Oanh lập tức lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm Diệp Phàm hừ giọng nói. Không ngờ anh lại là người như vậy, hừ. Tôi vốn là người như vậy, có phải đã hối hận vì đã gọi tôi đến? Diệp Phàm ngược lại thản nhiên cười, đặt mông ngồi xuống sofa. Thằng nhãi này nhìn lướt qua vẻ mặt phẫn nộ và không cam lòng Đổng Oanh Oanh, biết cô này chắc chắn có chuyện nhờ mình, lập tức nói với Đổng Oanh Oanh. Còn không rót rượu đi, hay muốn tôi gọi hai cô gái vào rót rượu? Anh! Đổng Oanh Oanh đời này chưa bao giờ gặp phải chuyện này, chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy, quính lên, nước mắt chảy ra, đứng yên bất động, hung hăng nhìn chằm chằm tên trước mặt. Không uống rượu thì tôi đi đây, đêm hôm khuya khoát, về nhà ngủ là thoải mái nhất. Diệp Phàm thản nhiên duỗi lưng, đứng dậy định bỏ đi, dĩ nhiên là thằng nhãi này đang giả vờ, thực chất là muốn thăm dò Đổng Oanh Oanh rốt cuộc là có thể cung cấp được gì. Tôi, rót. Giọng Đổng Oanh Oanh giống như đang khóc. Rót thì rót, khóc cái gì, chẳng lẽ rót cho tôi mấy chén rượu mà oan ức như chết vậy à, hừ. Diệp Phàm lạnh giọng đặt mông ngồi xuống, đưa tay vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu Đổng Oanh Oanh ngồi ở đây. Diệp Phàm hiểu. Muốn hàng phục những cô nương kiêu căng nhà có tiền như kiểu Đổng Oanh Oanh, thì phải có thủ đoạn, đối những con chim non này, phải để cho cô nàng hoàn toàn phục mới được, sau này muốn biết gì thì có thể đào được từ cái miệng này. Bằng không, người ta sẽ coi anh là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, vậy thì làm được gì chứ? Phải biến thiên Nga thành vịt bầu thì mới có thể hành sự được. Kể ra Đổng Oanh Oanh theo đánh giá là công chúa được cơm bưng nước rót, ngay cả bình rượu mà mở cũng chẳng được. Làm cả nửa ngày, bình rượu kia vẫn chưa mở ra được. Cô nàng gấp đến độ nước mắt chảy cả ra, vẫn liếc nhìn Diệp Phàm, nhưng Diệp Quân hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải làm đại gia, căn bản chẳng có ý giúp đỡ, cố ý liếc mắt ngắm Đổng Oanh Oanh. Ngay cả bình rượu mà không mở được, sau này làm sao ở với đàn ông đây? Anh là đàn ông, anh phải mở rượu mới đúng, tôi chỉ là con gái yếu ớt. Đổng Oanh Oanh cãi lại nói. Buồn cười. Cô không thấy à, ở quán rượu, quán bar, người mở rượu đều là phụ nữ hết, mở không được thì cứ gọi anh Diệp một tiếng, nếu tôi vui thì sẽ giúp cô. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Suýt chút nữa đã làm Đổng Oanh Oanh ngất xỉu tại chỗ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giống như gặp phải yêu ma có 102, nửa ngày trời mới hồi phục được tinh thần, nói. Anh có còn chút khí phách nam nhi không, có chút phong độ thân sĩ không, anh có còn là đàn ông không, anh có còn. Đổng Oanh Oanh nói nhanh quá, bị nghẹn. Tên này đúng là động vật máu lạnh, lạnh lùng nói. Có còn cái gì, nói hết luôn đi, dù sao cũng chả được mấy câu. Đổng Oanh Oanh không hé răng, chuyên tâm mở bình rượu nho, bụp một tiếng, thực sự là cô nàng đã tìm được chốt, mở được nút chai. Cô đắc ý liếc Diệp Phàm một cái, hung hăng rót cho thằng nhãi một cốc lớn. Rót rượu cũng chẳng biết, ai lại rót thế này. Trong phim cô cha từng thấy à? Có ai mà rót đầy vậy không? Hai, thiếu văn hóa, tu dưỡng chưa đủ. Diệp Phàm cố ý châm chọc nói, tiếp tục chỉnh đốn cô nàng. Anh dám nói tôi thiếu văn hóa, nhưng, thực đáng tiếc là, bản cô nương là sinh viên Yến Kinh, hiện đang đi học, nói vậy chắc Diệp Phàm đại nhân là sinh viên Oxford, hay là Harvard, ngay cả đại học Yến Kinh mà cũng coi là đồ bỏ, hứ, hứ. Đổng Oanh Oanh cảm thấy bắt lỗi trong lời nói của hắn, bèn lập tức túm lấy. Đại học Yến Kinh à, thời phong Nhật Hạ, không thể ngờ trường Đại học Yến Kinh xếp hạng nhất trong nước lại giáo dục được kiểu sinh viên thô kệch như vậy, ngay cả mở chai rượu cũng phải nửa tiếng, rót rượu mà chẳng chút đúng mực, sau này gặp hiệu trưởng Đại học Yến Kinh, tôi phải nhắc nhở ông ấy, chẳng phải ai cũng nhận vào trường học được, có tiền là được rồi sao? Đúng là bại hoại thanh danh của Đại học Yến Kinh đứng đầu trong nước, đáng tiếc. Miệng thằng nhãi này quả không vừa, nói xong còn giả bộ lắc đầu tiếc nuối. Đổng Oanh Oanh suýt chút nữa là bùng nổ rồi. Rất lâu sau mới nói. Tôi thi vào mà. Được rồi, không nói nữa. Chúng ta cùng ly trước rồi nói sau.
Diệp Phàm cầm lấy chai, rót cho Đồng Oanh Oanh một ly đầy, giơ ly lên nói. Đồng Oanh Oanh vẻ mặt cay đắng, vốn muốn làm khó dễ Diệp Phàm một chút, không ngờ thằng nhãi này đúng là xảo quyệt, rót cả cho mình, cái ly rượu to thế này mà uống hết xuống bụng, chắc là lập tức phải bật ngửa mất thôi. Thế nào, coi thường tôi, không muốn uống với tôi à, thế thì cáo từ, cô thích tìm ai thì tìm đi. Diệp Phàm lạnh lùng cười định bỏ đi. Để tôi uống cho anh xem. Đồng Oanh Oanh phát cáu, mở miệng, uống ừng ực hết cả ly, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Ừ, thế còn được. Diệp Phàm gật gật đầu, cảm thấy đủ đả kích Đồng Oanh Oanh rồi, bèn đi vào chủ đề chính, nói. Có chuyện gì, chúng ta không cần quanh co nữa, cô nói thẳng đi. Nhưng, tôi phải nói rõ với cô, nếu cô tin tôi thì phải nói thẳng, nếu cứ giấu giếm thì không cần nói nữa. Tôi đây, ghét bị người ta không tin tưởng mình. Cha tôi tên Đồng Phương, mẹ tôi tên Mai Hồng, trong nhà có một anh trai tên Đồng Nhiên, lớn hơi tôi mấy tuổi. Anh ấy không thích kinh doanh, tốt nghiệp đại học xong giờ đang làm một thư ký ở tỉnh ủy. Mấy năm nay, tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô phát triển rất nhanh, tài sản cũng nhanh chóng tăng lên. Đồng Oanh Oanh kể sơ lại mọi chuyện. Các người nghi ngờ cái chết của cha cô trong tù không minh bạch. Diệp Phàm hỏi, Đồng Oanh Oanh rót rượu cho Diệp Phàm trước, sau đó hai người lại cạn một ly, cô mới nói tiếp. Đúng vậy, trước kia mẹ tôi không nghi ngờ gì. Nhưng sau đó không lâu khi đang lau dọn di vật của cha mới phát hiện một số vấn đề, đó chính là quyển nhật ký mà tôi nói. Nhật ký ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Trong tay mẹ tôi. Đồng Oanh Oanh đáp. Tôi muốn thấy quyển nhật ký rồi mới dễ nói chuyện. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn, nói. Cái này, nghe mẹ tôi nói bên trong còn ghi một vài thứ khác, là lời ba tôi nói với mẹ tôi, đều viết theo dạng tâm tình, cái này hơi bất tiện. Đồng Oanh Oanh có chút khó xử, nói. Điều tra rõ cái chết của ba cô quan trọng hay là mấy cái lời tâm tình cũ rích kia quan trọng, đúng là cổ hũ, cái này, các người tự lựa chọn đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, cảm thấy mẹ con này đúng là cổ hủ, đến lúc này còn có thể nghĩ đến chút chuyện như vậy. Thế này, anh trực tiếp gọi cho mẹ tôi, nói với bà ấy. Diệp Phàm đành phải làm như thế, lúc mới đầu Mai Hồng không chịu đưa, tuy nhiên. Sau khi Diệp Phàm mềm cứng đều dùng hết cuối cùng thì cũng đồng ý. Hai người cũng ly cuối cùng rồi rời thuyền, đang lái xe, điện thoại vang lên, vừa nghe, là tránh văn phòng an vệ dân gọi tới, nói là nhận được điện thoại của văn phòng sở tính, nói là tiên sinh Lâm Hào đống tập đoàn Thái Mậu Hong Kong sau khi nghe nói cục công an thành phố bán đấu giá tượng đồng Lâm Tắc Tử đã kinh ngạc, đồng thời cũng rất thông cảm. Rất là khâm phục tinh thần một lòng phá án của bí thư Diệp. Đặc biệt ủy thác đại lý ở Việt Đông quyên tặng 10 xe cảnh sát cục công an thành phố Ngư Đồng, sẽ xuất phát từ tỉnh thành, chắc là khoảng 9 giờ sáng sẽ tới. Yêu cầu cục công an thành phố sớm chuẩn bị, làm nghi thức tiếp nhận cho tốt. Chương 1137, dạy dỗ kiểm sát trường. Diệp Phàm nghe xong lập tức điện thoại chỉ thị an vệ dân toàn quyền phụ trách sắp xếp việc tiếp nhận xe cảnh sát, sau khi gác điện thoại đi thẳng đến Đồng Gia, 3 phút sau đã đến Đồng Gia. Mới đến dưới lầu, lại nhận được điện thoại giám đốc sở tỉnh Trần Bố Hòa, cũng dặn Diệp Phàm phải cẩn thận đối đãi với Hoa Kiều Hong Kong đã quyên tặng, lợi dụng việc này xóa đi những ảnh hưởng bất lợi. Thật dài dòng, không phải chỉ có mấy chiếc xe sao, nói tới nói lui mãi. Diệp Phàm quay qua cười với Đồng Oanh Oanh đi thẳng vào cửa chính, Đồng Gia vì có tiền, nên ở trong một căn biệt thự, tương đối xa hoa. Đại sảnh sáng đèn, không có ai, ắt hẳn là ở trên lầu. Hai người đi lên lầu. Tuy nhiên, phòng Mai Hồng cửa khóa chặt, Diệp Phàm gọi vài tiếng, bên trong không có âm thanh gì. Lại gọi điện thoại, phát hiện điện thoại vang lên trong phòng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Diệp Phàm nhỏ giọng nói thầm một câu, Đồng Oanh Oanh sợ tới mức mặt lập tức trắng bệch, vội vàng kêu lên. Nhanh phá cửa. Nói xong lập tức dùng chân đá cánh cửa hét lớn. Diệp Phàm lấy công cụ ra uốn éo mở ngay cửa. Báo săn có một bộ đồ nghề mở cửa đặc biệt. Vừa mới mở ra cửa, phát hiện trên giường quần áo lung tung, di động đặt ở trên bàn không thấy người. Lúc này, Đồng Oanh Oanh đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm thiết. Diệp Phàm phóng qua, phát hiện Đồng Oanh Oanh ôm lấy mẹ hét lên chói tai. Mai Hồng mẹ cô toàn thân đầy máu, trên sàn phòng tắm đầy máu tươi chói mắt. Diệp Phàm vội vàng kéo Đồng Oanh Oanh ra, dùng tay xem xét mũi Mai Hồng, phát hiện đã không còn hơi thở. Lại ấn tai vào ngực bà thi triển bức nhĩ thông thuật, phát hiện đã khí tuyệt rồi.
Oanh oanh, bình tĩnh một chút, mẹ cô đã đi rồi. Hiện trường không thể rối loạn, phải bảo vệ cho tốt, tôi lập tức báo cảnh sát. Diệp Phàm miệng vừa nói xong, phát hiện Đồng Oanh Oanh điên cuồng nhào đến, bèn đưa tay ôm chặt cứng cô nàng đem về phòng ngủ. Tuy nhiên, Đồng Oanh Oanh không chịu yên, sợ cô kích động quá độ lại làm việc gì đó nguy hiểm, Diệp Phàm đành phải đưa tay xé chăn trói chân tay cô nàng ra sau lưng. Giải quyết phiền toái này xong, Diệp Phàm lập tức lấy ra điện thoại gọi cho đội trưởng Cao Bằng đội cảnh sát hình sự thành phố, dặn dò anh ta lập tức tổ chức những cảnh sát hình sự có khả năng cao đến Đồng ra. Đúng lúc này, cánh cửa thịch một tiếng, bị đá văng ra, một tiếng hét lớn. Giơ tay lên, không được nhúc nhích. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thấy 7-8 người đàn ông cao to tiến vào. Cảm giác không giống kẻ bắt cóc nào mà khách khí như thế. Làm gì? Diệp Phàm buông điện thoại, mặt trầm xuống nói, liếc nhìn vết thương sâu trên mặt người đàn ông đi đầu, hỏi. Các ngươi là người bộ phận nào? Viện kiểm sát, còng lại đưa về phòng điều tra. Người đàn ông có vết thương nói, hai người đàn ông kia cầm còng tay hướng về phía Diệp Phàm. Đột nhiên, một người áo đen hô lớn. Hắn là tội phạm giết người, khả năng có súng, đừng để cho hắn chạy thoát. Cái rắm, ông đây đến thì bà ta đã chết. Tôi là bí thư đảng ủy công an thành phố Diệp Phàm, vừa rồi đã báo án, đừng lộn xộn, chờ đội cảnh sát hình sự thành phố đến xử lý. Diệp Phàm nói với người có vết thương trên mặt. Hai người tay cầm còng nghe vậy lập tức dừng bước, đưa mắt nhìn người đàn ông trên mặt có vết thương. Giết người thì dù là Diệp Phàm cũng phải bắt, Giang Lâm, Trần Thiền, còn không còng lại, nếu để trốn thoát thì sẽ hỏi tội anh đấy. Người trên mặt có vết thương lạnh lùng nói. Không, không, mẹ tôi không phải bị anh ấy giết, chúng ta cùng nhau vào. Lúc này, Đồng Oanh Oanh bị trói trên giường hơi tỉnh táo lại, hét lớn. Cô Đồng, hắn dù là bạn trai cô, nhưng người giết mẹ cô mà cô còn muốn bao che hắn sao? Tội bao che cũng là ngồi tù đấy. Cô xem, chính cô cũng bị trói lại mà còn yểm trợ cho hắn, mau tỉnh lại đi, ngu ngốc. Người trên mặt có vết thương hét to một tiếng, thấy Giang Lâm và Trần Thiển có chút dề dà, không khỏi hét lớn một tiếng. Hai người không muốn làm có phải không? Nếu để tội phạm giết người chạy, hai người phải chịu trách nhiệm đó. Vâng, sếp Phương. Giang Lâm và Trần Thiển không do dự nữa, tiến về phía Diệp Phàm. Mặt khác hai nhân viên công tác cầm súng nhắm ngay Diệp Phàm. Thình thịch, một âm thanh vang lên, bóng người nhoáng qua một cái, hai cây súng vẫn chưa kịp phản ứng, súng đã bị phi đao của Diệp Phàm đánh rơi xuống đất. Diệp Phàm phóng lên, mấy quyền mấy cước xuất ra, vài tiếng loạt soạt qua đi, dưới đất lập tức có một người nằm xuống. Mẹ nó, ông tên là gì, dám nói xấu ông đây. Tôi nghĩ ông là xã hội đen giả mạo nhân viên viện kiểm sát mưu sát người. Diệp Phàm một cước hung hăng đá vào lưng người đàn ông mặt trên có vết thương, y đau đến mức nhe răng nhếch miệng hô. Được anh dám chống lại lệnh bắt, công kích kiểm sát trưởng. Ông đây là phó kiểm sát trưởng Vương Đông. Phó cái rắm, đồng lõa của ông ở đâu? Diệp Phàm giật mình, cảm giác hình như mình bị rơi vào vòng xoáy của một âm mưu sớm đã được dự tính từ trước. Vì thế lúc này không quan tâm gì, nhắm vào Vương Đông hung hăng đá mấy đá. Một cước giẫm xuống, một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, xương sườn ở ngực Vương Đông ắt hẳn là gãy mất vài cái. Nhận tội không? Diệp Phàm mặt âm trầm nói. Mẹ nó, dám đánh kiểm sát trưởng, mày chết chắc rồi. Vương Đông cắn răng kiên trì. Chết chắc rồi, ha ha, người muốn tao chết rất nhiều, tuy nhiên, cuối cùng, ông đây vẫn sống tốt hơn người khác nhiều. Diệp Phàm lạnh lùng nói lại thưởng cho Vương Đông vài cái tát tai, thằng nhãi này, lập tức biến thành đầu heo, mặt bầm tím. Lập tức mắng. Kẻ bắt cóc cũng dám cản rỡ như thế, xem ra không giáo huấn một chút thì thành phố Ngư Đồng nhà mình biến thành ổ của những kẻ trộm mất. Chợt, lại là vài cái tát tai khỏe mạnh được hạ xuống, mặt Vương Đông, dĩ nhiên càng thê thảm. Về phần đám người Giang Lâm, Trần Thiền, đã sớm sợ tới mức co vòi rụt cổ không dám hé răng. Sợ chọc vào sát thần thì chính mình cũng sẽ thảm hại như vậy. Hơn nữa, nếu người ta quả thật là bí thư đảng ủy công an Diệp Phàm, vậy mì chắc chắn là bị đánh không, tìm ai kêu oan bây giờ. Bởi vì, người mà người ta đánh đập là kẻ bắt cóc, không phải kiểm sát trưởng, đời này, cấp trên nói ngươi là kẻ bắt cóc chính là kẻ bắt cóc, dù không phải kẻ bắt cóc cũng có thể thành kẻ bắt cóc. Ước chừng nửa giờ qua đi, Cao Bằng mới mang theo một đám người tiến vào.
liếc mắt nhìn thấy một người áo đen đang vô cùng đau đớn, còn tưởng rằng bí thư Diệp chế phục tội phạm giết người, lập tức quát. Toàn bộ còng lại áp giải đi. Cao đội trưởng, tôi là Vương Đông. Lúc này, Vương Đông mặt sưng như đầu lợn vội kêu to. Anh là Vương Đông. Cao Bằng nghe giọng cũng hơi quen, đến gần ngắm nghía, có chút kinh ngạc hỏi. Phó kiểm sát trưởng Vương, anh sao lại thành ra thế này? Cao Bằng thật đúng là bị dọa cho hoảng sợ, phát hiện Vương Đông đang bị Diệp Phàm giẫm dưới chân, khuôn mặt, thật sự là vô cùng thê thảm. Chúng tôi đến đây phá án, phát hiện đồng chí Diệp Phàm giết người cho nên muốn bắt hắn, ngược lại còn bị hắn đả thương. Vương Đông lập tức cào một cào, dù sao ân oán cũng kết rồi, chẳng còn để ý gì nhiều nữa. Tuy nhiên, Cao Bằng nhưng không dám hé răng, vụng trộm liếc Diệp Phàm một cái, phát hiện hắn đang âm trầm ngồi trên giường. Giật mình, lập tức tiến lên, nhắm Vương Đông hung hăng đá một cước, mắng. Mắt chó, mù rồi à, bí thư Diệp mà là tội phạm giết người, mẹ mày, không sai đó chứ. Còng lại trước đi, những người này có liên quan đến tội phạm giết người. Diệp Phàm lạnh lùng, giải thích nói. Người chết ở buồng vệ sinh, sắp xếp người kiểm tra cẩn thận. Chắc hẳn thời gian tử vong không lâu lắm, một giờ trước tôi vừa mới cùng bà ta nói chuyện điện thoại. Sau đó liền cùng con gái bà ta Đồng Oanh Oanh tới đây, phát hiện người chết ở buồng vệ sinh, lúc đang gọi điện thoại thì đám người này xông vào xuống tay với tôi. Những người này, rất đáng nghi ngờ, tôi đã nói rõ thân phận của mình mà vẫn sống chết xông vào. Hắn nói lung tung. Vương Đông hừ nói, lại bị một cảnh sát tiến lên đá một cước, quát. Còn không thành thật, kẻ bắt cóc mà cũng dám kiêu ngạo như thế. Hiện tại, thằng nhãi Vương Đông này không dám hé răng. Biết đêm nay đã gặp hạn rồi. Vâng. Cao Bằng thấy tình hình như vậy, giống to một tiếng, nhanh chóng sắp xếp. Cảnh sát hình sự đương nhiên sẽ không chậm tay, lấy còng ra bắt toàn bộ người của viện kiểm sát lại. Nói đi, buổi tối anh đến nhà chủ tịch hội đồng quản trị Mai làm gì? Diệp Phàm duỗi chân nhẹ nhàng giẫm trên người Vương Đông, hỏi. Chúng ta là tới phá án, lai lịch tiền tài Mai ra không rõ, tối nay đến nơi đây đến chính là điều tra. Tôi có giấy lục soát, bí thư Diệp, tôi không phải kẻ bắt cóc, chúng tôi thật sự là nhân viên viện kiểm sát. Vương Đông vội vàng nói, lúc này, không còn dám mạnh miệng, gọi Diệp Phàm cũng dùng tôn xưng. Ha ha, đồng chí viện kiểm sát sẽ không sẽ làm chuyện xấu sao, cái này còn khó nói. Trước khi làm rõ mọi chuyện các ngươi đều bị hiểm nghi. Áp đi, thẩm vấn thật kỹ cho tôi. Diệp Phàm quay qua Vương Bình hạ lệnh nói. Vâng. Chúng tôi sẽ thẩm vấn kỹ bọn họ. Vương Bình hô một tiếng, vài cái cảnh sát hình sự hung hăng đưa tay túm lấy, không chút khách khí với Vương Đông, thằng nhãi này đau đến mức nghiến chặt răng mà đi. Vì đồng chí Vương Đông bình thường cũng tương đối ngông nghênh, thường tìm ra không ít lý do đến làm khó dễ nhân viên công tác ở Cục Công an thành phố. Có khi tìm anh ta ký chát bắt giam anh ta còn bày vẽ một phen, các cảnh sát sớm muốn trị anh ta, tuy nhiên, vẫn chưa có cơ hội. Vất vả lắm mới tìm được cơ hội trả thù này, bởi vậy các cảnh sát hình sự cũng không khách khí, xuống tay tương đối nặng, đau đến nỗi mặt Vương Đông nhăn thành từng nếp. Vương Bình, lập tức phong tỏa các ngóc ngách, thông báo toàn bộ các cảnh sát của cục đang ở nhà quay lại hết, hiệp trợ tra án. Diệp Phàm vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Không thể ngờ vừa mới hơi có manh mối thì Mai Hồng lại chết, hơn nữa, vừa rồi bản thân mình suýt bị dính vào, đây là trùng hợp hay là có dự mưu? Diệp Phàm cảm giác ngư đồng này, giống như có một tấm lưới lớn vô hình đang giăng mắc. Cô Đồng, người đã đi rồi, cô phải kiên cường lên, nhanh chóng tìm xem những thứ mẹ cô nói để ở đâu. Quyển nhật ký kia, có lẽ là mấu chốt phá án. Chẳng lẽ cô không muốn báo thù cho mẹ cô, còn cả cha cô nữa? Hiện tại tôi tin, chắc hẳn, cũng bị hại. Diệp Phàm đến bên tai Đồng Oanh Oanh nhỏ giọng nói. Tôi, tìm xem. Đồng Oanh Oanh đột nhiên kiên cường lên, lau khô nước mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, Diệp Phàm cùng cô chỉ dẫn cảnh sát hình sự lục soát tìm kiếm. Tuy nhiên, mãi cho đến khi trời sáng, không hề có thu hoạch gì. Chương 1138, viện trưởng đến đòi người. Vật có ký hiệu đặc biệt mà bố cô để lại ở chỗ nào, là vật gì vậy? Việc này phải bảo mật, không được nói cho bất cứ người nào khác. Những cảnh sát hình sự kia cô cũng không được nói. Diệp Phàm lôi Đồng Oanh Oanh ra một góc nói nhỏ. Chính là con chim khắc đá ở trên giá. Đồng Oanh Oanh khàn khàn nói.
Diệp Phàm đi lại gần, nhân lúc không ai để ý liền cầm lấy con chim khắc đá đó cho vào trong túi. Cô Đồng, cô không thể ở đây được nữa, tôi tìm cho cô một chỗ an toàn có được không? Diệp Phàm hỏi. Tôi không đi, nếu có chết cũng phải chết ở nhà của mình. Đồng Oanh Oang đột nhiên kêu lên, ôm lấy chăn khóc lớn. Vậy cũng được, tôi bảo hai người cảnh sát bảo vệ cô. Diệp Phàm gọi Cao Bình lại, bố trí hai người cảnh sát một nam một nữ bảo vệ Đồng Oanh Oang cả ngày. Ngoài ra, Diệp Phàm cũng đành gọi Trần Quân đến ngư đồng bí mật bảo vệ cho Đồng Oanh Oang. Quay về cục, Diệp Phàm ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm ngâm. Vụ thảm án còn chưa có manh mối gì, Tết nhất không ngờ lại còn có người chết, đúng là chó cắn áo rách. 9 giờ sáng, Diệp Phàm cố gắng ra vẻ tươi tỉnh, tiếp nhận 10 chiếc xe mới từ tay đoàn người đại diện của tập đoàn Thái Mậu Hồng Kông. Lúc đi những người đại diện này chỉ nói một câu. Hy vọng Diệp tiên sinh sau này sẽ không bán Tượng Đồng nữa, chủ tịch hội đồng quản trị Lâm có vẻ. Người đại diện này không nói nửa sau của câu đó nữa, đương nhiên là để Diệp Phàm tự ngẫm nghĩ. Diệp Phàm sau khi có chút ngạc nhiên liền cười chua chát. 10 giờ, Cao Bình đến báo cáo tình hình thẩm vấn Vương Đông. Nói là Vương Đông có cung cấp chứng cứ chứng minh, bọn họ thực sự tới nhà Mai Mân chuẩn bị khám xét tìm vật chứng. Tình hình tài chính của tập đoàn Đế Đô Vương Triều có chút vấn đề, gần đây ngân hàng và một vài doanh nhân cũng phản ánh, tập đoàn này mấy năm gần đây phát triển nhanh như vậy, có người tố cáo là do Đồng Phương lợi dụng công ty để ngấm ngầm rửa tiền, mở công ty chỉ là cái cớ che mắt thiên hạ, mục đích thực sự là rửa tiền bẩn, tiền phần trăm Đồng Phương thu cũng rất cao. Bọn người Vương Đông có điều tra ra gì không? Anh ta nói đang điều tra thu thập chứng cứ, có nghi vấn rất lớn. Cao Bình nói. Nghi vấn rất lớn, tôi còn nghi ngờ bọn chúng âm mưu giết người, sao lại có thể trùng hợp như vậy. Nửa đêm đi khám xét tìm chứng cứ, Mai Mân vừa chết không lâu, sau khi tôi nói rõ thân phận không hỏi đầu đuôi lập tức đòi bắt người, đánh toàn chỗ hiểm, trong việc này chắc chắn có gì đó mờ ám. Hơn nữa còn khăng khăng Đồng Oanh Oang là bạn gái tôi, thật là vớ vẩn. Động cơ của Vương Đông là gì, anh điều tra rõ cho tôi, tra rõ rồi tính tiếp. Diệp Phàm hừ lạnh. Trên thực tế, Diệp Phàm cũng có chút không hài lòng với tên đội trưởng đội hình sự Cao Bình này, tốc độ đến quá chậm, có dấu hiệu cố ý đến chậm. Vụ thảm án này tình tiết ly kỳ, Diệp Phàm hiện tại không có người có thể tin tưởng ở cục. Có lẽ, kẻ giấu mặt đằng sau vụ án này cũng có tai mắt ở trong cục, người có năng lượng lớn như vậy, cài tai mắt chẳng khó khăn gì, hoặc dùng tiền mua chuộc một vài cán bộ cảnh sát ý chí không vững vàng cũng không phải là việc gì khó. Trước mê lực của đồng tiền, tất cả nhân nghĩa đạo đức đều có thể bị vứt bỏ. Vừa rồi Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố gọi điện thoại tới, yêu cầu chúng ta thả vô điều kiện bọn người Vương Đông, việc này chỉ là sự hiểu nhầm. Cao Bình có chút khó xử nói. Nghi vấn chưa được điều tra rõ sao có thể thả người được, đó là nghi vấn giết người. Diệp Phàm hừ lạnh nói, cảm thấy dùng Cao Bình cũng rất không thoải mái, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật như mình mà lời nói cũng không có trọng lượng gì cả, lẽ ra phải chấp hành vô điều kiện mới phải. Vậy thì được, tôi sẽ tạm giam lại vậy. Cao Bình gật đầu, đang định bước ra thì có tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Phàm gọi mời vào. Hai người bước vào, một người là phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban chính trị pháp luật Mã Bách Sinh, người kia Diệp Phàm không quen, dáng người gầy gầy. Chủ nhiệm Diệp, tôi là Cố Khúc ở Viện Kiểm sát. Người đàn ông trung niên giơ tay tự giới thiệu. Cô là viện trưởng Cố, xin chào. Diệp Phàm gật đầu chào. Chủ nhiệm Diệp, tôi tới đòi người. Ở viện không thể thiếu Vương Đông được, tuy hiện tại đang là nghỉ Tết, nhưng Viện Kiểm sát thành phố Ngư Đồng chúng tôi quá bận, việc tối hôm qua hoàn toàn là hiểu nhầm. Vương Đông có chút lỗ máng, có chỗ chưa thỏa đáng, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Cố Khúc tuy nói rất khách khí, nhưng thực ra trong lòng lại không phục. Xin lỗi thì không cần, đều là vì công việc cả. Nhưng Vương Đông có nghi vấn rất lớn, khi cục công an chưa điều tra ra thì chưa thể thả được, mong viện trưởng Cố thông cảm cho. Diệp Phàm cũng rất khách khí trả lời Cố Khúc. Cố Khúc tuy danh nghĩa là cấp dưới của mình, nhưng cũng có chức vụ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa hệ thống kiểm sát làm việc rất độc lập. Ngay cả kinh phí như tiền lương chẳng hạn cũng đều do cấp trên trực tiếp rót xuống, không có quan hệ gì tới chính quyền địa phương. Cho nên Viện Kiểm sát với tư cách là cơ quan đốc thúc giám sát, hoạt động còn độc lập hơn so với Cục Công an và Tòa án. Do vậy, Diệp Phàm danh nghĩa là lãnh đạo của Cố Khúc,
nhưng Cố Khúc lại chẳng coi hắn ra gì cả. Chủ nhiệm Diệp, viện kiểm sát làm việc bình thường, chẳng qua ngẫu nhiên gặp phải vụ án giết người, hơn nữa sau khi đến hiện trường thì Mai Mân đã bị hại, hơn nữa, lúc đó anh cũng có mặt ở đó, Mai Mân sao có thể là do Vương Đông đem người giết được. Ngoài ra lúc vụ án xảy ra anh cũng có mặt ở đó, anh cứ đòi bắt người như vậy, có vẻ đang cố ý làm khó. Tôi cũng có mặt ở hiện trường, nhưng nếu viện kiểm sát mà đến khám xét phòng của Mai Mân thì sao phải lén lút như sát thủ như vậy, mặc áo đen xì, căn bản là không đúng trình tự, bắt người lung tung. Nếu các anh đã đến khám xét, sao không mặc trang phục công tác? Diệp Phàm hừ lạnh, Mã Bách Sinh thản nhiên ngồi hút thuốc xem trò vui. Đây là yêu cầu công việc, có lúc sợ đánh rắn động cỏ nên phải làm như vậy, việc này cũng bình thường. Công an các anh phá án chẳng phải cũng thường xuyên mặc thường phục sao? Cố Khúc miệng lưỡi cũng không tầm thường. Chuyện quần áo tôi cũng không nói nữa, nhưng đến có chút đột ngột, khi tôi nói rõ thân phận, Đồng Oanh Oang chứng thực rồi Vương Đông vẫn muốn ra tay bắt người, hơn nữa ra tay cũng rất thâm độc, nếu không phải tôi có chút võ nghệ thì có lẽ đã bị trọng thương rồi. Hơn nữa bọn họ bịa đặt lý do, lẽ nào đó cũng là tác phong làm việc của viện kiểm sát hay sao? Nếu thực sự như vậy thì tôi không khỏi nghi ngờ một vài đồng chí ở Viện Kiểm sát thành phố Ngư Đồng có vấn đề về tư tưởng, hoặc tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo đã chệch hướng. Diệp Phàm nói năng rất sắc bén, lợi dụng ưu thế lãnh đạo khiến Cố Khúc không thể nói được câu gì nữa, vẻ mặt rất không tự nhiên, đương nhiên trong lòng rất phẫn nộ. Nhưng Diệp Phàm là lãnh đạo của ông ta, ít nhất về danh nghĩa thì là như vậy. Hừ, Bí thư Diệp. Tôi nghe nói khi đám người Vương Đông vào thì anh đang trói Đồng Oanh Oang lại, hơn nữa, Mai Mân chết sau khi anh vào. Cố Khúc lên giọng, ý tứ rất rõ ràng. Ha ha, các anh mà nghi ngờ thì có thể điều tra, có cần phải xích tôi lại lôi về viện kiểm sát thẩm vấn không? Diệp Phàm mỉm cười nói. Anh Cố, tôi có nghe qua câu thế này, Vương Tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, ha ha. Huống hồ, viện kiểm sát các anh có quyền giám sát đôn đốc mà. Đừng quên rằng quốc gia đã cho các anh quyền lợi chính đáng này. Lúc này, Mã Bách Sinh đang ngồi hút thuốc trên sofa đột nhiên nói một câu, đương nhiên là có ý châm dầu vào lửa. Ý của chủ nhiệm Diệp là không thả người. Cố Khúc không thèm để ý đến Mã Bách Sinh, biết là tên này cũng chẳng có ý tốt gì, để ý đến lời hắn nói thì chỉ có thiệt thân. Điều tra rõ ràng xong rồi sẽ thả, việc này không thương lượng gì nữa, các anh đi đi, tôi còn bận việc. Ngoài ra, photo một bản các tài liệu liên quan tới tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều mà Vương Đông đang điều ra gửi cho tôi muốn đích thân xem rốt cuộc là tài liệu gì mà khiến Vương Đông nửa đêm phải đi khám xét Đồng gia, tài liệu có đầy đủ hay không, chứng cứ có xác đáng hay không. Người của Đồng gia chết rồi, Cục Công an thành phố đang điều tra, cũng rất cần tài liệu của Vương Đông. Hơn nữa, Vương Đông trước đó đã ẩn nấp quanh biệt thự của Đồng gia, bọn họ nhìn thấy tôi và Đồng Oanh Oang đi vào. Nếu đã nhìn thấy tôi, đương nhiên có thể nhìn thấy kẻ giết người. Tôi không tin 16 con mắt của 8 đồng chí ở viện kiểm sát các anh mà không nhìn thấy dấu tích gì của kẻ giết người. Lẽ nào người đó biết độn thổ? Hơn nữa, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh ủy cũng rất quan tâm, vụ thảm án 88 vô cùng quan trọng. Mọi vụ án khác đều phải nhường đường cho vụ thảm án này. Việc của Mai gia cũng rất có thể liên quan đến việc này, có thể là mắt xích đột phá trong vụ thảm án này. Diệp Phàm xua tay, nói rất kiên quyết. Hừ, đồng chí Diệp Phàm, anh đang can thiệp vào công việc của viện kiểm sát. Tôi sẽ phản ánh tình hình với lãnh đạo cấp trên. Cố Khúc hừ một tiếng rồi bỏ đi. Phía sau truyền đến tiếng hừ lạnh của Diệp Phàm. Tùy, biểu hiện đó của Cố Khúc khiến Diệp Phàm càng cảm thấy tấm lưới đó đang khép lại. Vì sao đường đường là viện trưởng viện kiểm sát như Cố Khúc lại phải vội vàng đến đòi người? Lẽ nào trên người Vương Đông có bí mật không thể nói ra được? Bọn họ không dám để Vương Đông ở lâu tại Cục Công an. Hơn nữa việc tối qua Cố Khúc biết rõ như vậy, ông ta lại không hề có mặt tại hiện trường, các phương tiện liên lạc của đám người Vương Đông đều bị Cục Công an tịch thu hết, Cố Khúc sao lại biết cụ thể như vậy, ngay cả những gì mình nói ông ta cũng biết rõ. Kết hợp những việc này lại, Diệp Phàm đã có một phán đoán rõ nét, đó chính là trong Cục Công an thành phố có tai mắt của Cố Khúc. Phải mượn người từ trên sở rồi. Nhân viên ở Cục Công an thành phố Ngư Đồng quá phức tạp, căn bản không thể tin được. Cứ thế này có lẽ không thể phá được thảm án 88. Diệp Phàm còn nghĩ sâu xa hơn, có lẽ trong cục đã có tai mắt của kẻ đứng đằng sau vụ án 88,
một chút tin tức đều bị lọt ra ngoài thì còn phá án kiểu gì nữa. Cục diện như vậy khiến mình rất bị động, hơn nữa đối phương lại ẩn mình trong bóng tối, mình căn bản không làm gì được. Phải chuyển sang chủ động mới được. Nhưng cho dù là cán bộ trên sở công an tỉnh xuống thì cũng chưa chắc đã đáng tin. Buổi chiều, Diệp Phàm đến căn cứ Đại Hùng Sơn. Chương 1139, tham quan căn cứ. Tư lệnh căn cứ Đường Sâm cung kính dẫn Diệp Phàm vào trong văn phòng. Tư lệnh Đường, vụ thảm án 88 có lẽ ông đã nghe qua rồi phải không? Diệp Phàm không vòng vo hỏi thẳng. Đương nhiên có nghe nói, hơn nữa tôi cũng thấy rất lạ, rất nhiều chuyện trùng hợp cũng xảy ra thì không còn là sự trùng hợp nữa. Nghe nói tướng quân đang điều tra vụ án này, thời gian nửa năm thực sự cũng không nhiều, cần tôi phối hợp thế nào, xin ông cứ nói. Đường Sâm rất thông minh. Diệp Phàm vừa đến ông ta đã đoán ra ngay. Ừ, hiện nay cục công an Ngư Đồng khá lộn xộn, tôi vừa tới cũng không có tâm phúc gì, rất khó xoay sở, cho nên muốn mượn một vài quân nhân có khả năng trinh sát phá án phối hợp với tôi điều tra lấy chứng cứ, đương nhiên phải chú ý bảo mật, các ông không cần ra mặt, âm thầm điều tra là được. Việc này đương nhiên là việc cá nhân, không cần báo cáo lên trên, coi như tôi nợ ông một cái ơn vậy. Diệp Phàm cũng không khách sáo, nói thẳng. Sao lại nói vậy, có thể làm việc cho tướng quân là vinh hạnh của tôi. Hơn nữa, việc này cũng không thể coi là việc cá nhân, tướng quân cũng là một lòng vì quốc gia, có lẽ việc này còn liên quan đến an ninh quốc gia cũng nên. Căn cứ Đại Hùng Sơn bề ngoài thì là một cảng quân sự nhỏ, nhưng thực tế thì không phải, tầng hầm mới là khu vực trọng tâm cần bảo vệ, thủ trưởng xin đi theo tôi. Đường Sâm nói xong liền mở cửa tủ quần áo trong phòng nghỉ ở bên trong. Vén quần áo sang một bên. Ấn vào một tấm gỗ ở phía sau, không lâu sau thì xuất hiện một lối đi bí mật, sau khi Diệp Phàm đi vào thì lối đi đó lại tự động đóng lại, nhìn có vẻ như không có gì khác lạ cả. Thực ra cũng không khác mấy so với căn cứ đảo Phi Ngư mà Diệp Phàm đã từng nhìn thấy. Lại đi qua mấy cánh cửa bí mật nữa, đều do Đường Sâm đi trước dẫn đường mở cửa, cuối cùng cả hai đi đến một chiếc thang máy, bước vào rồi thang máy chạy thẳng xuống. Không lâu sau lại đến một đường thang cuốn đưa Diệp Phàm và Đường Sâm đi thẳng vào trong, có chút giống với thang cuốn vận chuyển hành lý ở trong sân bay. Cuối cùng thì đến một cánh cửa lớn, lần này Đường Sâm dùng nhận dạng âm thông và vân tay, không lâu sau thì cánh cửa mở ra. Lại xuất hiện một con đường vách đá. Tướng quân, đi vào trong là vào lòng núi rồi. Lúc trước tổ đặc nhiệm chọn căn cứ Đại Hùng Sơn, chuyển nhân viên nòng cốt của đảo Phi Ngư sang đây là có mục đích cả. Bởi vì thứ nhất là vịnh ở căn cứ Đại Hùng Sơn rất tốt, bến cảng chỉ cần cải tạo một chút là tàu chiến hàng vạn tấn có thể ra vào dễ dàng. Hơn nữa cửa ra biển rất thích hợp, vào trong vịnh tránh bão, tránh vệ tinh giám sát đều rất có lợi. Quan trọng nhất là người của tổ đặc nhiệm phát hiện ra một hang động tự nhiên trong núi Đại Hùng Sơn này, ở bên dưới có một con sông có thể dẫn trực tiếp ra biển sâu, đường đi kín đáo hơn nhiều so với đảo Phi Ngư. Cho nên sau khi cải tạo thì đã trở thành nơi trú đậu của tàu Thần Long M2, tàu ngầm hiện đại nhất của ta hiện nay. Thần Long M2 đúng là niềm tự hào của chúng ta, nhưng rốt cuộc nó có tính năng ưu việt gì, cho đến nay tôi vẫn không biết gì cả. Lần trước chỉ thấy nó lặn được rất sâu, khó bị phát hiện. Tàu ngầm lớn như vậy mà lặn lên lặn xuống đều rất nhông, tiếng ồn cũng rất nhỏ, tàu ngầm cũng rất dài, bên trong có gần trăm quân nhân thường xuyên đóng quân có phải không? Ha ha! Diệp Phàm mỉm cười. Đó chỉ là những biểu hiện cơ bản nhất của nó. Tướng quân nếu muốn xem tài liệu thì phải tới phòng bảo mật để xem. Còn nhân viên thì lần đi Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa đủ quân số, nếu đủ quân số thì lên tới gần 200 người. Đường Sâm có chút đắc ý nói. Không cần, tôi không có hứng thú với những thứ này. Diệp Phàm xua tay, hai người đã đi vào đến lòng núi. Cảnh tượng rất hoành tráng. Bên trong rất rộng, phải rộng tới 100 mét, không biết dài bao nhiêu mét, không biết là dẫn tới đâu nữa. Diệp Phàm thậm chí còn nghĩ rằng quốc gia phải chăng đã đào thông cả lòng núi, dẫn đến một nơi nào đó. Chào thủ trưởng. Vừa thấy Đường Sâm xuất hiện, quan binh đang làm việc trên cảng lập tức đứng nghiêm chào. Tất cả tập hợp, thủ trưởng nói chuyện. Đường Sâm hô lớn, tiếng chuông vang rền, mấy trăm con người từ trong hang, từ trên các tầng, thậm chí từ dưới nước chui ra. Xếp hàng nghiêm chỉnh, rất hiếu kỳ nhìn Đường Sâm, không biết thủ trưởng mà Đường Sâm nói là ai. Nếu là Diệp Phàm thì có đánh chết họ cũng không tin, sao có thể có chuyện đó được. Báo cáo thủ trưởng,
thuyền trưởng thần Long M2 Kim Chấn Đông đã tập hợp toàn thể thuyền viên. Một thượng tá cao lớn hướng về phía Đường Sâm hô lớn. Tướng quân, xin chỉ thị của ông. Đường Sâm xoay người, hướng về phía Diệp Phàm giơ tay chào, hai tiếng tướng quân vừa hô lên, tất cả quan binh đều không kìm được sự bình tĩnh, có lẽ đã có mấy chục người hô ồ một cái. Im lặng. Đường Sâm vội vàng hô lớn, trong động đột nhiên im phăng phắc nhìn Diệp Phàm. Ha ha, nghỉ. Diệp Phàm hô, nhìn mọi người một cái, nói. Hôm nay tôi chỉ đến xem loanh quanh, không có nhiệm vụ đặc biệt gì cả. Mọi người ở dưới sâu hàng trăm mét thế này có vất vả không? Vì nhân dân phục vụ, bảo vệ tổ quốc, không vất vả. Mấy trăm quan quân cùng hô lớn, thông âm chỉnh tề vang vọng. Hôm nay tôi đại diện quân ủy, đại diện tướng quân trấn, hỏi thăm sức khỏe tất cả mọi người. Diệp Phàm hô lớn. Tướng quân vất vả rồi. Bọn họ cùng hô lớn, vẻ mặt rất hưng phấn. Mọi người vì quốc gia cam tâm ở nơi cuồng năm không ánh nắng thế này, mọi người vất vả rồi. Là một quân nhân, bảo vệ tổ quốc là sứ mệnh thần thánh của nhân dân. Tư lệnh Tiền, hôm nay vui, tối nay thêm mấy món cho mọi người có được không? Ha ha! Diệp Phàm cười nói. Dạ, tướng quân. Đường Sâm cười nói. Sau đó, Đường Sâm và thuyền trưởng Kim đưa Diệp Phàm đi thị sát căn cứ, đi đến đâu các quan binh đều vẻ mặt cung kính. Hưng phấn hô lớn xin chào tướng quân. Diệp Phàm lúc này cũng thấy trong lòng chấn động, tuy không muốn phát triển trong quân đội nhưng không khí này vẫn rất tự hào. Còn về việc bảo mật thân phận của mình, Diệp Phàm không có chút lo lắng, có thể ở đây thì đều là lực lượng tinh nhuệ, là bộ đội bí mật của quốc gia, bọn họ có lẽ đều biết cái gì là bảo mật. Nơi đây chính là bí mật cao nhất của đất nước. Đến nửa đêm Diệp Phàm quay trở lại bên trên căn cứ. Đường Sâm cười. Đưa cho Diệp Phàm một bản rông sách, cười nói. Tướng quân, mấy người này đều công tác ở những cơ quan trọng yếu ở thành phố Ngư Đồng và tỉnh Việt Đông, chỉ cần ông nói ám hiệu thì bọn họ sẽ hết sức phối hợp với ông. Diệp Phàm cầm lấy nhìn lướt qua, đột nhiên sửng sốt. Trong đó có Cục Phó Cục Công an thành phố Ngư Đồng Vĩ Minh Phi, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Ngư Đồng An Hồng Thăng, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Văn Nhất Tiếu. Khi nhìn thấy chức vụ của một người, Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Chị Sở Nhâm Nhâm này hình như là phó chủ nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Ngư Đồng, các ông đúng là ở đâu cũng có tai mắt nhỉ. Ngay cả Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng không bỏ qua. Tướng quân, thực ra các đồng chí phụ nữ là các đồng chí truyền tin tức có lợi nhất, thường thì những lời bên gối của bọn họ đều có thể truyền được đến tai chúng ta. Các đồng chí này đều là thành viên tổ chức ngoại vi của tổ đặc nhiệm, bọn họ chỉ bí mật lấy cái rông bộ đội. Nếu không có hành động lớn gì thì có lẽ cả đời bọn họ đều công tác, học tập, sinh hoạt như người bình thường. Đương nhiên, huấn luyện kỹ năng cần thiết thì vẫn phải có, 2 năm huấn luyện một lần, đối với bọn họ cũng đều có rất nhiều ích lợi. Không ảnh hưởng gì đến công tác gia đình mà vẫn lấy 2 phần lương, hơn nữa, lương tổ đặc cần của chúng ta đưa cho họ cao hơn nhiều lương ngành nghề kia mà bọn họ nhận được. Đi làm nhiệm vụ còn có trợ cấp, đương nhiên. Nhưng người này đều là ông tài chúng ta đã tuyển lựa kỹ lưỡng, về mặt kỷ luật hoàn toàn có thể tin cậy. Đường Sâm cười nói. Có phải ở thành phố nào các ông đều bố trí những người này? Diệp Phàm hỏi, có chút tò mò, lập tức xua tay nói. Thôi bỏ qua đi, đây là bí mật, tôi không nên hỏi. Đối với tướng quân thì tổ đặc cần không có bí mật, còn về việc bố trí tai mắt, mỗi thành phố không thể đều có được, có nhiều tiền cũng không thể đủ chi trả nổi. Thành phố Ngư Đồng có căn cứ Đại Hùng Sơn, cho nên 10 mấy năm trước đã bắt đầu bố trí. Ở những thành phố ven biển phát triển đều bố trí những người như vậy, nhưng số lượng không nhiều như vậy, việc bình thường chúng tôi đều giao cho cơ quan an ninh quốc gia xử lý. Cục tình báo quân sự cũng có bố trí người, người của tổ đặc cần thực ra lại không nhiều lắm. Thực ra, trong tình hình đặc biệt, cơ quan an ninh quốc gia và cục tình báo quân sự đều phải cung cấp tin tình báo chuẩn xác cho chúng ta. Cho nên, tổ đặc cần chỉ chú trọng những việc trọng tâm nhất, những việc thông thường thì đều không quan tâm. Dù sao tổ đặc nhiệm cũng là anh tài của quốc gia, không thể nào mọi mặt đều quan tâm tới được. Đường Sâm giải thích, nhìn Diệp Phàm một cái rồi lại nói. Tôi đã trao đổi với bọn họ phối hợp hành động với ông, danh nghĩa là vụ thảm án được quốc gia chú ý, cho nên không để lộ thân phận thực sự của ông. Ừ, ông vất vả rồi, cảm ơn. Diệp Phàm vỗ vai Đường Sâm, nói. Giơ tay ra. Đường Sâm chợt sững người, rồi nhông chóng hiểu ra,
đột nhiên trong lòng vui mừng, bởi trình độ quốc thuật là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi kiểm tra của tổ đặc nhiệm, trình độ quốc thuật chưa đạt thì khó mà có thể nâng hàm nâng cấp trong tổ đặc nhiệm. Cho nên Đường Sâm không chút do dự, lập tức giơ tay phải ra, Diệp Phàm vận khí kiểm tra rồi nói. Ông đã đạt đến ngũ đẳng giai đoạn thứ hai rồi, có muốn đột phá lên tầng thứ ba không? Có. Đường Sâm đáp không chút do dự, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Thuộc hạ dừng ở ngũ đẳng tầng thứ hai đã 2 năm rồi, muốn đột phá lên tầng thứ ba nhưng không biết tại sao không thể được. Đường Sâm có chút buồn phiền. Vận khí, đột phá. Diệp Phàm đột nhiên hô lớn, dùng hóa âm mê thuật, Đường Sâm chợt chấn kinh, đột nhiên bị hô một cái, khí kình đột nhiên tỏa ra. Diệp Phàm cũng vận khí vỗ lên người ông ta một cái. Khí tức vừa vặn toát ra thâm nhập vào kinh mạch của Đường Sâm, bốp một tiếng, Đường Sâm cảm thấy đầu óc ong ong, lập tức bật người lên, lao ra cánh rừng bên ngoài ra sức đấm đá. Nửa tiếng sau Đường Sâm quay lại, cung kính hướng về phía Diệp Phàm, cung kính cúi chào như kiểu thuộc hạ bái kiến cao thủ thời cổ đại, nói. Cảm ơn tướng quân, vấn đề phiền nhiễu tôi 2 năm qua đã được giải quyết, cảm ơn. Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. Đáng tiếc, nếu có thể phối hợp với thuốc thì có thể đột phá lên tầng thứ 5, nhưng bây giờ đã hết thuốc rồi. Nếu không mấy năm nữa ông sẽ có thể đột phá lên lục đẳng. Không vội, cứ bình tĩnh, công phu càng chắc chắn. Diệp Phàm an ủi. Chương 1140, không được thì đành bỏ đi. Tôi nghe tướng quân. Tiền Sâm cung kính nghe theo, trong lòng vẫn kinh ngạc. Vẫn luôn nghĩ rằng Diệp Phàm là con riêng của Ủy viên Thường vụ Trung ương, bằng không sao lại thăng quan nhanh như thế chứ. Năm ấy mới 23 tuổi đã là tướng quân, hơn nữa, không ngờ còn trên cả mình, đến căn cứ Hùng Sơn cũng nghe thấy rõ. Nhưng đến bây giờ thì đã hoàn toàn khâm phục rồi. Theo biểu hiện vừa rồi của Diệp Phàm ít ra hắn ta cũng là cao thủ thất đẳng, bởi vì nếu là lục đẳng thì cơ thể không phát ra nội khí lớn như thế, không có nội khí lớn tỏa ra thì làm sao có thể tự mình phá khỏi cảnh giới được. Cao thủ thất đẳng đối với thân thế ngũ đẳng như Tiền Sâm mà nói, đó chính là sự tồn tại của thần tiên, cả tổ đặc nhiệm A cũng không tìm ra được nhiều người vậy. Tiền Sâm vừa cúi đầu, như đã thể hiện sau này sẽ theo bước Diệp Phàm. Tất cả thành viên đội đặc nhiệm A là những vị tinh anh, khó có thể bị khuất phục. Diệp Phàm đương nhiên hiểu rõ, vỗ nhẹ vai Tiền Sâm, cười nói. Sau này hang hay xem có cơ hội không, tôi đi đây. Tiền Sâm lái xe tiễn Diệp Phàm, xe đi qua cổng thì thấy hai vệ binh mắt tròn xoay nhìn, phải mất một lúc lâu mới trở lại trạng thái ban đầu. Trương Lâm, người ngồi bên trong là vị nào vậy mà tư lệnh phải đích thân lái xe thế, thật là lạ. Một sĩ binh lẩm bẩm nói. Điều đó không cần phải nói. Chắc chắn là chức to hơn tư lệnh rồi. Tư lệnh là đại tá, thì lãnh đạo của ông ấy chắc chắn là tướng quân, trời đất, cuối cùng thì hôm nay cũng đã mở mày mở mặt rồi, đã được nhìn thấy tướng quân. Trương Lâm véo vào tay mình một cái cứ tưởng như đang mơ. Nói vớ vẩn, nhưng thật là tiếc không nhìn rõ được vị tướng quân như thế nào, tiếc thật, nhưng cũng có chuyện để khoác lác rồi. Một binh sĩ khác cũng tiếc nuối như tên trước. Hai anh không lo canh gác cho cẩn thận mà lại tào lao chuyện gì thế, cẩn thận không bắt giam lại. Khi đó, thủ trưởng đội gác cổng là một thiếu tá lên tiếng. Thủ trưởng, chúng tôi đã nhìn thấy tướng quân rồi. Đồng chí Trương Lâm cười gượng, ra bộ đắc ý. Tướng quân nào, các anh đừng có bịa chuyện, tướng quân có đến thì đơn vị phải tổ chức đón tiếp long trọng rồi. Thiếu tá nói, không tin lời hai người kia. Là sự thật thưa thủ trưởng. Tư lệnh đích thân lái xe, người ngồi bên cạnh là một thanh niên, nhưng dung mạo ra sao thì chúng tôi không nhìn rõ. Trương Lâm nói lại. Nói anh ngốc chưa đủ, mà còn có chút nực cười nữa, làm gì có tướng quân trẻ tuổi. Hừm. Thiếu tá hừng một cái rồi đi, miệng nói thầm. Quái lạ, sao tư lệnh lại phải đích thân lái xe nhỉ? Thật tiếc khi nãy mình đi vệ sinh, đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Diệp Phàm vừa về tới trụ sở. Sáng sớm ngày thứ hai đã lập tức cho gọi Vi Minh Phi phó cục trưởng tới gặp, khi thấy ám hiệu phía sau, Vi Minh Phi lập tức tỏ vẻ cung kính. Không cần câu nệ, tôi đến Ngư Đồng cũng là vì điều tra xét xử 88 thảm án. Vụ án đã được sự chú ý của cơ quan bí mật quốc gia, có lẽ còn liên lụy chút ít đến an ninh quốc gia, họ yêu cầu tôi nhanh chóng phá vụ án này. Diệp Phàm cười nói, làm dịu đi chút cảm xúc. Vâng, tôi nghe theo Chủ tịch Diệp. Vi Minh Phi vẻ mặt trang trọng đáp lời.
anh Cao Bằng trong đội cảnh sát hình sự là thế nào? Tối hôm qua, tôi cho gọi anh ta nhưng thái độ anh ta rất chậm rãi, nếu nói đi bắt phạm nhân thì phạm nhân cũng chạy lâu rồi. Diệp Phàm hừ nói. Anh ta có quan hệ tốt với Mã Bách Sinh, ngày trước cũng là do ông ta đề bạt. Vi Minh Phi không có ý giấu giếm nữa, để Diệp Phàm nghĩ anh ta còn là phần tử tốt trong đội đặc nhiệm. Bằng không Vi Minh Phi sẽ không bao giờ nói ra bí ẩn này. Người này phải thay, nhưng thảm án 88 sẽ không thể loại bỏ, anh ta là đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhưng không có thực lực, vị trí làm việc lại rất quan trọng. Diệp Phàm hắng giọng, nếu muốn thay cũng có chút khó khăn, thứ nhất là liên quan đến Mã Bách Sinh, thứ hai, quan hệ của anh ta trong thành phố không tồi. Vi Minh Phi nói, trước hết là đổi rồi di rời, gần đây có nhiều hạng mục cho những kẻ không được đào tạo, bảo anh ta tiếp tục học để đẩy cao năng lực cũng không tệ mà. Diệp Phàm cười nói, ý kiến này hay. Vi Minh Phi gật đầu. Anh ta đi rồi, việc của cảnh sát hình sự sẽ do một tay anh đảm nhiệm, nhưng, cũng phải cho anh một trợ thủ mới được. Diệp Phàm như thoáng chút suy nghĩ, nói, nhìn Vi Minh Phi cười nói. Anh xem trong cục người nào phù hợp với vị trí đó. Việc này, anh nhớ chú ý. Vi Minh Phi có chút chần chừ, hắn đang lo Diệp Phàm đang thử mình. Bằng không kêu mình tự đề cử nhân sự, là cơ hội tốt để cho thân tín tham gia vào công quyền. Bảo anh nói thì anh cứ nói, sao phải lề mề thế? Diệp Phàm gắt lên, vứt điếu thuốc đi. Vậy tôi xin nói, nhưng, không biết chủ tịch Diệp có yêu cầu thế nào? Vi Minh Phi hỏi có ý nghĩa sâu xa, lãnh đạo trao quyền cho mình, thì mình cũng phải lĩnh hội ý kiến của lãnh đạo mới được. Có năng lực, và quan trọng hơn là phải có được lòng tin. Diệp Phàm điểm qua mấy điểm cơ bản. Đồng chí Điền Tiểu Thất Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an thành phố Triệu Hồ là người rất cừ, anh ta tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, linh hoạt, thông minh, tuy có chút bốc đồng nhưng xử lý công việc rất vững vàng. Trong thành phố, anh ta cũng đã từng phá nhiều vụ án giết người, vốn được đề bạt lên làm Phó Cục trưởng Cục thành phố, nhưng vì khi đó có Mã Bách Sinh áp chế quá. Và cũng vì anh ta và Mã Bách Sinh có chút bất hòa. Vi Minh Phi nói. Được. Anh nói với chủ nhiệm Hoàng một tiếng đi, bây giờ việc hình sự do anh quản lý, anh hoàn toàn có thể cho Cao Bằng đi học ở trường đảng. Phải làm nhanh chóng việc này, sau khi thông báo xong lập tức yêu cầu Cao Bằng đi học, và đồng thời mời Điền Tiểu Thất về làm đội trưởng đội hình sự. Về phần chính thức bổ nhiệm, cũng còn phải xem biểu hiện của anh ta thế nào. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn Vi Minh Phi rồi nói tiếp. Hơn nửa năm rồi, anh có phát hiện vụ thảm án 88 có gì nghi ngờ không? Có rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như mỏ Dương Điền, khai thác khu du lịch Cửu Tử Câu, còn cả việc khai thác bất động sản khu Hoàng đế triều Đế Đô. Vi Minh Phi vẻ mặt nghiêm trọng nói. Mọi người đều nói đến mỏ Dương Điền, vậy rốt cuộc sự việc thế nào? Thành phố đã cho điều tra kỹ càng chưa? Diệp Phàm nhíu mày nói, cảm thấy thành phố có chút không nỗ lực trong việc này. Điều tra làm sao, căn bản là không vào tìm hiểu được. Vi Minh Phi vẻ mặt khó coi. Không vào được, ở Ngư Đồng này, ngoài căn cứ quân sự, cục cảnh sát, và các cơ quan bí mật là không vào được, chứ mỏ Dương Điền tại sao lại không thể vào, chẳng lẽ nơi đây là đầm rồng hang hổ? Diệp Phàm có chút tức giận nói. Không phải như thế, chỉ là việc kinh doanh khai thác mỏ Dương Điền có chút đặc biệt. Vi Minh Phi nói. Nói cụ thể xem. Diệp Phàm chợt lóe mắt. Công ty khoáng sản Dương Điền sản xuất Ngọc Thạch Dương Điền, cổ phần chính là tập đoàn Dương Điền, thực ra, mỏ Dương Điền chỉ là một công ty con của tập đoàn Dương Điền. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dương Điền là Quản Phi, năm nay chưa đến 30 tuổi, là người từ nước ngoài trở về. Nghe nói anh ta đã tốt nghiệp Đại học Yale của Mỹ, về tiếp nhận công ty của cha để lại, sau một thời gian ngắn đã phát triển thành tập đoàn, tài sản tăng lên gấp nhiều lần. Trụ sở tập đoàn này nằm tại Việt Châu. Ngư Đồng chỉ là một công ty con của họ mà thôi. Nhưng, nghe nói lợi nhuận mà công ty con Ngư Đồng mang lại là cao nhất. Quản Phi rất coi trọng nó, và thường xuyên thăm nơi này. Chúng tôi không có gì sợ hãi Quản Phi, chỉ là bác anh ta là bí thư đảng quần chúng tỉnh ủy, chức danh quá lớn. Quản gia sinh được người con như anh ta, Quản Nhất Minh cũng rất chiều chuộng anh ta. Trước kia, khi Ngư Đồng xảy ra chuyện gì, bí thư Hà luôn luôn phải mắt nhắm mắt mở với Quản Nhất Minh. Hơn nữa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Dương Điền là Đới Chí Quân, người này cũng đã thăm hỏi cục chúng ta.
anh ta còn là chủ tịch hội đồng quản trị Ngư Đồng 1. Ngày trước bao cả phòng của chúng ta nhưng cuối cùng không thành, và khoản tiền hơn 8 triệu cũng như nước chảy đi mất. Đứng sau người này là Đới Duy Cường, người này có hai vị làm ở tỉnh ủy luôn luôn chống đỡ cho, cộng thêm sự bảo hộ nghiêm mật của thuộc hạ quản phi nên không có ai dám trêu chọc. Cục thành phố ngày trước điều tra vụ án 88 cũng đã đi, nhưng khi đó không phải quản phi tiếp đón mà là Đới Chí Quân tiếp, hai bên đều đã xuất chiêu nhưng cuối cùng cũng chỉ ăn bữa cơm, có chút lễ vật rồi lại ra về thôi. Hơn nữa, cục trưởng ngày trước lại không dám đắc tội với hai vị này, và Mã Bách Sinh cũng không thể đi gây chuyện. Cộng thêm thái độ Hà Chấn Nam có chút mờ ám, đương nhiên chẳng có ai tự tìm phiền toái cho mình. Vi Minh Phi có chút tức giận. Nghe nói đồng phương của Hoàng Triều Đế Đô là người có không ít cổ phần trong mỏ Dương Diền. Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là thế, nhưng, sau khi khai thác không lâu, lợi nhuận cũng rất tốt, có người khuyên đồng phương nên rút cổ phần ra nhưng đồng phương nhất định không. Từng vì chuyện này mà đồng phương cùng quản phi, cả Đới Chí Quân đều đỏ mặt trong cuộc họp hội đồng quản trị. Hiện nay quản phi tuyên bố, cho đồng phương chỗ tốt, nhưng đồng phương cũng chỉ cười lạnh nhạt, chờ đợi gì đó. Sau này công ty của Đồng Phương dường như có chuyện gì đó, bị vào nhà giam, có người đoán là âm mưu của quản phi và Đới Chí Quân. Nhưng, cũng không hẳn như thế, sau khi vụ án 88 xảy ra không lâu, Đồng Phương ốm bệnh chết trong nhà giam, và việc kinh doanh nhà họ Đồng cũng xuống dốc không phanh. Tuy nhiên, đến tận sau này, quản phi cũng không ép Hoàng Triều Đế Đô rút cổ phần. Nhưng phòng Hoàng Triều cũng không bán đi được, khoảng không bố trí mấy trăm phòng. Hiện nay đã vô cùng khó khăn đến mức phải đóng cửa, Mai Hồng vừa chết, liên tiếp gặp chuyện không may, Hoàng Triều Đế Đô có lẽ cũng đã chấm hết rồi. Vi Minh Phi không ngừng than thở. Không phải Vương Đông nói đang điều tra vụ này sao, VCG này bên trong có mâu thuẫn gì không? Diệp Phàm dập điếu thuốc, nói. Cũng không rõ, Vương Đông nói Hoàng Triều Đế Đô có tình nghi tẩy tiền. Nhưng, điểm này rất đáng hoài nghi. Người nhà họ Đồng mấy năm nay có thể dựa vào bất động sản mà phát triển, thành tích của cải đã được người Ngư Đồng công nhận. Nếu như nói anh ta có hiểm nghi tẩy tiền, điều này có chút không điều tra, đương nhiên không điều tra qua ai thì không thể chắc chắn được. Mấy năm trước, tình trạng buôn lậu cũng rất nghiêm trọng, hầu hết đều là nhờ vào buôn lậu mà lên, đều muốn đem tiền tẩy trắng, cơ bản đều có thể mở công ty để làm việc này. Tuy nhiên, loại công ty này không giống như Hoàng Triều của Đồng Phương. Đương nhiên, Chủ tịch Diệp, Chủ tịch cũng nên chú ý, Cố Khúc làm viện trưởng Triện Kiểm sát thành phố, luôn lạnh lùng kiêu ngạo. Hơn nữa, người ta nắm quyền, người ở Ngư Đồng có ai không nể mặt anh ta. Anh hôm nay hung hăng đọ sức với anh ta, người này có thể giở thủ đoạn ở đằng sau, không thể phòng được. Vi Minh Phi khuôn mặt đầy ưu tư, sầu lo. Chương 1141, trên tỉnh đã hành động. Ha ha, tôi đợi anh ta. Chỉ sợ anh ta không ra tay, vừa mới Red Eye chúng ta đã làm rối lên rồi. Nước trong sao lại khó bắt được cá, chính là bởi vì nước quá trong nên cá và người đều thấy nhau rõ ràng. Đục nước béo cò thì đã thuận tiện hơn. Có vài việc, rút dây động rừng, nếu Cố Khúc Kiểm không ra tay thì sao chúng ta có thể ra tay trước được. Diệp Phàm dập điếu thuốc. Cách thức hành động thế nào? Vi Minh Phi hỏi. Rất đơn giản, nếu anh Đới đã nợ của chúng ta mấy triệu thì phải trả. Thiếu nợ phải trả tiền, đó là điều hoàn toàn chính đáng. Nghe nói người này còn đang sở hữu BMW Sành Điệu, như thế chứng tỏ anh ta là người có tiền, hơn nữa anh ta lại là phó chủ tịch hội đồng quản trị của mỏ Dương Điền, chứng tỏ cổ phần của anh ta trong đó cũng sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Có tiền mà lại không trả cho cục chúng ta, chứng tỏ anh ta coi cục của chúng ta như quả hồng hỏng mà thôi. Trước khác, nay khác, cứ đem chiếc BMW ra mà đấu giá. Sau đó sẽ điều tra về tài sản liên quan đến Đới Chí Quân, ví dụ như ở mỏ Dương Điền thu nhập của anh ta là bao nhiêu, buộc anh ta phải trả tiền, chúng ta đều có thể quang minh chính đại mà tham gia. Diệp Phàm phân tích kỹ lưỡng, Vi Minh Phi trong lòng khâm phục, cũng có chút lo lắng, nói. Chỉ sợ hai người đó, đến lúc đó mà hai vị đó chiếu cố xuống cục thì việc lớn rồi. Hừm, có lớn hơn thế nữa thì cũng là thuộc đảng, lẽ nào Việt Đông không to bằng họ hay sao? Việt Đông không bằng Trung ương, tôi không tin hai người bốn tay lại có thể che mắt thiên hạ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vi Minh Phi giật mình, thầm nghĩ, vụ thảm án 88 này đã được có quan mật vụ quốc gia để ý, chứng tỏ Diệp Phàm đến đây điều tra chắc chắn cũng có lực lượng hỗ trợ,
có bọn họ ra tay, người trong tỉnh có phải can thiệp thì bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Buổi sáng ngày thứ hai, cuối cùng Vi Minh Phi cũng đã trao đổi với đồng chí Hoàng. Lúc đầu Hoàng Chí Minh còn chút do dự, chứng tỏ vẫn lưỡng lự bên Cao Bình, vì dù gì Cao Bình cũng có quan hệ tốt với Mã Bách Sinh, vì thế mà Hoàng Chí Minh có chút băn khoăn. Tuy nhiên, sau khi Vi Minh Phi ngầm nói đây là chủ định của Diệp Phàm thì ông ta không còn do dự nữa, lập tức đồng ý ngay. Bởi vì giờ đã là Tết rồi, trường đảng cũng sắp nghỉ rồi. Vì thế, thông báo đến tay Cao Bằng, mặt hắn ta liền sầm xuống. Biết rằng Diệp Phàm không hài lòng về mình. Trong lòng hắn ta vừa hối hận, lại vừa phẫn nộ, nhưng, hắn cũng chỉ biết chấp nhận quyết định của lãnh đạo cấp trên mà thôi. Đến đội làm xong thủ tục bàn giao rồi về nhà yên tâm đón Tết. Mà bên này Vi Minh Phi cũng rất nhanh chóng, từ đề nghị của anh ta, có Diệp Phàm bắt nhịp, anh ta nhanh chóng điều động được đồng chí Điền Thất Hòa của Công an thành phố Triều Hồ về làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục Công an thành phố. Quan hệ giữa Vi Minh Phi và Điền Thất Hòa tương đối chặt, trước đó Vi Minh Phi đã giải thích thận trọng cho người mới đến. Điền Thất Hòa vào phòng làm việc của Diệp Phàm tỏ ra hết sức cung kính. Yêu cầu duy nhất của tôi là anh dùng hết khả năng của mình, điều tra vụ thảm án 88 nửa năm về trước của cảnh sát hình sự. Trong quá trình phá án, bất luận gặp khó khăn gì, hay liên quan đến ai, đến vấn đề gì, anh cũng sẽ kiên quyết điều tra chứ. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Điền Thất Hòa nói. Tôi đã rõ thưa chủ tịch Diệp. Điền Thất Hòa dõng dạc đồng ý. Giả dụ tôi và cục trưởng Vi ra lệnh không giống nhau thì anh sẽ nghe theo ai? Diệp Phàm cố ý thản nhiên nói. Tôi sẽ nghe theo tổ chức. Điền Thất Hòa rất thông minh trả lời, nếu trả lời là nghe Diệp Phàm cũng có vẻ sẽ hiệu quả và có ích, còn nếu trả lời là nghe theo Vi Minh Phi thì lại hoàn toàn không như thế. Hai chữ tổ chức kia cũng đã ngầm chỉ là Diệp Phàm. Được, phá được vụ án này tôi sẽ thưởng cho anh. Anh đừng có chỉ nhìn vào chức đội trưởng đấy, hiện cục đang chống hai vị trí phó cục trưởng, anh đi đi. Diệp Phàm gật đầu. Vâng. Điền Thất Hòa làm động tác rất cảnh sát, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh ta có hy vọng, tự nhiên cảm thấy trong lòng vui hơn. Thế nào Thất Hòa, bí thư Diệp là người rất rõ ràng phải không? Vi Minh Phi cười nói. Rất quyết đoán. Điền Thất Hòa trả lời. Theo anh ấy anh không hối hận chứ? Vi Minh Phi thản nhiên nói. Những chuyện gần đây của bí thư Diệp chắc anh cũng đã nghe qua. Người đầu thành phố cũng đã có một số ý kiến về anh ta, .ans phải chuẩn bị tư tưởng tốt mới được. Có một số việc phải suy xét rõ ràng nếu không sau này có hối hận cũng muộn. Con người sinh ra khó tránh khỏi vài lần khó khăn. Điền Thất Hòa châm điếu thuốc cho Vi Minh Phi. Hay, nói hay lắm. Vi Minh Phi vỗ nhẹ vào vai Điền Thất Hòa, suy nghĩ sâu xa. Buổi sáng ngày mùng 6, Diệp Phàm đang ngồi trong phòng làm việc, Mã Bách Sinh tiến đến. Cùng với anh ta còn có phó bí thư thành ủy Thái Chí Dương, và mấy người không quen biết, nam có, nữ có. Nhưng người nào người nấy mặt mũi rất nghiêm trọng, giống như đoàn bao công. Anh là Diệp Phàm. Một người đàn ông ưỡn cái bụng bia trước mặt Diệp Phàm hỏi, cặp mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, anh là. Diệp Phàm gật đầu, bình tĩnh hỏi lại. Tôi là Khúc Bạch Thu của Viện Kiểm sát tỉnh. Anh ta dùng lời nói cao ngạo trả lời. Ông ấy là phó kiểm sát Khúc của Viện Kiểm sát, đồng chí Diệp Phàm, thành ủy bảo tôi cùng phối hợp với phó kiểm sát muốn hỏi một số việc. Thái Chí Dương mặt lạnh tanh nói. Phó kiểm sát Khúc, có chuyện gì xin cứ nói, sắp đến Tết rồi, chúng tôi ở đây đều làm tăng ca. Diệp Phàm thản nhiên nói, kêu chủ nhiệm phòng ra mời thuốc nước. Nhưng chỉ có Thái Chí Dương châm thuốc, còn lại Mã Bách Sinh và các kiểm sát viên khác đều không hút, chứng tỏ một tư thế làm việc chung của viện. Anh nói đi. Phó viện Khúc ra hiệu cho một người trung niên. Người trung niên kia gật đầu, nhắc người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ đó lấy ra một quyển sổ ghi chép lại. Người trung niên vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nói. Tôi là Vệ Trọng, trưởng phòng giám sát, trinh sát của Viện Kiểm sát tỉnh. Đồng chí Diệp Phàm, tôi đại diện Viện Kiểm sát tỉnh muốn hỏi đồng chí, mỗi lời nói của đồng chí đều được chúng tôi ghi chép lại, đồng chí đã hiểu chưa? Có cần đến phòng thẩm vấn không, như thế sẽ càng nghiêm chỉnh hơn, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười rồi gật đầu, lấy điếu xì gà trong ngăn kéo, tự châm cho mình một điếu. Không cần thiết phải thế. Vệ Trọng lắc đầu, bắt đầu hỏi.
đồng chí Diệp Phàm, có người phản ánh lại với Việt, ngày 15 tháng 2 Chủ tịch Mai Hồng tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô bị giết tại nhà, đồng chí là người bị tình nghi nhất. Lời này do ai nói? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Đồng chí Diệp Phàm, mong đồng chí có thái độ nghiêm túc, giờ là tôi hỏi đồng chí, không phải đồng chí hỏi lại tôi. Vệ Trọng tỏ ra không hài lòng, nét mặt khó coi, quát lại. Cơ quan kiểm sát cấp trên có quyền hỏi, nhưng tôi là bí thư đảng ủy chính trị thành phố Ngư Đồng này, khi không hiểu câu hỏi của các vị, tôi cũng có quyền được hỏi lại. Lẽ nào chỉ cho phép các anh hỏi mà tôi không được hỏi? Đồng chí Vệ Trọng, bây giờ là Tết, nếu các anh có bằng chứng thì hãy trực tiếp tra khảo tôi. Diệp Phàm nhếch mép cười, nói ra những lời không lọt tai. Khúc Bạch Thu ngồi bên cạnh nhíu mày nói. Anh cho rằng chúng tôi không tra khảo được anh sao, hay là không dám tra khảo anh đúng không? Đừng có lấy cái chức bí thư đảng ủy chính trị thành phố Ngư Đồng này mà đòi che mắt thiên hạ. Ở đây, dưới quyền của đảng, lãnh đạo tỉnh ủy của Ngư Đồng mà anh còn thái độ này thì chúng tôi hoàn toàn có thể khảo anh, nể mặt anh thì anh đừng có kiêu ngạo, tự đại. Kiêu ngạo, tôi trước giờ không kiêu ngạo, chỉ muốn hỏi sắp sang năm mới, anh là lãnh đạo của Việt. Không sai, anh đến tra hỏi tôi chỉ hỏi câu tại sao cũng không được sao. Đạo lý ở đâu? Diệp Phàm nghiêm mặt, vẫn ngồi trên ghế quý của mình, thổi ra làn khói thuốc nhìn khuôn mặt tối sầm của Khúc Bạch Thu. Bịch, một tiếng đập lớn giáng xuống chiếc bàn của Diệp Phàm, Khúc Bạch Thu nói. Anh có thái độ gì? Bí thư Thái, đây là tố chất cán bộ thành phố Ngư Đồng của các anh sao? Tư tưởng, tác phong đều tầm thường thế này sao? Ở đây là Ngư Đồng, đồng chí Khúc Bách Thu nên chú ý lời nói và hành động của mình, dù gì thì anh cũng là đại diện cho Viện Kiểm sát tỉnh, làm sao lại có thể hành động giống như tên côn đồ, đập vào bàn của tôi như thế, đạo lý ở đâu? Diệp Phàm quay chiếc ghế của mình, nhìn An Vệ Dân nói. Chủ nhiệm An, phiền anh ghi lại tất cả lời nói và hành động của Phó Viện Kiểm sát Khúc. Vâng, thưa Bí Thư. An Vệ Dân lấy bút vở ghi chép lại. Lúc này Diệp Phàm làm gì cũng khiến anh ta sợ, nên đâu dám chần chừ, phản kháng. Anh, muốn khảo thì trực tiếp đến phòng thẩm vấn Viện Kiểm sát. Khúc Bách Thu không chịu nổi, bèn quát Vệ Trọng. Kiểm sát trưởng Khúc, xin hãy bình tĩnh, giờ là Tết, hay là cứ tiếp tục tra hỏi đi. Đừng làm lỡ việc. Thái Chí Dương bên cạnh lên tiếng than. Sao mình lại xui xẻo vậy, đến Tết rồi mà lại cứ phải ở Ngư Đồng làm gì, thế cũng tốt. Bị bí thư Hà Trấn Nam bắt làm tráng đinh, khiến cho không thành gì. Sự mạnh mẽ của Diệp Phàm đã được Thái Chí Dương lưu ý, với người này Thái Chí Dương không nghĩ tới việc vô cớ mà đắc tội. Mà đối phương lại là phó viện kiểm sát, đây quả thực là hai lựa chọn khó khăn. Bắt người, được, mời anh xuất trình giấy bắt người. Diệp Phàm thản nhiên nói, lại quay về nhìn An Vệ Dân. Chú ý ghi chép lại cẩn thận, không được để lọt từ nào. Hành động nào của Khúc kiểm sát trưởng? Vâng thưa bí thư. An Vệ Dân chỉ còn cách gật đầu, nhanh chóng thành đầu heo mất rồi, thật là xui xẻo. Anh! Khúc Bách Thu bị chặn họng, anh ta không có giấy tờ để bắt người. Với người quan chức cấp phó sở như Diệp Phàm thì không thể nói bắt là bắt được, nếu cuối cùng làm loạn ô long, người ta cũng sẽ bỏ qua thôi, cuối cùng mà không hạ được viện thì cũng rất phiền phức. Không có giấy bắt giam chứng tỏ các anh đang hành động cá nhân. Việc này hình như không chịu bảo hộ của luật pháp. Nói theo phương diện khác thì hành động này cũng có khi là phạm pháp. Là phó viện kiểm sát mà đến điểm cơ bản trong luật pháp cũng không hiểu, tôi lấy làm nghi ngờ, sao anh có thể ngồi vào vị trí này được. Đương nhiên, không trừ phi lãnh đạo cấp trên đã điều tra lầm. Chủ nhiệm An, hãy ghi chép lại cẩn thận, có thời gian tôi sẽ tới viện kiểm sát hỏi xem, việc này có chút vi phạm quy định không? Diệp Phàm từ từ ép Khúc Bạch Thu khiến anh ta suýt tức điên và chạy, hai mắt mở trừng trừng nhìn. Chương 1142, tôi sai rồi. Mãi một lúc sau anh ta mới phẫn nộ lên tiếng. Hôm nay Khúc Bạch Thu tôi sẽ trực tiếp tra khảo anh, cái gì dám chỉ trích viện chúng ta phá án là phạm pháp? Cái gì lại gọi là phạm pháp, anh có hiểu không? Sau khi quát xong, Vệ Trọng vẫn không có động tĩnh gì, anh ta bèn nói luôn. Sao hả trưởng phòng vệ, có phải lời nói của tôi không có người nghe sao? Việc này, trưởng viện Khúc. Vệ Trọng nhìn Khúc Bạch Thu cũng với khuôn mặt khó xử, việc này không có giấy bắt người thì làm sao có thể tùy tiện bắt người, hôm nay dù gì cũng không chuẩn bị cho việc bắt người. Nhưng, Khúc Bạch Thu vẫn rất kiên cường,
Vệ Trọng không dám kháng lại, chỉ có hai người con gái dưới quyền nói. Đồng chí Diệp Phàm, xin anh phối hợp cùng với chúng tôi, đừng gây khó dễ cho chúng tôi. Hai viên kiểm sát tiến lên phía trước, lấy còng ra định đưa Diệp Phàm đi. Đội trưởng Điền, tiễn khách. Diệp Phàm đột nhiên từ bên ngoài nói. Cửa rầm một cái mở ra, Điền Thất Hòa cùng mấy viên cảnh sát tiến đến, chỉ mấy bước đã tiến đến trước mặt Diệp Phàm, trợn mắt nhìn Vệ Trọng. Hai viên kiểm sát đành phải dừng bước, chứng tỏ muốn đối đầu với người ta, đây là địa phận của người ta mà lại đòi dẫn người ta đi, định không coi cảnh sát nơi đây ra gì. Tạo phản rồi, dám chống lại công pháp. Khúc Bạch Thu hét lên một tiếng, rồi nói với cô nhân viên bên cạnh. Lập tức gọi điện cho bí thư Hà Trấn Nam, tôi xem, gan của cán bộ ngư đồng này to cỡ nào. Nữ kiểm sát lập tức lấy điện thoại và gọi, nhưng rồi khuôn mặt ngắn tủn nói. Trưởng viện Khúc, không gọi được cho bí thư Hà. Bí thư Thái, phiền anh gọi xem sao, bí thư Hà có số khác hay không? Khúc Bạch Thu nói, liếc nhìn Diệp Phàm. Thái Chí Dương cũng kiên trì gọi điện rồi cũng nói không gọi điện được, gọi đến nhà thì người nhà nói bí thư không có nhà. Trong lòng hắn ta đang chửi thầm bí thư Hà cố ý tắt máy. Đừng tưởng không có bí thư Hà thì không còn ai trị được anh, hôm nay Khúc Bạch Thu đến đây nếu không tra khảo anh thì không phải là họ Khúc nữa. Khúc Bạch Thu hừng một tiếng rồi trực tiếp gọi điện cho viện trưởng Khương Nhất Lâm. Âm thanh rất lớn, mọi người trong phòng đều có thể nghe rõ. Bí thư Khương, đồng chí Diệp Phàm của thành phố Ngư Đồng không phối hợp cùng với chúng tôi, hơn nữa, còn kiêu ngạo, tự cao tự đại. Tôi muốn lập tức bắt Diệp Phàm, chủ tịch Mai Hồng bị giết, lúc đó anh ta có mặt có cả Vương Đông làm chứng, vì thế anh ta là người nhiều nghi ngờ nhất, đối với loại người này viện chúng ta không thể nương tay được. Nếu để cho anh ta thoát thì sao được? Khúc Bạch Thu khiến sự việc phức tạp lên. Sự việc vẫn chưa điều tra rõ ràng, anh cho người gọi điện cho bí thư Hà trước đã. Khương Nhất Lâm không có quyết định gì ngay. Việc này, bắt một bí thư thành ủy không phải là việc đơn giản, huống chi, sự việc còn đang trong quá trình điều tra, chưa có chứng cứ gì. Nếu cuối cùng điều tra không ra gì thì sẽ mất mặt. Huống chi. Ngồi ở vị trí của Diệp Phàm thì chẳng có ai không có lãnh đạo đằng sau hỗ trợ, tự nhiên lại lôi cả Khương Nhất Lâm ra, cũng không thể nghĩ ra sự việc sẽ rắc rối thế nào. Không liên lạc được với bí thư Hà. Khương Nhất Lâm nói. Không liên lạc được thì tìm xem. Khương Nhất Lâm nói, cũng thầm nghĩ, nghĩ tới trò. Tắt máy không thấy bóng dáng đâu. Ở Ngư Đồng đến những người của Hà Trấn Nam cũng không lộ diện thì bản thân ông ấy cũng sẽ không lộ diện. Bí thư Khương, đối với việc chọn người thành phố Triệu Hồ tôi cũng đã suy xét rồi. Khúc Bạch Thu bỗng nhiên nói ra câu không liên quan, mọi người khác đều không hiểu gì, chỉ có Khương Nhất Lâm hiểu. Bởi vì gần đây viện kiểm sát đang suy xét chọn người làm viện kiểm sát trưởng thành phố Triệu Hồ, mà Khương Nhất Lâm là ứng cử viên không có chút cản trở nào. Mặc dù nói làm theo quy định của luật pháp, chọn người làm viện trưởng viện kiểm sát thành phố Triệu Hồ sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố chọn ra. Sẽ phải đệ trình lên hội viên thường vụ hội đồng đại biểu nhân dân tỉnh phê chuẩn, nhưng đây chỉ là thủ tục mà thôi. Viện kiểm sát tỉnh có quyền quyết định rất lớn trong việc bổ nhiệm viện trưởng viện kiểm sát thành phố Triều Hồ. Còn những gì thể hiện bên ngoài cũng chỉ là quy định mà thôi. Vậy được, hãy đưa người đến phòng thẩm vấn của viện trước, nhưng thái độ của các anh cũng nên mềm mỏng chút, dù gì thì sự việc còn chưa có quyết định gì rõ ràng, đừng có gây náo loạn như thế. Khương Nhất Lâm biết Khúc Bạch Thu sẽ ủng hộ mình trong cuộc tuyển chọn viện trưởng lần này, có được sự ủng hộ của hắn ta là ông ta có thể được 80% số phiếu đồng ý rồi. Để thực hiện được ý đồ của mình, Diệp Phàm đành phải mềm mỏng, hy sinh. Hơn nữa, sau này không điều tra ra được gì, có thể dựa vào việc nói mình là người có hiểm nghi nhiều nhất để có thể nói lại việc làm tắc trách của nhân viên viện kiểm sát. Đương nhiên cũng có ảnh hưởng nhất định, Khương Nhất Lâm tin mình có thể làm ổn thỏa việc này. Dù gì thì Khương Nhất Lâm cũng là quan cao cấp phó tỉnh, cao hơn Diệp Phàm nhiều lần. Ông ta không tin một bí thư cấp thành phố lại có thể làm kinh thiên động địa được. Các anh tránh ra, viện trưởng viện kiểm sát đã có chỉ thị, lập tức bắt đồng chí Diệp Phàm. Nếu các anh chống cự, cũng chính là chống người thi hành công vụ, cùng giải về giải quyết. Khúc Bạch Thu tắt điện thoại, khí phách ngang tàng, hừm nói với Vệ Trọng. Điền Thất Hòa nhìn Diệp Phàm rồi lại nhìn Khúc Bạch Thu. Nhưng, anh ta chịu đựng, đứng sẵn sang phía sau Diệp Phàm, nhìn đám người Vệ Trọng như hổ rình mồi, nếu muốn bắt người thì sẵn sang xông ra tấn công.
Mấy cảnh sát viên trong lòng lo lắng, than thở, lần này các lãnh đạo chiến đấu với nhau, thân thép diều đứng giữa thật là đen đủi. Nhưng, đội trưởng Điền Thất Hòa vẫn chưa lên tiếng, Diệp Phàm vẫn thản nhiên ngồi đó, mấy cảnh sát đó cũng không gan nào dám chạy trước, nếu bí thư Diệp có quay lại thì chắc chắn sẽ bị khai trừ ra khỏi hàng ngũ công an. Ngày trước hai vị phó cục vì không nghe lời nên bị khai trừ. Ví dụ như thế lúc nào cũng là lời cảnh báo cho các cảnh sát viên. Vì thế bằng bất cứ giá nào, cảnh sát hình sự cũng phải đối đầu với đám người vệ trọng. Các anh thật sự biết luật mà vẫn phạm luật, dám chống lại luật pháp phái không? Diệp Phàm đã bị Viện Kiểm sát tỉnh phê chuẩn bắt đi vì là hiểm nghi lớn trong một vụ giết người, các anh nếu bao che cũng sẽ là đồng lõa, bắt hết vào nhà giam. Khúc Bạch Thu lớn tiếng giáo huấn. Mấy viên cảnh sát vẫn không động tĩnh gì, lại là một tiếng rầm ráng lên bàn, nhìn Mã Bách Sinh nói. Lập tức gọi điện cho Viện Kiểm sát trưởng thành phố Cố, dẫn người đến đây. Tôi xem, cục công an này còn dám chống đối pháp luật hay không? Đúng lúc đó, điện thoại Diệp Phàm đổ chuông, là giọng nói của Trấn Đông Hải. Ngày mai anh hãy dừng lại việc của Ngư Đồng, tới thành phố Phổ Hải, việc của Đỗ Phong không thể kéo dài thêm nữa. Gần đây bên ngoài đã có động tĩnh, anh lại không rảnh rỗi, Đỗ Phong là một nhân tài, rất có ích, bằng không anh tự mình giải quyết cũng được. Nhưng tôi không có cách nào mà đi được. Diệp Phàm thản nhiên nói. Anh nói thế có ý gì, định cãi lại lời quân lệnh sao? Trấn Đông Hải giả giọng dọa người. Xem ra, nước ngoài đã có động tĩnh, ông ấy ngồi không yên rồi. Không phải ý đó, vấn đề là tôi sắp phải ngồi tù rồi, làm sao có thể đi Phổ Hải xử lý việc này việc kia được. Diệp Phàm cố ý bất đắc dĩ than nói. Ngồi tù, tên tiểu tử này có thủ đoạn gì đây? Cái gì mà ngồi tù, rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ ràng xem nào. Trấn Đông Hải ngạc nhiên, hỏi dồn dập Diệp Phàm. Thì là thế này, hôm ngày 15, tôi và... Diệp Phàm đem hết chuyện nói lại một lượt. Khốn kiếp, chẳng phải thêm phiền phức sao? Anh đợi chút, tôi gọi điện thoại. Trấn Đông Hải suýt chút nữa tức chết, tắt điện thoại đi rồi lại gọi điện thoại. Diệp Phàm tắt điện thoại rồi lại ngồi quay trên chiếc ghế quay của mình, rất thảnh thơi. Thái Chí Dương ngồi cạnh toát cả mồ hôi chán, vốn muốn trốn ra nhưng thấy Khúc Bạch Thu trừng mắt, không thể làm gì được. Không lâu sau, Cố viện trưởng dẫn đến mười mấy kiểm sát viên, trên tay cầm một biên bản bắt giam. Khúc Bạch Thu cầm biên bản đó để lên bàn của Diệp Phàm nói. Nhìn rõ chưa, không phải là giả đúng không? Diệp Phàm làm ra bộ cầm lấy tờ giấy xem, rồi lại sờ, nói. Nhìn có vẻ là thật, anh xem. Chữ ký của viện trưởng Cố vẫn còn chưa khô mực này, ha ha. Rồi hắn ta quay sang nhìn Khúc Bạch Thu nói. Đồng chí Khúc, đồng chí đừng hối hận nhé. Hối hận, Khúc Bạch Thu tôi không bao giờ làm chuyện gì hối hận. Khúc Bạch Thu đắc ý lớn tiếng trả lời, nhìn vệ trọng nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì, lập tức bắt về thẩm vấn. Khúc Bạch Thu, mời thần thì dễ nhưng tiễn thần thì khó đó. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Anh tự coi anh là thần, chó má thật. Khúc Bạch Thu tức giận, nói ra câu thô tục, đi. Thái Chí Dương nhíu mày, Diệp Phàm tự động đưa hai tay ra, kiểm sát viên lấy còng ra còng tay Diệp Phàm. Ấy, đừng chặt thế chứ, gãy tay người ta thì anh cũng không đền nổi đâu. Diệp Phàm thản nhiên nói, đã bị đeo còng lại còn dở thủ đoạn. Nói vớ vẩn, đi. Kiểm sát viên trẻ tuổi nói, rồi kéo đi, điện thoại Khúc Bạch Thu bèn reo lên. Bạch Thu, đã bắt người chưa? Giọng nói hấp tấp vội vàng trong điện thoại. Bắt rồi, đang chuẩn bị giải đi. Khúc Bạch Thu hơi ngạc nhiên, cảm giác có biến cố gì đó. Nghi ngờ người vừa gọi điện thoại cho Diệp Phàm, nhưng anh ta tự tin làm chắc chắn rồi, tin tưởng Khương Nhất Lâm đã quyết định việc này. Lập tức thả người, các anh quay về ngay, việc này không nhắc lại nữa. Khương Nhất Lâm vội vã nói. Tại sao? Khúc Bạch Thu hừm nói. Mặt tối sầm. Không cần hỏi tại sao, lập tức thả người, rời khỏi cục công an thành phố Ngư Đồng ngay lập tức, đây là mệnh lệnh. Khương Nhất Lâm càng quả quyết. Không được, tôi sẽ thẩm tra trước rồi mới nói. Bí thư Khương, việc của thành phố Triều Hồ sẽ có chút khó làm. Khúc Bạch Thu lại dở chiêu đó. Anh Khúc, đây là lệnh của cấp trên, anh nhanh chóng thả người, người đó đằng sau còn có người hỗ trợ, tôi không quyết định được. Khương Nhất Lâm nhẹ giọng nói, mờ mịt ám chỉ có người khác đứng sau chuyện này. Là ai?
Khúc Bạch Thu không yên tâm, hỏi đến tận cùng. Cái gì không nên hỏi thì không hỏi, anh Khúc, lập tức quay về ngay, đừng nhiều lời. Khương Nhất Lâm hừ nói. Tôi đã bắt rồi, giờ lại bảo tôi thả người như thế còn ra thể thống gì, hơn nữa tôi đã nói rồi, không bắt người thì tôi không phải họ Khúc. Khúc Bạch Thu trình bày. Chương 1143, viên kiểm sát tối cao đã xuất hiện. Hừm, việc triều hồ không cần nói đến nữa. Không lên được thì không cần lên, anh lập tức quay về, thả người ra. Nếu không hậu quả sau này do anh tự chịu, đồng chí Khúc Bạch Thu hãy suy xét thận trọng, nếu anh cứ cố tình bắt người, thì đó là hành động cá nhân của anh không liên quan gì đến viện kiểm sát. Khương Nhất Lâm nói thẳng thắn rồi ngắt điện thoại. Không lâu sau, Vệ Trọng và Cố Khúc lần lượt nghe điện thoại, sắc mặt đều rất khó coi. Vệ Trọng nhìn hai viên kiểm sát nói. Tháo còng ra. Việc này. Hai viên kiểm sát không rõ tình hình thế nào, Vệ Trọng là lãnh đạo trực tiếp của họ nhưng Khúc Bạch Thu lại là lãnh đạo trên lãnh đạo, thật là làm khó cho bọn họ. Họ nhìn Vệ Trọng, rồi lại nhìn Khúc Bạch Thu không biết nên nghe theo ai. Khúc Bạch Thu chưa lên tiếng thì họ không dám hành động. Tháo còng, thả người. Khúc Bạch Thu rốt cuộc cũng đã lên tiếng, khuôn mặt dần đỏ lên, thật là xấu hổ, nếu có cái lỗ ở đó thì chắc đã chui xuống rồi, thật mất mặt. Vâng. Hai viên kiểm sát không chút do dự, lấy khóa mở còng cho Diệp Phàm. Nhưng vừa động tay, Diệp Phàm đã vẩy tay bị còng ra. Hắn nhìn hai viên kiểm sát nói. Các anh nói còng là cong, nói thả là thả đúng không? Coi tôi như một món đồ chơi, nếu hôm nay viện trưởng Khúc Bạch Thu của các anh không nói rõ ràng việc này thì tôi sẽ không cho thả ra, còng như thế này để ăn Tết. Anh nói cái gì, cho thử mà không cần thả, chúng ta đi. Khúc Bạch Thu quay mặt bước đi. Đi, anh đi rồi cũng phải quay lại, tôi cá là anh chắc chắn sẽ phải quay lại, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười, nhìn sang Điền Thất Hòa bên cạnh. Còn không giúp ta chăm thuốc, thật tức chết đi được. Không có việc gì làm lại biến ta thành đồ chơi, còng lại, là chuyện gì không biết. Vâng, bí thư Diệp. Điền Thất Hòa quay lại giúp Diệp Phàm châm điếu thuốc, Diệp Phàm hút một hơi, thở ra khói, Điền Thất Hòa nhanh tay giữ lấy điếu thuốc, cứ như thế giúp Diệp Phàm hút thuốc, khi đó, điện thoại Diệp Phàm vang lên, hắn kẹp điện thoại lên nghe. Thế nào rồi, Trấn lão làm việc cũng không chậm chứ, anh nhanh chóng chuẩn bị đi. Sắp xếp việc trong cục rồi lập tức ra sân bay Việt Châu. Không đi được. Diệp Phàm nói. Lại có chuyện gì nữa? Lẽ nào bọn họ vẫn còng anh? Trấn Đông Hải có chút tức giận. Đúng, họ muốn tháo còng, nhưng tôi không cho. Tôi là một bí thư, tại cục công an, làm sao có thể nói còng là còng được? Bao nhiêu con mắt nhìn vào, sau này tôi đâu còn mặt mũi nào. Lịa còn toàn bộ cảnh sát hình sự trong cục đang phá án ở đây. Diệp Phàm nói, có chút hỉ lại đùa giỡn, Trấn Đông Hải cũng hết lời nói. Trầm mặc một lúc rồi hỏi. Đúng thế, thế anh nói xem phải thế nào mới có thể tháo còng. Viện phó Khúc Bạch Thu của Viện Kiểm sát tỉnh Việt Đông đập lên bàn của tôi nói, nhất định phải bắt tôi, không bắt tôi thì sẽ không phải họ Khúc. Việc này rõ ràng là muốn sinh sự rồi. Hôm nay, tôi không có yêu cầu cao nào, không cần nói đến những gì bồi thường. Chỉ cần đồng chí Khúc nói một câu tôi đã sai là được rồi. Nếu không đừng trách Diệp Phàm tôi cũng có thể diện của mình chứ, sang năm mới mà còn bị còng tay, hừm. Diệp Phàm nói thẳng rồi ngắt điện thoại. Thật phiền phức, hoàn toàn là hành động vô lại, nhưng, cũng phải cho Khúc Bạch Thu kia một bài học mới đúng, không thể không có việc gì lại đem trò còng người ra chơi, dám chơi với người này, thật ngu ngốc. Trấn Đông Hải tức đến muốn đánh người, nhưng cũng kiềm chế lại. Rồi lại cầm điện thoại lên gọi. Không lâu sau điện thoại Khúc Bạch Thu reo lên, lần này người gọi không phải là Khương Nhất Lâm mà là đồng chí Sở Vân Đức viện phó viện kiểm sát nhân dân tối cao, nói. Đồng chí Khúc Bạch Thu, tôi là Sở Vân Đức của viện kiểm sát tối cao. Nếu bắt nhầm người và xin lỗi thì anh cũng mất mặt. Nhưng chúng ta là viên kiểm sát nhân dân, không phải là lãnh đạo cấp cao gì. Đều là đầy tớ của dân, phục vụ nhân dân. Đừng vì nghĩ đến chức danh viên kiểm sát là cao rồi, nghĩ xem, người mà anh bắt nhầm sẽ nghĩ thế nào, anh cần phải học đổi suy nghĩ của mình vào những trường hợp khác nhau. Người ta chịu uất ức, anh chỉ cần nói một câu tôi sai rồi, tôi xin lỗi không được sao. Lập tức đi xin lỗi đồng chí Diệp Phàm ngay. Năm nay toàn là việc không đâu, sau khi về tôi sẽ đính chính lại tư tưởng hành vi, có phải là có chỗ thiếu sót.
có một số việc phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh không được kích động, cái gì cũng có giá của nó. Anh không rông dài nữa, mau đi nói với người ta ngay. Kiểm sát trưởng Sở. Khúc Bạch Thu toát cả mồ hôi, lẩm bẩm nói. Đồng chí Khúc Bạch Thu không nghe lời nói của tôi nữa phải không, có cần mời tổ chức đến nói chuyện trực tiếp với anh không? Sở Vân Đức hừ một tiếng, hai từ tổ chức khiến Khúc Bạch Thu phải lo sợ. Mấy chục con mắt đang đổ xô về phía Diệp Phàm, anh ta bước đến, khom khom lưng, nhẹ nhàng nói với Diệp Phàm. Tôi đã sai, tôi xin lỗi. Anh nói cái gì, tai tôi có chút vấn đề không nghe rõ, anh nói to hơn chút được không? Diệp Phàm thản nhiên nói, Thái Chí Dương và Điền Thất Hòa bên cạnh thấy ngạc nhiên suýt chút nữa phì cười, bởi vì nhìn khuôn mặt Khúc Bạch Thu căng lên như gan heo vậy. Đồng chí Diệp Phàm, tôi sai rồi, xin lỗi. Đồng chí Khúc Bạch Thu chịu nhục nói lớn. Nếu đã nhận sai thì được rồi, tháo còng, tiễn khách. Cuối năm rồi, tôi không tiếp đãi được mọi người. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Viên kiểm sát căng thẳng mở khóa còng, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm, chỉ sợ Diệp Phàm nhớ mặt. Trường hợp này đến kẻ ngốc cũng nhìn ra, ngay cả người đứng đầu viện như Khúc Bạch Thu còn phải nhận lỗi nữa là, thế lực đứng sau người kia chắc chắn là cấp gì nghĩ đến thôi cũng đủ thấy sợ. Về phần Mã Bách Sinh cũng mất hồn. Nét mặt của viện trưởng út nghích không khá hơn chút nào, nhanh chóng đến chào hỏi Diệp Phàm một tiếng coi như còn đạo lý rồi ra ngoài. Về phần Điền Thất Hòa cùng mấy viên cảnh sát sau khi hết kinh ngạc đã ngầm khâm phục, suýt chút nữa cũng mừng phát cuồng lên. Trước giờ chưa được hãnh diện như thế, rõ ràng lần này cũng là cảnh báo cho những đồng chí nào bất lương cũng sẽ chịu hậu quả. Trong lòng đều thầm nghĩ bí thư Diệp có lai lịch rất hùng hậu. Ngay cả Khúc Bạch Thu cũng phải cúi đầu, ông ta là nhân vật có năng lực không thể phủ nhận. Anh Khúc, nể mặt anh mà anh không chịu, để cho viện trưởng Sở phải ra tay, anh đúng thật là, sau này xem còn nghĩ đến chuyện thăng chức, hừm. Khương Nhất Lâm lạnh lùng cười không ngừng. Nhưng ông ta cũng khá buồn bực, lẩm bẩm nói. Tên nhãi kia không biết lai lịch thế nào mà lại có thể đả động đến cả Sở Vân Đức. Hơn nữa, Sở Vân Đức ra tay thế. Hắn ta không phải là con cái của vị nào trên trung ương chứ, phải dò hỏi xem. Nhưng cũng thật kỳ quặc, Khúc viện trưởng cũng là quan chức cấp phó sở, Diệp Phàm cũng thế. Dù cấp bậc tương đương nhau, nếu luận ra thì Khúc viện trưởng còn cao hơn nhiều, làm sao lại có thể như thế, làm sao anh ta lại phải chịu nhận lỗi với tay Diệp Phàm kia. Hà Chấn Nam có chút hoang mang, với tình hình thế này bình thường sẽ có hai cách giải thích hợp lý. Một là Khúc viện trưởng có nhược điểm bị Diệp Phàm bắt được lỗi đó, thứ hai đằng sau Diệp Phàm có thế lực uy hiếp mạnh mẽ. Muốn Khúc viện phó cúi đầu thì ít ra cũng phải là nhân vật cấp phó tỉnh. Còn về phần trung ương Hà Chấn Nam vốn không dám hướng lên trên. Như thế này không biết viện kiểm sát thành phố không chơi nữa, thật tiếc cơ hội này. Nếu có thể dừng Diệp Phàm lại, anh ta tiếp nhận điều tra, không cần nói cái khác, chỉ cần kéo dài cũng có thể kéo dài mạng sống của anh ta. Nửa năm nữa cũng là muộn rồi. Khang Văn Sinh có chút tiếc hận không ngừng nói thầm. Diệp Phàm dường như đã thám thính được gì, bắt đầu điều tra vụ việc Hoàng Triều Đế Đô rồi. Không phải vụ thảm án 88 có liên quan đến Hoàng Triều Đế Đô chứ? Hà Chấn Nam có chút nghi ngờ. Hoàng Triều Đế Đô, không thể nào. Đồng Phương chết trước khi vụ thảm án 88 xảy ra, Hoàng Triều Đế Đô có thể lật xong gió gì? Khang Văn Sinh khẽ lắc đầu. Nhìn Hà Chấn Nam rồi nói. Nhưng, có gì đó lạ lắm, tên Diệp Phàm này hình như có người đặt bẫy rồi. Đặt bẫy? Hà Chấn Nam lẩm bẩm hai từ này. Chắc chắn có người đặt bẫy rồi, bí thư Hà, anh xem, Diệp Phàm vừa đến nhà họ Đồng thì xảy ra vụ giết người. Hơn nữa, khi đồng chí của viện kiểm sát đến nhà họ Đồng, thời gian cũng rất khớp, đến sớm một chút thì Mai Hồng chưa chết, muộn tí thì cảnh sát hình sự đã tới rồi. Làm sao lại đo đúng giờ thế? Việc này lẽ nào lại là do đồng chí nào trong viện kiểm sát sao? Khang Văn Sinh có vẻ mặt nghi ngờ. Viện kiểm sát á, không thể nào, có thể gây ra B, vụ thảm án 88 chỉ có thể là cao thủ. Làm sao có thể để lộ như thế để người ta xoay không tha? Có thể viện kiểm sát cũng bị ai đó lợi dụng, người này quả thật lợi hại. Diệp Phàm muốn phá vụ án này cũng sẽ rất khó khăn. Hà Chấn Nam tin tưởng. Nói thật, tôi cũng lo lắng Diệp Phàm phá thảm án 88, nhưng cũng hy vọng anh ta có thể phá được án. Khang Văn Sinh thở dài. Anh ta cũng có chút nhẫn nại, và cũng có chút can đảm. Có thấy không, mấy năm nay,
ngày trước Đoàn Hải Thiên cũng không ngang tàng như thế, kháng lại chúng ta. Anh ta mới đến có vài ngày mà đã dám ra tay. Lần này An Lôi thật xui xẻo, nếu anh ta nghe lời thì đã không mất đi một thuộc hạ, thật tiếc. Nhưng, thảm án 88 nhất định phải làm sáng tỏ, chỉ có điều người phá án không phải Diệp Phàm, mà phải để người đứng sau phá. Hà Chấn Nam khuôn mặt u ám nói chuyện. Tôi cũng buồn bực, mấy tên như Vu Chí Hải sao cứ hé ra là nói Diệp Phàm nói. Lẽ nào Diệp Phàm nói ra người đứng sau cho bọn họ biết? Khang Văn Sinh nói, nhấp một chén trà, rồi lại lắc đầu. Cũng không lợi trừ khả năng này. Hà Chấn Nam gật đầu. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là mấy người đó có ngày gặp may, hoặc là đã có chào hỏi trước với Lý Quốc Hùng. Mặc dù Diệp Phàm để lộ ra người đứng sau, chắc chắn rằng mấy người đó cũng không dễ dàng mắc câu. Dù sao ngồi được vào vị trí này chẳng có người nào là không có người nâng đỡ. Hà Chấn Nam phân tích triệt để, Khang Văn Sinh cũng gật đầu. Nhìn Hà Chấn Nam có chút lo lắng, nói. Bí thư Hà, Diệp Phàm một miệng đòi khai trừ Từ Lâm và Trung Nhất Minh, có thể cũng sẽ gây phiền phức cho chúng ta. Chương 1144, người tốt đến đâu cũng được tiếng tăm. Trung Nhất Minh không hiểu gì, nhưng Từ Lâm và Từ Kim Bạch hẳn là đã biết chuyện. Nhưng anh ta cũng chưa hành động gì, đang còn phải xem chừng. Hà Chấn Nam lộ ra điệu cười ác ý. Đến lúc đó đồng chí Lý Quốc Hùng cũng sẽ đau đầu, Từ Kim Bạch là giám đốc sở giao thông tỉnh, cũng có vị trí nhất định trong tỉnh. Mạng lưới quan hệ cũng rất rộng rãi, hơn nữa, sở giao thông là huyết mạch của giao thông cả tỉnh, con đường từ thành phố chúng ta đến Triều Hồ cũng đã được đệ trình ra hội nghị. Lý Quốc Hùng cũng đã báo cáo việc này lên sở giao thông tỉnh rồi, nghe nói Từ Kim Bạch cũng đã gật đầu đồng ý. Hơn nữa thành phố chúng ta thời kỳ trước cũng đã đầu tư mấy chục triệu vào đó, là muốn chứng tỏ quyết tâm của thành phố chúng ta vào dự án này. Tuy nhiên, sự việc của Từ Lâm xảy ra, Từ Kim Bạch không thể nào làm ngơ được. Đến lúc đó dự án thất bại, Lý Quốc Hùng sẽ quay lại, có lẽ anh ta sẽ thương lượng với Diệp Phàm, ha ha. Khang Văn Sinh vui khi người khác gặp tai họa. Thương lượng, chẳng có gì phải thương lượng cả. Diệp Phàm chưa hẳn sẽ bán sách của Lý Quốc Hùng. Hơn nữa, nếu để Từ Lâm quay về cục công an, không phải tự tát vào mặt Diệp Phàm sao? Vì thế, Diệp Phàm sẽ không đồng ý bất kỳ ai nói tình gì cả, vì thể diện anh ta sẽ càng mạnh mẽ. Đến lúc đó, ha ha. Hà Chấn Nam thản nhiên cười. Lý Quốc Hùng cần thành tích, nhưng, việc phải tạo lại đường Ngư Triều sẽ là một tài nguyên chính trị lớn đối với anh, nếu để mất thì thật là đáng tiếc. Khang Văn Sinh nói. Trước tiên hãy khiến Lý Quốc Hùng vội vã trong một khoảng thời gian, về sau sẽ làm náo loạn rồi chúng ta sẽ ra mặt, bắt đầu từ sở Ngư Đồng, việc cải tạo đường Ngư Triều sẽ không mất đi được. Làm cán bộ của Ngư Đồng, đương nhiên phải vì Ngư Đồng. Phải phân rõ mâu thuẫn địch, ta và mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Lợi ích quy về với lợi ích, nhưng chúng ta làm cán bộ thì không thể bỏ mất lợi ích của nhân dân được, đây là thước đo cơ bản nhất của người cán bộ. Làm cán bộ mà lại không nghĩ làm thế nào thì còn làm được gì, làm cán bộ là phải dựa vào dân, nếu không cũng sẽ không tán thành cho anh. Mặc dù đề bạt lên cấp trên việc này, nhưng sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân sẽ ảnh hưởng lớn. Đây cũng chính là một tiêu chuẩn vô hình để đánh giá giá trị của người nào đó về vấn đề gì. Một tài năng bình thường, một cán bộ ăn không ngồi rồi, cũng chẳng có vị lãnh đạo nào ưa cả. Nếu xã hội cổ đại ngày xưa có những người như thế thì còn có thể biến họ thành thái giám để mua vui cho hoàng thượng được. Chứ xã hội hiện đại bây giờ, muốn dùng người thì phải dùng người có độ tin tưởng, nhưng vẫn phải chọn ra trong số những người tin tưởng được những người có tài năng thực sự mới được. Nếu không giao cho anh một huyện, anh sai anh ta đi làm việc quan trọng mà lại làm rối tung rối mù lên thì cũng thật là mất mặt. Làm cán bộ, việc điều hành cũng phải có nghệ thuật cả. Còn làm tay sai cấp dưới. Thì tài năng của anh chính là biểu hiện của nghệ thuật, còn nói về trung tâm nó là phần cứng hiện thực nhất, không thể thiếu một trong hai. Lập trường Hà Chấn Nam còn biểu hiện tốt, nói ra những gì đã tự đúc kết từ bản thân. Bí thư Hà có thể đến giảng tại trường đại học được, đề tài là đạo làm quan tìm hiểu và giải đáp, ha ha. Khang Văn Sinh bộ dạng thư sinh, cười rạng rỡ. Chỉ là chút kinh nghiệm, đã khiến anh Văn Sinh phải cười rồi. Hà Chấn Nam khiêm tốn nói. Ha ha ha! Hai người cùng cười, như đều bia được ý nghĩ của nhau. Thành phố Phổ Hải là thành phố lớn nhất Cẩu Hoa Hạ, thành phố lớn thứ nhất của Trung Hoa Đại Lục,
một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và vận tải của Trung Hoa Đại Lục. Phổ Hải là thành phố nằm trên đường ven biển Trường Giang của nước ta, có rất nhiều cảng thương mại quan trọng lớn, và là khu công nghiệp lớn mạnh. Ở đó có gần 20 triệu dân sinh sống, trong đó đại bộ phận thuộc hệ Giang Chiết dân tộc Hán, tất cả đều nói tiếng Phổ Hải. Thành phố Phổ Hải còn là điểm du lịch mới, có những di tích lịch sử về con người và văn hóa thời cận đại rõ nét. Thành phố này đã và đang dần dần phát triển trở thành một đô thị lớn mang màu sắc quốc tế hóa. Sáng ngày mùng 8, Diệp Phàm vội vàng lên máy bay đến Phổ Hải. Khi đó giao cho Trần Khiếu Thiên đi mua vé, anh ta đúng là biết tiêu tiền, mua hẳn vé hạng nhất. Diệp Phàm mặc dù hiện cũng là người có mấy chục triệu nhưng cũng không muốn lộ ra, nếu như để hắn ta đi mua vé thì cũng chỉ mua vé thương gia phổ thông mà thôi. Anh cũng thật là tiêu tiền gớm quá, khoang hạng nhất này tôi chưa từng đi bao giờ cả. Diệp Phàm lẩm bẩm nói một câu nhìn chằm chằm vào dòng khoang hạng nhất, phát hiện ra chỗ ngồi rất rộng rati, không gian vô cùng thoải mái. Càng khiến Diệp Phàm thấy ngạc nhiên là người ngồi bên cạnh lại là một cô gái hết sức xinh đẹp. Khuôn mặt hình trái xoan, nhẹ nhàng liếc nhìn sang bên phải, khuôn mặt sáng ngời, dưới ánh sáng ngọn đèn hồng quả thật rất trang nhã. Trên người cô khoác một chiếc áo trắng, trên cổ có chiếc dây áo lót vòng lên, phía dưới mặc một chiếc quần bò bó tím than, kết hợp với đôi giày da hồng, khiến người ngắm như mê hoặc. Đầu năm, người tốt đến đâu cũng có mỹ nữ đi cùng, ha ha ha. Hắn ta thầm tự đắc rồi ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ đến sự việc nhà họ Đỗ ở Phổ Hải, về phần mỹ nữ đã bị hắn quên đi. Trong khi làm việc, Diệp Phàm là người nghiêm túc, cuộc sống và công việc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Diệp Phàm đã gặp nhiều mỹ nhân rồi, ví như Phượng Khuynh Thành và Kiều Viên Viên, cho đến bây giờ vẫn chưa gặp thấy ai hơn hai vị mỹ nhân này. Mỹ nhân áo trăng liếc nhìn Diệp Phàm. Thấy anh ta không phải là loại có dáng dấp nhưng cũng không phải người tài năng xuất chúng, phóng khoáng. Vì mặc cả một bộ vest rất ra dáng, nhưng không nhìn thấy hãng nào, có lẽ cũng chỉ là hàng bình thường, mặc hàng bình thường mà lại ngôi khoang hạng nhất thì thật là lạ. Rõ ràng vé hạng nhất không rẻ chút nào, phải đến mấy nghìn tệ, dù gì cũng phải bằng lương của một người bình thường cả gần năm trời. Nhìn xuống phía dưới, mỹ nhân thấy rất ngạc nhiên, không nhịn được chợt che miệng cười. Vì cô ấy phát hiện thấy Diệp Phàm đi đôi giày pick, đôi giày thể thao pick kết hợp với bộ vest thì không ra cái gì cả. Nhìn vẻ mặt của hắn ta cũng khiến người ta thấy chán ghét, mất hết cả cảm hứng, cô bèn lật tiếp xem tạp chí thời trang. Đương nhiên cô ấy không biết nhìn mà thôi, đôi giày pick mà Diệp Phàm đi không phải như thế. Đó là đôi giày các vị trong tổ nghiên cứu đội đặc nhiệm A chế tạo để phòng mìn, khác hơn, nặng hơn so với giày du lịch. Nhưng nếu dẫm trên địa lôi, mìn thì chỉ cần mau bước chân sẽ không sao. Khi tấn công nếu đá vào, thì đối phương cũng sẽ biết, cũng giống như đá vào cục sắt. Loại giày này trong đội đặc nhiệm cũng không nhiều, nguyên liệu để tạo thành là hỗn hợp nguyên liệu sinh vật kỹ thuật cao, số lượng không vượt quá 5 đôi. Lang Phá Thiên của tổ vệ sĩ Trung Nam Hải có một đôi, ngay cả đến tổ trưởng tổ tình báo Trương Hùng cũng phải dùng một đôi nhưng không bằng loại này. Lúc đó Trấn Đông Hải đưa cho Diệp Phàm một đôi nặng hơn chút nhưng hắn không cần, Trấn Đông Hải bèn trừng mắt nói. Anh nhìn ánh mắt Trương Hùng xem. Diệp Phàm liếc nhìn rồi phát hiện ánh mắt hâm mộ chợt lóe lên rồi biến mất, chợt hiểu đây là đồ hảo hạng rồi. Đối với đồ hảo hạng thì hắn ta không nhìn nhầm bao giờ. Có thể cho thêm đôi nữa không, còn phải giặt để thay đổi chứ cả ngày đi có một đôi, hôi không chịu được. Hắn ta bèn nổi tính tham lam nói luôn. Cho thêm một đôi, câu này mà anh cũng dám nói ra, biết là đôi giày này phải mất bao nhiêu tiền nguyên liệu, nếu tỉnh ra cũng không dưới 500.000 đâu đấy. Vấn đề là có tiền thì vẫn không có đủ nguyên liệu, không có cách nào làm ra nữa, cả đội đặc nhiệm chỉ có 5 đôi. Ngày trước Lang Phá Thiên cũng nhõng nhẽo, quấy giày đòi có, nói có nhiệm vụ cao cả như núi Thái Sơn là bảo vệ lãnh đạo quốc gia, trên xét đến tính chất vị trí của anh ta nên mới đồng ý cho anh ta một đôi. Còn lại 4 đôi thì cho anh 1 đôi, còn lại 3 đôi, nói thực lòng, không phải giày phân theo đầu người. Là dụng cụ công cộng của đội giặc nhiệm, chỉ thực hiện nhiệm vụ quan trọng, có tài năng thực sự thì mới được dùng. Ai cần chỉ cần số đo vừa là có thể dùng, dùng xong thì trả lại, nếu hỏng thì cũng hết cách. Việc này, không phải đội đặc nhiệm keo kiệt, mà là không có cách nào để sản xuất ra tiếp. Hơn nữa, không cần phải lo lắng giày hôi thối, bình thường nếu đi 1 tháng. Không giặt cũng không sao, có chút hôi nhưng không kinh khủng.
Đôi giày này là lần trước anh tham gia lập công ở trận đảo xà ưng thưởng cho anh. Anh còn ngại thì đưa tôi còn chưa có phần này đây. Trấn Đông Hải không vui vẻ gì, hừ nói. Được rồi, đôi giày nặng thế này đưa cho người có tuổi như ông đi thì sao được. Nỗi khổ cực này để tôi gánh được rồi. Diệp Phàm trêu đùa, cười rồi cầm đôi giày đi. Sau khi đi ra liền hỏi Trương Hùng. Ông Trần nói thật hay giả thế? Ha ha, nếu còn nghi ngờ tôi lấy 10 đôi pick đổi lại cho anh một đôi này nhé, được không? Trương Hùng gượng cười, đôi giày thần kỳ kia khó mà lấy lại được. No, hàng này không thể bán, cái khổ này không thể để Anhem phải chịu. Diệp Phàm này là loại người nào chứ? Diệp Phàm vẫy tay ngăn đi, Trương Hùng tức chỉ biết dương mắt nhìn, nói. Không phải chỉ là một đôi giày sao, quá nhỏ mọn. Tôi xé. Xé ai hả Trương Hùng? Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, Trương Hùng cười nịnh nói. Thưa sếp Lý, không xé ai à? Xé tên Diệp Phàm kia à? Ta phải nhắc nhở anh, nếu không sẽ bị anh bán đứng sau lưng rồi. Lý Khiếu Phong thản nhiên cười nói. Xin sếp đừng làm thế, Trương Hùng chắp tay xin sếp. Trương Hùng nhanh chóng chắp hai tay lại van xin. Anh cũng biết sợ à? Tiếng cười lan tỏa, Lý Khiếu Phong quay đi. Vết thương của Lý Khiếu Phong đang được Diệp Phàm điều trị bằng thảo dược đang dần dần khôi phục. Mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn như ban đầu nhưng cũng có thể đứng dậy đi vài bước rồi. Lý Khiếu Phong rất vui vẻ, lúc nào nghĩ đến việc này là có hứng thú, đôi khi còn mắng chửi mấy ông trong tổ kỹ thuật của đội đặc nhiệm, nói là các anh đều là kẻ vô tích sự, người ta là thanh niên thôi mà còn biết cả thảo dược. Khiến mấy vị trong tổ kỹ thuật muốn biết người thanh niên mà Lý Khiếu Phong nói đến là ai, họ cũng muốn học hỏi kinh nghiệm hay vụng trộm thăm dò, nhưng Lý Khiếu Phong không nói ra. Chương 1145, khoang hạng nhất người đàn ông ghen tị. Không lâu sau, máy bay chuẩn bị cất cánh. Giọng nói nhẹ nhàng của cô tiếp viên vang lên, Diệp Phàm không chú ý nghe vì đang mải nghĩ chuyện này. Đúng lúc đó thì giọng nói nhẹ nhàng nhọt ngào lại vang lên. Thưa ông! Ông có muốn tôi giúp ông thắt dây an toàn cho không ạ? Dây an toàn. Diệp Phàm thì thào nói, nhưng tay vẫn không nhúc nhích, bởi vì hắn ta vừa nghĩ đến vấn đề an toàn của Phổ Hải, nhà họ Đỗ quả thật có nội tình thâm hậu, Đỗ Tử Nguyệt lại là một thế hệ kiều hùng, không đả thương khuất phục người này có lẽ khó. Thật không ra sao, đến dây an toàn còn không biết còn đòi ngồi máy bay. Lúc này có âm thanh của một người đàn ông vọng lên. Diệp Phàm bị nói đã tỉnh cả người, quay đầu lại nhìn, bao nhiêu người, một người có vương miện thương hiệu quốc tế, bây giờ là Tết, không có nhiều ánh sáng mạnh mẽ, người này ngồi trên máy bay còn đeo chiếc kính râm, lúc đầu có thể xem như là James Bond trông điệp viên 007, khi nhìn lại thì lại là hàng nhái, càng nhìn kỹ thì càng phát hiện ra. Nhìn gì mà nhìn, người này dường như có thù oán gì với Diệp Phàm. Ánh mắt anh ta vừa ngắm nhìn bộ ngực của người con giá ngồi bên cạnh Diệp Phàm liền nhanh chóng quay sang trừng mắt nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm liền hiểu ngay, hóa ra là ghét mình, ghen tị với mình khi ngồi cùng cô gái cực kỳ xinh đẹp. Trong lòng thầm lắc đầu, cũng không thèm để ý gì, chẳng hay ho gì gây gổ với loại công tử con nhà giàu này, Diệp Phàm thấy rẻ mạt, thản nhiên cười, nói. Xin cô giúp cho, tôi lần đầu đi máy bay nên không biết việc này. Cô tiếp viên không mỉm cười rồi giúp Diệp Phàm thắt dây an toàn. Bộ ngực kia cũng cọ vào một chút. Quả đúng như thế, mặc loại quần áo thế kia là sau khi kiểm tra cũng qua được. Người thanh niên ghen tị kia tỏ vẻ khinh miệt. Anh ta không phát hiện ra cô gái ngồi bên cạnh Diệp Phàm đang chau mày, dường như có chút không hài lòng với anh ta. Ha ha, việc này, có vẻ không liên quan tới anh. Diệp Phàm thản nhiên đáp lại, quay sang nói chuyện với cô gái ngồi bên. Tự nhiên không có chuyện gì cũng kiếm chuyện để chọc tức người đeo kính đen kia. Cô là người thành phố Phổ Hải à? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Vâng. Cô gái không mặn mà trả lời, chỉ nói một tiếng. Phổ Hải là một nơi rất đẹp. Diệp Phàm cười nói. Đúng thế. Cô gái cũng chỉ trả lời ngắn gọn, vốn cũng không muốn nói chuyện gì. Nhìn phong cách của cô, chắc chắn thuộc dòng dõi nho học. Mà có thể là giáo sư trường đại học Phục Đán đúng không? Diệp Phàm cố ý đề cao cô, đương nhiên hắn ta cũng chỉ mơ hồ đoán này đoán kia mà thôi. Anh! Sắc mặt cô gái liền biến đổi, nhìn Diệp Phàm nói. Sao anh lại đoán như thế? Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười, cô gái giật mình, cảm nhận người này có chút bản lĩnh,
trong lòng buồn bực nhưng cũng đã lấy lại được hứng thú. Hai người kiên tục nói chuyện qua lại, anh chàng đeo kính đen cách cô một hàng cũng có chút thái độ. Diệp Phàm không để ý đến anh ta, cô gái này cũng không chú ý đến anh ta, hai người tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Cô có thể cho tôi biết quý danh, hay có thể cho tôi số điện thoại, đây là lần đầu tiên tôi tới Phổ Hải, đối với tôi mà nói, thì cô cũng như chủ nhà, tôi nghe nói người Phổ Hải cũng rất hiếu khách. Diệp Phàm cười nói, rất xin lỗi, chúng ta cũng chưa đến mức phải xin số liên lạc của nhau. Cô gái đột nhiên phản ứng lại, nói lên chút đề phòng trong lòng, nhìn Diệp Phàm nói. Tôi như người ở quê ra, không cần phải lo bị lừa gạt. Thông thường chỉ có người thành phố lừa người nông thôn chứ không có người nông thôn đi lừa người thành phố đúng không? Diệp Phàm nhún vai, vẻ mặt tươi cười thành thật. Người nông thôn, ha ha. Con nàng bị chọc cười phá lên, rồi nhìn Diệp Phàm, người thanh niên đeo kính đen bên cạnh đang giữ chặt nắm đấm trong tay, tức điên lên. Cô nàng cười nói, gọi tôi là Tô Chi được rồi. Đây là số điện thoại của tôi, có thời gian thì gọi điện cho tôi. Tôi rất hy vọng được cô làm hướng dẫn viên cho. Thành phố Phổ Hải rộng lớn thế này tôi chỉ sợ bước ra ngoài là sẽ lạc mất luôn. Diệp Phàm lấy ra danh thiếp trống có số điện thoại đưa cho cô gái. Trong lòng nghĩ, chỉ cần tên cô vừa nói là thật thì đại học phục đán cũng không thoát nổi. Được. Tố Chi không do dự mà cầm lấy. Diệp Phàm ra chiêu lần này khiến tên kính đen kia không chịu nổi, tháo dây an toàn ra, đi tới, một tay nắm lấy cánh tay Diệp Phàm, một tay chỉ đến chỗ của mình. Ra bên kia ngồi. Là ý gì? Diệp Phàm do bộ không hiểu gì nhìn chằm chằm tên ghen ăn tức ở. Có biến ngay không? Không biến tao cho mày xem. Tên đó hung hăng nói, giọng uy hiếp người. Anh là ai? Sao lại có thể ức hiếp người như vậy? Tố Chi không chịu nổi bèn chất vấn. Câu nói này càng khiến anh ta tức giận, quay về chỗ ngồi rồi đổi luôn sắc mặt cười nói. Cô em đã nghe nói đến tập đoàn Đế Hào Phổ Hải chưa? Hình như có nghe qua nhưng không biết rõ. Tố Chi nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Cô nàng này, đến tập đoàn Đế Hào Phổ Hải mà cô cũng không biết, chắc chắn cô em ít xem truyền hình đúng không? Chẳng phải người ta hay có câu anh hào có mặt, cả thiên hạ đều là của anh sao? Một thanh niên ngồi bên cạnh tên đeo kính đen bật cười. Hào ca không phải là anh của Hào chứ nên mới gọi là Hào ca phải không? Diệp Phàm vuốt vuốt cằm không ngại ngần gì chọc lại tên ngồi sau. Hí hí. Tô Chi cười đến run cả người lên, suýt chút nữa cười ngặt nghẹo. Tên đeo kính đen sắp mặt thật khó coi, kéo Diệp Phàm đứng dậy định ra tay. Đây đang trên máy bay, xin quý khách lưu ý giữ an toàn trong chuyến bay. Lúc này hai cô tiếp viên xinh đẹp bước nhanh ra phía trước khuyên ngăn. Tất cả mọi người trong khoang hạng nhất đều trừng mắt nhìn tên đeo kính đen. Tất cả đều nhìn với ánh mắt trách cứ nhưng không có ai dám lên tiếng. Hừm, thằng nhóc, có giỏi nói tên ra. Tên đeo kính đen phẫn nộ, từ từ buông tay ngồi về vị trí. Diệp Phàm, chắc chắn anh chưa từng nghe đến. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Nhưng, tập đoàn Đế Hào nhà anh thì dễ nhớ đấy. Thằng nhóc, mau mau nói với Hào ca ta một tiếng không phải nếu không thì đừng trách ta. Tên thanh niên bên cạnh tên đeo kính nói với Diệp Phàm. Anh Hào có mặt, cả thiên hạ đều là của anh, tôi nhớ rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói, rồi nghiêm mặt nhìn tên kia nói. Còn gọi ta bằng hai chữ thằng nhóc nữa thì ta sẽ đánh gãy chân anh. Anh, tên kia có vẻ tức đỏ mặt, muốn đứng dậy, nhưng lần này là hai người đàn ông đi tới. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Anh đừng có chọc ghẹo bọn họ, tập đoàn Đế Hào có thế lực tài chính rất mạnh. Lần này, Tô Chi ghé bên tai Diệp Phàm nói thầm. Đa tạ, đến lúc đó cô có thể giúp tôi rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói, và cũng biểu hiện ra chút sợ hãi. Tôi chỉ là phận giá hèn kém sao có thể giúp anh được, tốt hơn là anh nên tự cầu phúc đi, hì hì. Tô Chi bớn cợt, rõ ràng là đang trêu đùa hắn ta. Ôi, mỹ nữ vô tình, thôi vậy. Diệp Phàm lại thản nhiên lắc đầu, không nói lời nào. Một lúc lâu sau, trước mặt Diệp Phàm đột nhiên có tấm danh thiếp. Trên có ghi số điện thoại. Đây là số điện thoại của tôi. Có việc gì thì gọi cho tôi. Tô Chi mỉm cười, chớp mắt thật quyến rũ. Việc này, không cần, tôi chỉ sợ khiến cô mệt mỏi thôi. Diệp Phàm ra vẻ thật thà lắc đầu, thực sự nghĩ không muốn gây thêm phiền phức nào nữa. Không sao,
nhà tôi cũng có chút bề thế, Đế Hào cũng chẳng là cái gì cả, chẳng qua chỉ là có chút tiền mà thôi. Tô Chi cười nói, đưa danh thiếp cho Diệp Phàm. Nghe nói Đế Hào có cả vài trăm triệu mà. Diệp Phàm nói thầm, có nhiều tiền hơn thế nữa, lẽ nào đây không phải là xã hội của đảng sao? Tô Chi quay đầu liếc nhìn Diệp Phàm. Ồ, tôi hiểu rồi, trong nhà cô cũng có người làm quan chức đúng không? Diệp Phàm chợt hiểu liền. Không phải quan chức cao cấp gì, có thể quản Đế Hào cũng được rồi. Tô Chi thản nhiên nói, nét mặt bỗng chốc u phiền. Cô nhìn Diệp Phàm rồi đột nhiên có chủ ý, tiến lại gần và nói. Tôi thương lượng với anh chuyện này được không? Cô nói đi. Diệp Phàm gật đầu. Làm bạn trai tôi một tuần được không? Tô Chi nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khuôn mặt có chút ửng hồng. Làm gì có chuyện tốt thế? Diệp Phàm hiện lên chút ý nghĩ hèn mọn, trong lòng nghĩ lại là phiền toái. Chỉ là giả thôi, anh đừng có nghĩ vớ vẩn. Tô Chi nghiêm túc nói. Thế cô muốn tôi làm gì? Ví dụ như cần thân mật đến mức độ nào, có thể cầm tay không, có thể hôn cô không? Diệp Phàm hỏi. Dừng lại, hôn thì không, còn nắm tay thì có thể nắm, bằng không sẽ lộ hết. Tô Chi ngắt lời Diệp Phàm, nhìn thấy vẻ mặt đáng khinh của anh ta, đến lúc này cô bắt đầu có chút hối hận, thầm nghĩ tự mình lại đưa mình vào miệng sói. Thật tiếc, chỉ nắm tay. Diệp Phàm lắc đầu nuối tiếc. Đúng, tôi đây chưa từng bị người đàn ông nào nắm tay, trừ hồi nhỏ có bố và anh trai tôi từng nắm tay tôi. Tô Chi thể hiện sự đắc ý, liếc nhìn tên Chư Ca một cái. Ồ, thế coi như cũng có chút lợi. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Tô Chi. Nhưng, còn phải xem tôi có rảnh hay không, nếu không rảnh thì cũng đành chịu. Anh làm gì mà không xó thời gian? Tô Chi tỏ ra không hài lòng, cảm thấy một đại mỹ nhân như mình lại gặp phải nông nỗi này, nhờ người ta mà lại bị người ta chối từ. Dù là nhỏ thôi, nhưng những người thông thường sẽ không bao giờ bỏ lỡ chuyện tốt đẹp này, thậm chí còn có người vui sướng. Làm chút buôn bán nhỏ, nên bận thôi. Ha ha! Diệp Phàm kiềm chế vẻ đáng khinh, cười nói. Chỉ cần giúp tôi, xong tôi sẽ đền đáp anh xứng đáng, không phải anh làm buôn bán nhỏ sao? Đến lúc đó tôi sẽ giúp anh làm ăn lớn, giúp anh kiếm tiền rồi. Tô Chi nói, nếu có thời gian tôi sẽ giúp, tôi không cần phải báo đáp. Diệp Phàm lắc đầu, không dám hứa, lần này đi xử lý việc nhà họ Đỗ, làm gì có thời gian đi giả làm người yêu, nói chuyện yêu đương đây, hơn nữa, việc này cũng sẽ rất phức tạp. Mà người liên quan đến vụ việc nhà họ Đỗ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm. Diệp Phàm không muốn mang phiền phức cho Tô Chi. Chương 1146, chú ý ảnh hưởng đến quốc tế. Anh! Tô Chi không nói được lời nào thêm nữa, Diệp Phàm cũng nhắm mắt lại, giờ phút này cũng rất mềm lòng. Không lâu sau, không ngờ lại nghe thấy những âm thanh rất nhỏ, Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, không phải là Tô Chi thì là ai, khóe mắt chút đỏ, nhếch mũi. Lấy giấy ăn che đi để tránh ảnh hưởng đến người xung quanh. Này, làm gì thế? Có ý gì? Diệp Phàm có chút giận nói. Không cần anh phải lo. Tô Chi tức giận nói. Sói trắng mắt, may mà bản cô nương đã gọi điện cho anh, chỉ sợ anh bị tên Đế Hào kia đánh cho tan tác rồi, đánh tàn phế thì cũng xứng đáng, hừm. Vậy được rồi, nông dân như tôi chỉ sợ sệt thôi. Diệp Phàm gật đầu bắt đầu nhắm mắt lên mặt. Vốn là không muốn tiếp chiêu. Lối ra của sân bay. Diệp Phàm dương mắt nhìn Lang Phá Thiên đứng trước xe Jeep, hắn ta chẳng thật bất nhã đứng gặm chiếc chân gà, thấy Diệp Phàm tiến tới, liền đưa ngay chân gà đó cho một thanh niên đứng bên cạnh, lấy chiếc giấy ăn ra lau miệng rồi cũng tiến đến để chào Diệp Phàm. Anh ta nhìn thấy Diệp Phàm bị một cô gái đột nhiên ôm chặt lấy, bộ ngực của cô ép chặt vào người Diệp Phàm, một tay đút vào túi quần Diệp Phàm, một tay vòng qua cổ tay hắn, vô cùng thân thiết. Lang Phá Thiên nét mặt mờ ám, nhìn về Diệp Phàm, phát hiện ra hiện tượng khác thường, Diệp Phàm nhíu mày, có vẻ rất khổ sở, thực không hiểu nổi. Đúng lúc đó một người thanh niên bảnh trai đi chiếc BMW đi nhanh tới, bước đứng trước Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Anh là ai? Buông tay ra, anh làm thế với Tô Chi được à? Anh Phó Vĩ, anh ấy là bạn của em, anh ấy có xe, nên không cần anh đón, phiền anh rồi. Tô Chi rất lễ phép. Hơn nữa, khuôn mặt rất vui vẻ, vẫn ôm chặt Diệp Phàm nói. Mà công tử Phương Nhất Hạo của tập đoàn Đế Hào cũng đứng bên cạnh nhìn đám ồn ào. Lúc đó chiếc Mercedes-Benz đỗ cách đó không xa,
có hai người thanh niên bước từ trong xe ra, khuôn mặt nịnh nọt nói. Thiếu gia Phương, thiếu gia Trương, mời lên xe. Chờ chút. Phương Nhất Hào không có ý tốt gì lên tiếng, hai mắt trừng trừng nhìn Diệp Phàm vẻ phẫn nộ. Anh Hào nhìn thấy không, tên nhãi kia có chút phiền hà. Lâm Đống đứng bên cạnh Phương Nhất Hào nhìn Diệp Phàm rồi nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui vẻ khi người khác gặp nạn, nói. Dám mắng tao à, mày đợi đấy. Không cần ngươi red eye, ta sẽ cho người xử hắn, một tên ngoại đạo mà cũng đòi trèo núi Phổ Hải. Phương Nhất Hào lạnh lùng nói, nhìn Phó Vĩ một cái rồi nói. Cái tên đi BMW kia chắc cũng có chút lai lịch. BMW thì có là cái gì, năm nay người ta mượn BMW đi cũng là chuyện thường. Lâm Đống khinh thường nói, ngay lúc đó có một chiếc xe lao tới, bên trong bước ra một vị thiếu tá, gọi Lâm Đống từ xa. Công tử, thủ trưởng bảo tôi đến đón anh. Cứ từ từ. Lâm Đống quay đầu đáp lại viên thiếu tá nói. Cổ Hưng, anh nhớ cái tên kia cho tôi. Hắn chọc ghẹo gì anh sao? Cố Hưng nhìn Diệp Phàm, rồi lập tức tỉnh táo. Ha ha, Lâm thiếu gia bị người tao y hiếp lại là người này, hình như anh ta tên Diệp Phàm, nói là chỉ muốn đánh cho què chân. Phương Nhất Hào bên cạnh đột nhiên như vui trên nỗi khổ của người khác. Mẹ kiếp, chán sống rồi à, tôi sẽ đi cho nó biết tay rồi nói sau. Thiếu tá Cố Hưng lạnh lùng tiến lên. Từ đã, tôi không gấp, anh gấp làm gì? Muốn cho hắn biết tay không dễ như thế, đây không phải là nơi thích hợp, giáo huấn hắn ta chút là được rồi, để xem. Lâm Đống nói, Cố Hưng xoay tay, trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Những hành động của tên này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Lang Phá Thiên, nhưng anh ta vẫn đứng ngậm điếu thuốc trên miệng, ngồi tựa lên con xe Jeep, để xem trò gì đang diễn ra. Khi nghe Tô Chi nói như vậy Phó Vĩ có vẻ đánh giá Diệp Phàm cẩn thận. Nói, Tô Chi, đừng để ý tới anh ta, dì Trịnh và mẹ anh nói để đón em trở về Phổ Hải đã đặt một phòng lớn ở Thiên Thu Các rồi, bày mấy bàn tiệc, và còn mời cả mấy người bạn của em đến nữa. Hôm nay là sinh nhật của em, nên tổ chức một buổi chúc mừng em, có cả chú Tô và bố anh cũng cùng đến. Rất xin lỗi anh Phó Vĩ, cảm ơn dì Trịnh, Tô Chi xin cảm ơn trước, rồi nhìn Diệp Phàm, nhẹ nhàng hỏi, anh Diệp, hay là tối nay anh đến Thiên Thu Các dùng cơm, nay cũng là sinh nhật em mà. Lẽ nào anh lại bỏ em một mình ở Thiên Thu Các hay sao? Việc này, anh có chứ việc Diệp Phàm vẫn chưa kịp bật ra, thì thấy sắc mặt Tô Chi đã nghiêm lại nói. Không phải anh có người con gái khác rồi chứ? Anh Lang, anh Diệp có vẻ gặp phiền phức đây. Lúc này, Trương Hùng từ trong xe bước ra, gượng cười. Phiền càng lớn càng tốt, ha ha. Lang Phá Thiên không cho như thế, bèn lắc đầu, cười nói. Gì chứ đàn bà là chuyện rắc rối nhất, yêu Giang Sơn hơn yêu mỹ nhân, có bao nhiêu anh hùng đã rơi vào cửa ải mỹ nhân, không ngờ người anh hùng uy hùng nhất, giết địch như thái rau như Diệp Soái đây có qua được cửa ải này không cũng rất khó nói. Trương Hùng đột nhiên có cảm xúc nói. Anh ta, không thể nào ngã vào cửa đó được, trừ phi là tiên nữ trên trần. Lang Phá Thiên lạnh lùng nói, nhìn anh thanh niên đứng từ xa, tiện miệng nói luôn. Lại là chân gà. Gặm cái chân gà này sẽ khiến dịu bớt đi. Trương Hùng dùng mình, cũng nói. Cho tôi một chiếc đi, chỉ còn thiếu chai rượu nữa thôi, thật tiếc. Anh ta lắc đầu, người thanh niên kia cũng không hé răng, mở chiếc túi lấy ra một chiếc chân gà. Tô Chi, hắn là như thế nào với em? Phó Vĩ có chút đỏ mặt, liền hỏi lớn tiếng. Là bạn trai. Tô Chi sầm mặt nói, rồi nhìn Diệp Phàm, lại quàng chặt tay hơn, nói. Anh thật sự không đến sao, vậy được rồi, anh đi đi, sau này em sẽ không tới tìm anh nữa. Tô Chi nói ra câu này, cặp mắt như sắp tràn lệ, thật đáng thương. Khó khăn nhất vẫn là từ chối mỹ nhân. Hai, Diệp Phàm trong lòng than thở, nhìn Lang Phá Thiên đứng từ xa đang gặm chân gà, nói lớn tiếng. Còn không lái xe qua đây, đã xem đủ chưa? Xe ngay lập tức dừng trước mặt Diệp Phàm, chàng thanh niên mở cửa xe. Lên xe đi. Diệp Phàm nhắc Tô Chi, cảm giác thật là phiền phức. Không ngờ đến Phổ Hải làm việc mà lại gặp chuyện không ngờ về Tô Chi, đúng là thật phiền phức. Từ từ đã, dựa vào cái gì mà phải lên xe của anh? Phó Vĩ tiến lên ngăn trước cửa xe, hung hăng nói. Anh có ý gì thế? Anh thanh niên nói lại Phó Vĩ, cau mày. Một người lái xe, cút ngay biết tao là ai không? Phó Vĩ cảm giác uy quyền đã bị khiêu chiến, đẩy đi.
Anh lang ngồi bên trên ghế cạnh người lái vẫn gặm nốt chân gà đang gặm dở dang, cũng không đem nhìn người thanh niên lái xe đó. Còn tổ trưởng tổ đặc nhiệm A Trương Hùng lại ngồi ở ghế thứ ba, cũng đang gặm chân gà, phát ra những âm thanh như chuột gặm, còn về đồng chí phó vĩ, thì cũng bị Trương Hùng bỏ qua, Diệp Phàm nhíu mày cũng không lên tiếng. Tôi thèm biết anh là ai, cút đi. Người thanh niên phất tay đi, phó vĩ quát tiếng rồi không yên, ngồi hẳn xuống. Chúng ta đến giúp anh ta đi. Phương Nhất Hào cười to cùng Trương Đống tiến đến, nhưng Tô Chi cũng giơ tay ra, đỡ phó vĩ dậy. Anh bạn, bạn gái bị người ta cướp mất rồi à, có cần chúng tôi giúp anh lấy lại không, ha ha. Phương Nhất Hào chẳng sợ một cái gì, Trương Đồng cũng đã muốn gọi Diệp Phàm lại. Người thanh niên lái xe không ra tay, coi vẻ náo nhiệt. Tao cho mày chết. Phó Vĩ cảm thấy mất mặt, đẩy Tô Chi ra, đi đến trước mặt người thanh niên đó. Anh Phó Vĩ đừng đánh, anh về trước đi. Tô Chi vội vàng nói, người thanh niên kia nhìn Diệp Phàm một cái, vẫn cho rằng Tô Chi là bạn gái của Diệp Phàm, cũng sẽ không ra tay mạnh, nói. Mày còn đến tao cho mày chết. Phó Vĩ cảm thấy một sức mạnh kinh hoàng, biết người này không dễ chơi, nói. Có gì tối gặp tại Thiên Thi Các? Định thoát thân sao, tùy lúc nào cũng được. Người thanh niên hừ một tiếng, nói xong hắn ta lôi Tô Chi vào chiếc BMW, rồi về. Về phần Trương Đống, tay kia hình như trên núi, Diệp Phàm tự nhiên không động tĩnh gì, rồi rút chân lại bước lớn. Một lúc sau mới như tỉnh lại. Anh lang, anh gặm chân gà cũng phải để tiếng nó nhỏ tí. Cứ răng rắc như thế ai mà chịu nổi, đây là sân bay quốc tế, đừng để mất mặt với người nước ngoài. Diệp Phàm cố ý nói, vì lúc đó đang có mấy người nước ngoài nhìn vào. Ăn một chiếc không, hàng toàn tụ đức chính hãng đấy, nghe nói là đưa ức dán rất lâu, muốn mua cũng phải thương lượng 10 ngày mới được đấy, ở đây hành chính hãng rất khó làm. Lang Phá Thiên nhìn Diệp Phàm, rồi nhìn người thanh niên đó, vào đến trong xe là lôi ra một hộp chân gà cho Diệp Phàm. Phương Nhất Hào và Trương Đống cảm thấy bị khinh thường, rồi gọi Lâm Đống. Lâm thiếu gia, anh xem, tên giả mạo xe quân sự đang rêu rao ở Phổ Hải. Lâm Đống nhìn Lang Phá Thiên ngồi trong chiếc xe quân sự, rồi lại nói với viên thiếu tá bên cạnh. Cổ Hưng, giả dạng xe quân sự mà bị bắt thì bên bộ đội các anh sẽ xử lý thế nào? Xử lý thế nào à, trước tiên chưa thu xe, bắt người đến tra khảo trước, nếu động đến việc này là lớn rồi. Cổ Hưng vui vẻ cười nói trả lời, nghiêm chỉnh đi đến chữ óc đầu xe của người thanh niên, nghiêm mặt nói. Tôi là Cổ Hưng cảnh sát thành phố Phổ Hải, tôi nghi ngờ xe của các anh là xe giả mạo xe quân sự. Xin lỗi làm phiền theo tôi một chuyến. Giả. Diệp Phàm cố ý ngây người vài giây, rồi chỉ vào Lang Phá Thiên nói. Anh Lang, sao lại có thể làm giả xe quân sự để đi rêu rao, lần này chắc chắn là phiền phức rồi. Chốc nữa có vào đồn cảnh sát rồi, cũng khó mà ra được, an hem tốt, chắc tôi không theo anh rồi, chắc chắn là sẽ bị đánh đập thôi. Chương 1147, ở phòng của Tổng thống đi. Nói xong hung hăng tiến đến chữ óc mặt Tô Chi nói. Chúng ta đi, đừng gây thêm phiền phức nữa. Đây gọi là anh em sao, có mỹ nhân rồi là quên ngay anh em, nếu có bị đến đồn công an thì cũng phải cùng đi chứ. Lang Phá Thiên lộ ra vẻ mặt châm chọc. Đi xuống. Thiếu tá Cổ Hưng nghiêm túc nói với Lang Phá Thiên. Có em mày giả ấy. Người thanh niên lái xe không chịu nổi nữa, đẩy hắn ta đi, Cổ Hưng suýt chút nữa lăn ra đất, khi đứng thẳng dậy thì người ta cũng đã vào trong xe rồi. Diệp Phàm kéo Tô Chi ngồi vào xe, hút điếu thuốc rồi đi. Ở đằng sau chỉ còn lại khuôn mặt mù khói của Phương Nhất Hào và Lâm Thiếu Gia. Anh em, định ở đâu đây? Lang Phá Thiên liếc qua Tô Chi một cái rồi cười hỏi. Khách sạn Phổ Hải thế nào, chúng ta cũng không phải quan chức lớn nào, lấy phòng cho Tổng thống là được rồi. Diệp Phàm thuận miệng trả lời, nhìn sang Tô Chi bên cạnh rồi quầy nói. Thế nào em thấy hài lòng không, chúng ta đi tắm rửa rồi về ngủ cái đã, nếu không buổi tiệc tối nay sợ anh không tham gia được. Anh lại khoe khoang rồi, gì mà khách sạn Phổ Hải, gì mà phong cho Tổng thống thôi, hừm. Tô Chi đương nhiên không tin vào lời nói của Diệp Phàm rồi. Phải biết rằng ở nơi này không có gì là rẻ cả, cứ tối đến là thành phố có nhiều buôn bán nhỏ kiếm tiền. Đi thôi, đến khách sạn Phổ Hải, chọn phòng Tổng thống mà vào, mình cũng phải phóng khoáng tí chứ. Lang Phá Thiên kéo dài câu nói, người thanh niên kia cũng không lên tiếng gì,
xe bắt đầu lao nhanh ra ngoài, như lái máy bay vậy. Cái gì? Khách sạn Phổ Hải, phòng tổng thống. Thằng nhóc này nghĩ đội đặc nhiệm chúng ta là kho vàng hay sao? Ai? Tổng bộ Trấn Đông Hải thở dài. Một đêm bao nhiêu tiền? Lý Khiếu Thiên cười, nhìn thấy Trấn Đông Hải cũng lộ vẻ cười. Một đêm 15.000, đắt như cắt cổ. Trấn Đông Hậu không mấy vui vẻ nói. Không đắt. Lý Khiếu Phong thản nhiên cười nói. Là đô la Mỹ. Trấn Đông Hải trừng mắt nhìn. Ồ, như vậy thì cũng đắt rồi, nếu như để anh ta ở lại 10 ngày mỗi ngày tính đến 100.000 tệ, 10 ngày cũng phải đến trên triệu đồng, ôi. Lý Khiếu Phong cười gượng nói. Không sao, tiền đó có người chi. Trấn Đông Hải đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, những nếp cau mày đều đã giãn ra, lộ ra vẻ cười nhạt khác người. Hai, lại đổ lên đầu người khác, chiêu này tôi đã quen anh rồi, dùng đến nỗi nát cả da rồi. Lý Khiếu Phong lại thở dài. Tôi cũng phải nghĩ thực dụng chút chứ, không cần biết có nát hay không, chỉ cần dùng tốt là được rồi. Lần này, là giúp đỡ Phong, tiêu rồi sẽ được bù lại mà, nói gì thì nói, anh ta cũng sẽ trả đúng không? Trấn Đông Hải cười tự nhiên, da mặt này chắc chắn còn dày hơn cả đáy nồi. Cũng đúng, tên đó có vẻ có tiền đấy. Nếu Diệp Phàm có thể tìm lại Đỗ Tiểu Nguyệt thì chắc chắn Đỗ Phong sẽ đền đáp, vào trăm triệu chắc cũng không thành vấn đề. Lý Khiếu Phong cười. Vài trăm triệu à, ít nhất cũng phải vài tỷ ấy chứ. Trấn Đông Hải thản nhiên cười, hai cặp mắt nhu đang hướng về nhà họ Đỗ của thành phố Phổ Hải. Mấy người đi cùng Diệp Phàm cũng đáng lắm, tôi nói việc gì, khi nghe thấy Diệp Phàm làm việc, Lang Phá Thiên và Trương Hùng đều cướp đi. Lần trước không thấy anh ta tiến bộ như vậy, cứ có tiền là được rồi. Lý Khiếu Phong lại lớn tiếng, có chút chuyển biến. Tề Thiên không phải luôn mời Diệp Phàm đến. Lần trước khi đi Thái, mấy người đi cùng Diệp Phàm cũng đều kiếm được chút ít, ai ai cũng trở thành triệu phú rồi. Ngay cả Thiết Chiêm Hùng ngồi ở nhà còn được ập đến gần 3 triệu mà. Chỉ có Lang Phá Thiên không biết tình hình nên không kiếm được xu nào, tên này luôn luôn lảm nhảm bên cạnh tôi, nói là khi đó không ai nói với hắn ta nên đã bị tổn thất lớn rồi. Lần này xử lý vụ việc nhà họ Đỗ, tên Tiểu Lang này đã vừa lòng, vừa mới đề cập đến đã nói ngay đến bảo hộ mấy cán bộ trung ương. Kiếm tiền. Đây là kiểu gì, lãnh đạo quốc gia không đi bảo vệ, lại muốn theo Diệp Phàm đi khám phá thế giới này, cứ phải đánh nhau, chém giết mới thích, nếu không cứ tiếp tục thế này thì những thành viên tinh anh đội đặc nhiệm chúng ta đều bị lu mờ vì tiền đi rồi. Trấn Đông Hải nghi ngờ nói. Nếu nói ra cũng có nguyên nhân, Lang Phá Thiên và Trương Hùng cũng tiêu tiền ghê lắm, lương cả năm của họ cộng thêm tiền trợ cấp của đội cũng sẽ không vượt qua 200.000. Đối với những tầng lớp làm công ăn lương mỗi năm thu được đến 10.000 thì đây cũng là khoản tiền không nhỏ. Nhưng đối với bọn họ, 200.000 mà trong tay Lang Phá Thiên thì anh ta không cần 3 tháng cũng sẽ tiêu hết. Hiện nay kinh tế khó khăn, muốn ép cũng không được. Diệp Phàm lại tìm được con đường kiếm tiền khác, lập ra được con đường phúc lợi tốt. Hơn nữa, con đường này là đường đường chính chính, không phải là ăn cắp, ăn trộm gì, chúng ta nên ủng hộ họ mới phải chứ. Lý Khiếu Phong rất hiểu, vì lần trước đi Thái Lan ông ấy cũng đã kiếm được mấy triệu rồi. Và cũng là giúp đội đặc nhiệm chúng ta giải quyết lo lắng ở phía sau, nếu như không có tiền thì bọn chúng lại đi vơ vét lăn lộn thì sao? Nhưng, những việc như thế sau này chúng ta cũng phải thu thêm phí quản lý mới đúng, vì số tiền mà họ kiếm cũng có chút xã hội đen. Chúng ta thu chút phí quản lý là để tẩy trắng giúp họ, còn dùng cả danh nghĩa quốc gia để chứng minh cho bọn họ nữa. Tất cả đều không thể nói là làm không công đúng không anh Lý? Trấn Đông Hải nghiêm mặt nói, Lý Khiếu Phong suýt chút nữa nghẹn họng chăn chối. Tính chất đen, đâu có gì là giống xã hội đen đâu, người ta làm việc kiếm tiền. Chỉ có thể nói thu nhập thêm thôi, nhưng nếu thu thêm chút phí cũng là việc thông thường, thu một phần cũng được. Lý Khiếu Phong ngạc nhiên, sau cũng gật đầu. Một phần, có ít quá không, cứ quyết định hai phần đi. Trấn Đông Hải nghiêm nghị nói. Hai phần thì tôi không dám lên tiếng, đến lúc đó bọn họ không làm việc thì coi như anh lỗ to rồi. Phí quản lý coi như cũng chẳng có, cứ lấy ví dụ như chuyến đi Thái Lan thì biết, kiếm được cả trên chục triệu đô la Mỹ, một phần thì cũng đến cả triệu rồi, đó không phải là thu nhập ít. Lần này việc nhà họ Đỗ nếu mà thành công thì Đỗ Phong cũng đưa ra 20 triệu hiếu kính Diệp Phàm, chúng ta có thu một phần thì cũng đến cả triệu rồi, thế là đủ rồi. Lý Khiếu Phong cười nói.
Cũng được, thế thì quyết định một phần đi, quá rẻ cho bọn nhóc này rồi. Trấn Đông Hải cười nói rồi gật đầu, nói với viên đại tá bên cạnh. Lập tức nói với cố tướng quân một câu, sau này có thu nhập như thế thì sẽ phải thu phí quản lý theo tỷ lệ này. Tổ đặc nhiệm chúng ta không phải giàu có, bộ tài chính đều muốn rút gốc rễ của đội mình, nói rằng lực lượng bên mình không nhiều, hơn nữa cộng thêm cả người làm việc vặt, quét rác, nấu cơm cũng không bằng một nửa binh soái. Nhưng quân phí lại cao hơn người ta đến vài trăm nghìn. Tiền của đội đi đâu cả? Anh biết không, mấy tên đó còn đòi thanh toán với tôi. Anh Lý, anh nói xem những việc mà đội ta làm có gì mà tính toán được thì cũng không thể nói ra trước mặt đúng không? Việc đội đặc nhiệm A làm đều là việc đặc biệt, làm sao có thể tính toán rõ ràng thể hiện ngay bên ngoài được. Các nhân viên trong đội có đi ăn chơi hát hò rồi đánh cuộc gì gì đó thì cũng là vì công việc, cũng chỉ có thể báo cáo trong nội bộ của chúng ta mà thôi. Họ đều là vì công việc, đương nhiên, không thể tự tiện mà ra ngoài làm mọi chuyện, tất cả đều phải cho bên quân ủy thấy thì cũng không phải trừng mắt lên nhìn. Việc này không cần phải chú ý đến họ, có thể làm thì gọi họ đến làm. Cứ lấy việc của nhà họ Đỗ thì biết, chỉ cần bảo họ đi làm là được rồi. Không thể cầm súng mà đi diệt nhà họ Đỗ được. Giang hồ có quy tắc của giang hồ, thế giới này ở đâu cũng có quy tắc cả. Tồn tại cả có đạo lý. Câu nói này nói rất đúng, có thể giải quyết những việc hỏng bét này, thế giới này cũng mất đi tính đa dạng của nó. Lý Khiếu Phong lại lý luận. Nói vậy cũng đúng, nhưng, việc của nhà họ Đỗ thật phức tạp. Nhà đó không phải chỉ có một mình Đỗ Tử Nguyệt, mà còn là cả dòng họ lớn. Hơn nữa lại còn có cả sự ràng buộc quan hệ huyết thống bên ngoài, quan hệ bạn bè, quan hệ thông gia. Cả thành phố Phổ Hải này, sợ không tạo được mạng lưới quan hệ dũng mãnh. Trấn Đông Hải có chút lo lắng. Yên tâm đi Tiểu Trấn, Diệp Phàm nhìn có vẻ kích động nhưng cậu ta thông minh, linh hoạt hơn những người khác. Có Lang Phá Thiên và Trương Hùng trợ giúp nữa thì sẽ làm được gì? Nhà họ Đỗ lớn mạnh nhưng cũng không thể lớn hơn thế giới của đảng được, ở đây, vẫn thuộc hoa hạ của chúng ta. Chỉ cần bọn họ tuân thủ quy tắc thì còn phải sợ gì nữa. Lý Khiếu Phong nói đến đây, liền cao giọng, khiến Trấn Đông Hải ngầm khâm phục. Cất tiếng nói. Anh Lý, giá mà anh trẻ thêm 20 tuổi nữa thì việc của đội đặc nhiệm cũng sẽ giảm được 8 phần. Quy luật tự nhiên mà, ai ai cũng phải trải qua, mà việc của đội đặc nhiệm A tôi cũng chỉ làm chút cố vấn mà thôi. Còn việc thực hiện, đấu tranh phải dành cho lớp thanh niên trẻ. Anh là tổng cục. Giúp toàn cục trụ vững là được rồi. Ví dụ việc phòng tổng thống vừa nãy anh cũng không lo lắng chút gì, việc gì cần tiêu thì tiêu, cần dùng thì dùng, cho dù nhà họ Đỗ không chi tiền thì chúng ta vẫn phải chi, đều là làm việc cho quốc gia, chứ không phải nhét vào túi của ai cả. Quân ủy cũng đành để cho họ làm vậy thôi, nếu không làm xong việc thì cũng phải cho bọn họ một cái. Lý Khiếu Phong thiếu chút nữa chửi mắng. Thực ra tôi hiểu việc này, Diệp Phàm cũng không để quốc gia thiệt. Mỗi lần làm việc đều mang về cho tổng bộ không ít tiền. Có lẽ đội đặc nhiệm chúng ta đã nợ anh ấy quá nhiều, với những người đứng đầu chính phủ thế thì bản thân cũng phải đánh đổi nhiều, chúng ta có để anh ta thuận trèo không? Không có, anh ta chính là một mầm tốt, tâm tính thẳng thắn, cá tính cương trực, đúng quyền thế mà làm việc, nói tóm lại anh ta chính là đấng nam nhi thực sự. Trấn Đông Hải thở dài, ánh mắt nhìn ra xa, nhìn đến tận mảnh đất Nam Trung Hải. Đây là quy định ngày trước đã xác lập của đội đặc nhiệm, chúng ta không tất phải so đo lại. Nếu không sự tồn tại của đội đặc nhiệm cũng chỉ là phi nghĩa. Lý Khiếu Phong nhìn xa xăm nói. Xe phanh dài rồi dừng lại trước khách sạn thành phố Phổ Hải cao tới 50 tầng. Cuối cùng cũng tới nơi này, tắc đường đến là kinh khủng. Đi tắm trước cái đã sau đó làm chai whisky bồi bổ. Lang Phá Thiên vươn dài người vẻ mệt mỏi cười nói. Chương 1148, trò hay bắt đầu. Anh Lang, mấy anh uống đi, tôi đi ngủ lát đã, mệt lắm rồi. Diệp Phàm cười nói, cố ý liếc nhìn Tô Chi Cái rồi cũng phát hiện ra khuôn mặt ấy dần đỏ lên. Mấy người cùng tiến vào sảnh khách sạn ngồi nghỉ. Một lúc sau anh lái xe quay lại, Lang Phá Thiên hỏi anh ta. Chu Khải, đã làm xong hết chưa? Xong hết cả rồi, tầng trên cùng, chúng ta có thể lên phòng rồi. Chu Khải trả lời, nhìn Diệp Phàm một cái. Thực ra trong lòng Chu Khải rất thắc mắc, không biết Diệp Phàm là thần thánh kiểu gì mà lại có quan hệ rất thoải mái với cục trưởng cục cảnh vệ trung ương như Lang Phá Thiên,
cho đến tận bây giờ thì anh ta đã xác định được Diệp Phàm chính là bạn tốt của Lang Phá Thiên. Bạn anh là đại gia à? Tô Chi nhìn Diệp Phàm cười nói, đây chính là nhận xét của cô về Lang Phá Thiên, cho rằng anh ta là bạn của Diệp Phàm, lại còn chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nếu có thể ở trong phòng của Tổng thống thì chắc chắn là đại gia rồi. Ha ha, hắn ta, có chút tiền. Diệp Phàm cố ý nhìn Lang Phá Thiên một cái rồi cười nói. Trong phòng là sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, phòng lớn, phòng nhỏ, ngoài phòng ngủ chính ra còn có 5 phòng đơn với đầy đủ phòng vệ sinh và phòng ngủ. Trong phòng ngủ chính có phòng sách nhỏ và phòng khách nhỏ, phòng khách có quầy rượu, bàn hội nghị dạng nhỏ, có rất nhiều mục giải trí kết hợp với sản vật đặc thù. Căn phòng cũng khiến những người đẳng cấp như Tô Chi phải kinh ngạc, Diệp Phàm biết là tối nay không cùng cô ấy đi chơi thì sẽ không thoát được, thực ra Tô Chi cũng rất ngại. Chỉ vì muốn phó vĩ hết hy vọng với mình cô cũng bằng mọi giá mượn người để đóng giả. Đương nhiên đóng giả có mức độ của nó. Lang Phá Thiên và Trương Hùng đã uống rượu vang từ lâu rồi. Đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đã. Diệp Phàm cố ý nhắc Tô Chi, lòng thầm nghĩ cô đang gây rắc rối cho tôi đây, tôi cũng phải lợi tí chứ nếu không sẽ lỗ thảm mất. Tô Chi nhìn Lang Phá Thiên cùng những người ở đó, không nói lời nào rồi cùng Diệp Phàm về phòng ngủ chính. Chu Khải liếc nhìn Lang Phá Thiên thấy không có ý kiến gì, hỏi nhỏ. Cục trưởng Lang, phòng ngủ chính là dành cho cục trưởng mà. Anh hiểu nhầm rồi. Lang Phá Thiên hừng một tiếng, rồi uống nốt ly rượu. Hiểu nhầm, thật xin lỗi, không ngờ cục trưởng Lang lại đối xử tốt với bạn bè thế. Chu Khải có chút ngượng ngùng nói. Anh ấy mới chính là thủ trưởng của hành động lần này, tất cả đều phải nghe anh ta. Trương Hùng ở bên cạnh nói nhỏ cho Chu Khải biết. Á, Chu Khải cũng không kìm được, thất thanh kêu lên một tiếng, hai mắt trợn trừng, có vẻ khác thường. Kêu cái gì, thấy anh ta trẻ tuổi định ức hiếp có đúng không? Với loại như anh thì chỉ cần một tiếng cũng đủ ngã gục rồi. Đừng thấy anh ta trẻ mà không nghe lời, Lang Phá Thiên tôi còn phải gọi anh ta một tiếng đại ca có biết không? Lang Phá Thiên thản nhiên nói, kỳ thực cũng là có nguyên nhân cả. Bởi vì thân thế nhà Chu Khải cũng không đơn giản, thuộc vào gia tộc theo cách mạng đời thứ ba. Mặc dù nhà họ Chu ở Kinh Thành không thể vào vòng 2 nhưng vẫn dừng lại ở vòng 3. Còn nhà họ Chu ở Phổ Hải cũng rất có vị thế. Cha cậu Chu Khải Chu Ngư Lâm là phó bí thư thành phố Phổ Hải, quản lý công tác của Ủy ban Lỷ luật, vị trí này cũng tương đối có vị thế ở thành phố Phổ Hải này. Hơn nữa, cán bộ có thể bị điều động mọi lúc. Chưa biết chừng có lúc nào đó ông ấy sẽ cùng Diệp Phàm bàn công việc cũng nên. Sau này chính phủ có việc gì là lại gõ đầu Diệp Phàm, anh ta cũng sẽ giúp. Vì vậy, Lang Phá Thiên mới để lộ chút cho Chu Khải kinh ngạc. Mà Chu Khải cũng là đội phó đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phổ Hải, là cao thủ tứ đẳng, thực ra, anh cũng là phần tử được đội đặc nhiệm A xếp vào thành phố Phổ Hải. Cục trưởng Lang, nói thế nào thì Chu Khải tôi cũng là cao thủ tứ đẳng. Không thể đánh lịch sự sao? Chu Khải trong lòng có chút không phục, xoa cằm nhìn theo Diệp Phàm đi về phòng. Thằng nhóc này, ở thành phố Phổ Hải này thì ít ra hắn cũng là Chu thiếu gia, bình thường cũng đã kiêu ngạo rồi. May mà thân phận của cục trưởng cục cảnh vệ trung ương Lang Phá Thiên lớn mạnh, chứ không Chu Khải sao có thể làm tài xế được. Ha ha ha, thất đẳng thì giỏi sao? Hay lát nữa đợi Diệp Phàm tới, anh tỉ thí với anh ta xem có phục không? Trương Hùng cũng ngượng cười nói, trong lòng nghĩ, anh có thành chiếc giày thì tôi cũng hết cách, có người còn là chữ tiện. Đấu thì đấu, hừm. Chu Khải không phục, anh ta không tin Diệp Phàm kém anh ta những năm tuổi mà lại lợi hại thế. Cho rằng vì Lang Phá Thiên và Trương Hùng là bạn thân của anh ta nên nói tốt cho anh ta. Thực ra những thành viên tiêu biểu của đội đặc nhiệm không quá 50 người, mỗi người đều có tài năng nhất định, làm sao có thể tùy tiện phục người nào đó. Lang Phá Thiên nhìn anh ta nói, lắc đầu rồi lại uống rượu. Tô Chi, e đi tắm trước đi. Diệp Phàm thuận miệng nói, ngắm nhìn chiếc giường rộng dài đến 2 mét, có hứng thú để trêu rồi. Tự nhiên lại muốn lấy Tô Chi ra làm đồ chơi. Tôi không tắm trước đâu, trước khi lên máy bay tôi đã tắm rồi, không bẩn, anh tắm trước đi, tôi xem tivi chút đã. Mặt Tô Chi đỏ lên, nói. Tô Chi cũng không chắc là Diệp Phàm có đàng hoàng không. Vì thanh niên không biết có chịu đựng được khi có người trong nhà tắm, lại kích động xông vào thì sao? Nếu mà như thế, thì trời cũng không biết, đất cũng chẳng hay, ai bảo tự nhiên lại đi nhờ người ta.
Tô Chi rất tự tin về thân hình tuyệt mỹ của cô. Cô là bạn gái của tôi mà, chúng ta nên diễn trước, nếu không tối đi dùng bữa sao có thể che mắt bọn họ đây. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, như vẻ không có ý gì là tốt cả. Anh nghĩ gì thế? Tô Chi nói nhưng không rõ, cảm giác không biết có phải là rơi vào miệng cọp không, đến lúc này cũng bắt đầu có chút hối hận rồi. Tôi thì có thể làm gì được? Diệp Phàm hừ một tiếng lạnh lùng, rồi đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy trong phòng, Tô Chi trong lòng hết sức phức tạp, sắc mặt thay đổi. Rối lên tìm trong phòng cái gì đó, cuối cùng cũng tìm được một con dao gọt hoa quả, và giấu trong tay áo, để đề phòng. Tôi đi ngủ đây, cô muốn xem tivi thì cứ xem nhé. Diệp Phàm nhìn Tô Chi, tương đối bất nhã, xốc chăn lên, chẳng mấy chốc mà ngủ. Đến tận hoàng hôn mà Diệp Phàm vẫn chưa tỉnh, trong lúc đó Tô Chi lén đi tắm, thay quần áo. Đợi Diệp Phàm tỉnh lại, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa tỉnh, Tô Chi nhìn đồng hồ, có vẻ rất gấp rồi, lúc đó mẹ cô điện thoại đến 2 lần, còn Phó Vĩ thì liên tục gọi điện thoại. Diệp, anh Diệp. Tô Chi ngồi gần đầu giường gọi nhỏ, nhưng Diệp Phàm có vẻ quá mệt, vẫn không tỉnh lại. Tô Chi đành kéo cánh tay Diệp Phàm, ai biết được Diệp Phàm lại quay tay ra, cô ấy vì không chuẩn bị nên đã bị kéo vào trong chăn. Nguy hiểm hơn khi Diệp Phàm lại chuyển mình lên trên, và vô tình ép Tô Chi chặt hơn, tay ấn vào chỗ nào đó, hóa ra là bộ ngực căng phồng của Tô Chi. Tên này như đang mơ mộng, nói. Núi này cao như thế, khó mà qua đây, hương hoa mai bay đi vô phương. Nói xong, tay hắn ta bèn động đậy trên bộ ngực của cô ấy khiến Tô Chi sợ đến mức muốn giãy giụa bỏ chạy. Nhưng, Diệp Phàm là lọ ai người nào, làm sao có thể để cô ấy dễ dàng hành động được, hai chân khi đè lên là Tô Chi không thể nhúc nhích được, cô như muốn khóc, trong lòng lo nghĩ. Núi này cũng được, vừa có thể ôm lấy, thật thích. Diệp Phàm lại nói trong mơ, ôm chặt Tô Chi ngủ. Tô Chi hoang mang, song sau cũng bình tĩnh lại, biết rằng hắn ta đang cố như chơi mình, nói. Không ngờ anh là lọ ai người này, cứ coi như tôi đã nhìn lầm người. Nếu anh còn động chạm nữa, tôi sẽ cho anh chết. Chết, chết gì? Diệp Phàm rốt cuộc cũng mở mắt, nói. Việc này, chính là thù lao cho việc cô mời tôi làm bạn trai của cô mà, đi thôi, cũng sắp trễ rồi. Nói xong, đương nhiên cũng không véo một cái vào ngọn núi một cái. Anh, cô gái họ Tô đương nhiên không thèm nói gì, cũng không hối hận rồi đi. Thiên Thu Các của thành phố Phổ Hải là một nơi tiêu tiền nổi tiếng. Lúc này khách khứa và bạn bè đã ngồi hết trên tầng 5, ngồi đúng 6 bàn lớn. Người cùng Diệp Phàm vội vàng đến, vừa đẩy cửa ra, Tô Chi đã lập tức khoác tay Diệp Phàm, làm ra vẻ rất thân thiết, Lang Phá Thiên, Trương Hùng và Chu Khải như ba chàng vệ sĩ đi đằng sau, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng không cứng nhắc. Tô Chi, cuối cùng em cũng đã tới. Phó Vĩ vui vẻ bước tới, nhưng khi nhìn thấy Diệp Phàm cùng ba người kia đã lập tức thay đổi sắc mặt, nói. Các anh đến làm gì, không có chỗ thêm bàn đâu, tôi có thể bao cho phòng tầng dưới đó, hừm. Thật nực cười, hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, nhà cô ấy bày tiệc, đâu đến lượt người ngoài như anh phải khoe khoang. Diệp Phàm không nhường ai, khiến Tô Chi rất vừa ý. Hai người như một cặp đôi ăn ý. Ngay lúc đó, có mấy thanh niên đi tới, đều đứng đằng sau Phó Vĩ ra vẻ là vệ sĩ của anh ta. Bạn gái ngươi, ha ha, Tô Chi mà là bạn gái ngươi. Phó Vĩ suýt chút nữa nổ phổi, nếu không phải ở tiệc thế này thì hắn ta đã đánh nhau rồi. Không phải là bạn gái tôi, lẽ nào là bạn gái anh à? Diệp Phàm lạnh lùng nói, rồi nói với Tô Chi. Tô Chi, bố mẹ em ngồi ở đâu, dẫn anh qua gặp họ đi. Ở bàn giữa kia ạ, chúng ta qua đó đi. Tô Chi không quan tâm đến Phó Vĩ, đi cùng Diệp Phàm qua đó. Muốn đi à, muốn gây gổ với đại ca ta phải không? Một tên đứng giữa bạn của Phó Vĩ hung hồn, bước chặn Diệp Phàm lại, xem ra hắn muốn ra tay. Ồ, lại là một lũ rơm rác. Trương Hùng thở dài, Chu Khải như gặp họa liếc mặt nhìn, rồi quay sang nhìn Lang Phá Thiên, không chớp mắt, đối với loại cỏ rác này. Lang Phá Thiên gặp nhiều rồi, chẳng hứng thú gì cả. Tô Chi, đến trễ thế, nhanh ra đây chào bác con đi. Lúc này, mẹ Tô Chi là Trịnh Y Mai lên tiếng. Chúng ta đi. Tô Chi nắm lấy tay Diệp Phàm kéo đi. Chương 1149, Đỗ Tử Nguyệt hiện thân. Bác Phó, cháu và Diệp Phàm kính bác một chén,
Tô Chi nhanh miệng nói, cha của Phó Vĩ là phó trưởng ban, là phó ban tổ chức thành phố Phổ Hải, là cán bộ cấp sở. Trước đó không lâu, bí thư khu Hồng Cảng Lưu Thiên bị điều đi. Mà cha của Tô Chi Tô Bột Hậu là phó bí thư quận ủy Hồng Cảng, sớm biết sau kho đồng chí Lưu Thiên đi thì sẽ lên vị trí đó. Gần đây nhà họ Tô đang có những hoạt động ngoại khóa, mà phó trưởng ba lại là phó ban tổ chức thường vụ thành phố Phổ Hải, có vị trí quan trọng trong việc lên chức của Tô Bột Hậu. Phó Vĩ lại luôn có tình cảm với Tô Chi, hai nhà họ có quan hệ thân thiết với nhau. Nhưng, Tô Chi cũng chỉ coi Phó Vĩ như anh trai của mình, không hề có tình cảm nam nữ gì với Phó Vĩ. Lần này, mẹ của Tô Chi và vợ của trưởng ban phó trưởng ba cùng tổ chức bữa tiệc sinh nhật long trọng này thực ra là có ý đồ riêng, hai người muốn nhân bữa tiệc sinh nhật này làm tiệc đính hôn cho hai người con. Trong những người đến tham dự có vài người có chữ Úc phận quan trọng, nghe nói còn vị khách quan trọng nhất vẫn chưa tới. Còn về phần Phó Vĩ, chiếc nhẫn đính hôn đã được cất trong túi, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp là anh sẽ đưa nó ra. Phó trưởng ba nhìn Diệp Phàm một lát rồi thản nhiên nói. Rượu cháu mời bác uống rồi, còn về phần Diệp Phàm, người không quen biết thì cũng không ép. Còn cha mẹ của Tô Chi, sắc mặt đột nhiên khó coi, đặc biệt là Tô Bột Hậu, sắc mặt đã trầm xuống, nhìn anh chàng thanh niên ngồi bên cạnh nói. Tô Chi, đưa người này xuống lầu dưới đặt phòng đi. Nói xong, ông ta còn nhìn Tô Chi. Tô Chi, sau này không phải người nào cũng có thể tham gia tiệc của nhà ta. Cha, mọi người đều là bạn của con. Tô Chi có cảm giác tủi thân nói. Bạn, con nhà đầu này, sau này phải chú ý, không phải ai cũng có thể kết bạn được, phải nhìn cho kỹ, đừng để người ta lừa mà kiếm tiền. Phó trưởng ba ra vẻ ta đây lên tiếng. Ha ha, Tô Chi, sau này em cũng phải chú ý, không phải ai cũng gọi là bác được, em phải chọn kỹ nhé, đừng để mắc mưu, đến lúc đó cũng muộn mất. Diệp Phàm thản nhiên cười, đối đáp lại. Sắc mặt phó trưởng ba sầm lại. Phó Vĩ đứng bên nói. Nhanh xin lỗi cha tôi. Dám nói cả bác phó, gan người to nhỉ. Mấy tên thuộc hạ của hắn cũng ồn ào theo. Tổng giám đốc Đỗ, anh đến rồi à? Khi đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một vị rất có tướng, mũi cao, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân khoác một chiếc áo choàng đen, bên trong là một chiếc áo trắng đang bước vào, đi theo sau có hai nam hai nữ. Khí thế rất tự nhiên. Phó trưởng ba và Tô Bột Hậu đều đứng dậy nghênh đón, tất cả đều tập trung về phía bàn trung tâm. Hắn chính là Đỗ Tử Nguyệt. Lúc này Chu Khải nói thầm bên tai Diệp Phàm. Ồ! Diệp Phàm trả lời lại, không ngờ Đỗ Tử Nguyệt lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế, ngay cả phó trưởng ba cũng phải đích thân đứng dậy chào anh ta. Khi đi đến chỗ Diệp Phàm, Đỗ Tử Nguyệt lạnh lùng liếc một cái như khinh miệt. Phó trưởng ba nhìn Tô Bột Hậu một cái có vẻ không hài lòng. Vốn dĩ nghĩ hôm nay việc của con trai và Tô Chi sẽ thành, ai ngờ đâu lại có kẻ đến quấy rối. Tô Bột Hậu lạnh mắt, nhìn Diệp Phàm cùng những người khác nói. Các vị, lầu dưới tôi đã đặt sẵn phòng rồi, xin các vị xuống dưới cho. Khi nghe ông ta nói thế, Đỗ Tử Nguyệt ngồi bên trên cố ý nhìn đám người Diệp Phàm. Tô Chi, mọi người ơi dùng bữa đi, chúng tôi xin phép về trước. Diệp Phàm không tức giận. Dù sao thì trò diễn với Tô Chi cũng xong rồi, cũng không có gì để so đo với Tô Chi. Thực ra, bình thường Tô Bột Hậu đối xử không tệ, chỉ là nhắc đến việc con gái và Phó Vĩ hoặc chuyện đề bạt của mình thì ông có chút không đúng mực. Cha, họ đều là bạn của con, trên này còn ngồi được sao phải xuống dưới. Sắc mặt Tô Chi khó coi, vì Phó Vĩ đang lạnh lùng đứng đằng sau cười. Những người ngồi các bàn khác thấy có chút kỳ lạ nên đều hướng về bên này xem họ đang diễn trò gì. Bạn, ha ha. Lúc này, đồng chí phó trưởng ba cười thành tiếng, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm cùng mấy người, rồi lại quay sang nhìn Đỗ Tử Nguyệt. Người như chủ tịch Đỗ đây mới đáng làm bạn, còn như bọn họ. Phó trưởng ba nói đến đây thì lắc đầu, câu nói có ý tứ sâu xa. Ông ta rõ ràng muốn hạ thấp mấy người Diệp Phàm, vì hôn sự của con trai. Mà ông ta mặt già mày dạn. Huống chi ông ta cho rằng loại như Diệp Phàm thì có cái gì. Đắc tội thì đắc tội, có gì đâu. Mà ông ta gọi Đỗ Tử Nguyệt là hội trưởng vì Đỗ Tử Nguyệt là phó hội trưởng hội doanh nghiệp thành phố Phổ Hải. Diệp Phàm, em xin lỗi, chúng ta cùng đi xuống dưới đi. Tô Chi đứng dậy, muốn cùng mọi người đi ra. Tô Chi, hôm nay là sinh nhật con xem, hội trưởng Đỗ, bác phó. Rồi cả anh Phó Vĩ đều có mặt ở đây,
sao con có thể rời khỏi đây được, họ xuống dưới cũng thế thôi, con ngồi lại đi. Mẹ Tô Chi Trịnh Y Mai ngăn Tô Chi ngồi lại. Ha ha, không sao Tô Chi, bọn anh về khách sạn đây. Diệp Phàm nhìn Đỗ Tử Nguyệt một cái, phát hiện hắn ta cũng đang nhìn mình, Diệp Phàm nói thêm. Đi. Lang Phá Thiên và Trương Hùng nhìn Tô Bột Hậu không thèm nói lời nào, cùng Diệp Phàm đi ra. Phó Bí Thư Tô, Phó Ban Phó, thật là khí phách, hừm. Chu Khải đi sau Trương Hùng, thực sự không chịu nổi, rồi đột ngột quay sang nhìn Tô Bột Hậu cùng Phó Trương Ba, hừ một cái lạnh lùng rồi đi. Đây, đây không phải là đội trưởng Chu sao? Người thanh niên đi cùng Đỗ Tử Nguyệt đứng lên nhận ra Chu Khải. Đội trưởng Chu. Đỗ Tử Nguyệt lên tiếng, hỏi người thanh niên bên cạnh. Đội trưởng nào? Đó là bởi vì Chu Khải cũng vừa mới được điều từ Bộ Công an sang là Phó Đội trưởng Tổng Bộ Hình sự thành phố, vì thế, Đỗ Tử Nguyệt không biết anh ta. Hơn nữa, thành phố Phổ Hải lớn như thế, nhân viên của Sở Công an nhiều thế, một Phó Đội trưởng như vậy căn bản Đỗ Tử Nguyệt không quan tâm. Ha ha, Đội trưởng Chu vừa mới từ Bắc Kinh điều tới đây, Hội trưởng Đỗ, có thể Hội trưởng không biết. Nhưng cha anh ta là Bí Thư Chu Ngư Lâm, chắc Hội trưởng biết chứ. Người thanh niên đó giới thiệu. Bí thư Chu. Phó Trương Ba và Tô Bột Hậu có chút kinh ngạc, cũng đứng lên, không ngờ được người thanh niên kia lại là công tử của Bí thư Chu Ngư Lâm, lần này, sắc mặt hai người đó có vẻ xấu hổ. Nhìn nhau một cái không biết nên nói thế nào. Đội trưởng Chu, hãy ngồi lại uống mấy ly đã. Người thanh niên kia nói. Mai thiếu gia, không cần. Bữa tiệc nhà họ Tô không mời chúng tôi phải cùng Diệp tiên sinh về. Sau này có thời gian gặp sau nhé. Chu Khải lịch sự chào hỏi rồi đi. Anh ta quen Mai Ảnh Hùng hồi còn ở Bắc Kinh, biết Mai Ảnh Hùng là con nhà giàu ở Kinh Thành. Công ty viễn cảnh mà thành phố Phổ Hải quản lý thực chất là công ty con của tập đoàn truyền thông Nam Hải của nhà họ Mai, gần đây doanh nghiệp phát triển rất nhanh. Diệp tiên sinh, không thể là chủ tịch Diệp của Đức Bình chứ. Mai Ảnh Hùng gật đầu, nhìn lên, miệng thốt ra. Bởi vì yêu cầu nghiệp vụ nên anh ta thường xuyên nghe thấy Mai Phán Nhi nhắc đến cái tên chủ tịch Diệp. Nghe nói, người này là sư phụ của Mai Thiên Kiệt. Hơn nữa, người nhà họ Mai ngay cả Mai Diệp Thu khi nói đến Diệp Phàm đều rất cung kính, ngay cả ông Mai Chân Hào và chú hai Mai Trường Phong lúc rảnh rỗi cũng nói chuyện về Diệp Phàm. Vì thế Mai Ảnh Hùng cũng biết đến cái tên Diệp Phàm. Khi nghe tới Diệp Phàm thì đã không thể không thốt lên lời. Hỏi xong anh liền lắc đầu. Cho rằng không thể có chuyện đó được. Thế giới này đầy rẫy người tên Diệp Phàm, sao lại có sự trùng hợp thế được? Từ huyện Ma Xuyên Đức Bình đến Phổ Hải, gặp nhau ở Thiên Thu Các này, không thể nào. Chủ tịch Diệp của Đức Bình, chắc không phải. Chu Khải lắc đầu, lúc này Trương Hùng mới quay lại cười nói. Không sai, anh ấy chính là chủ tịch Diệp của Đức Bình, nhưng hiện nay không ở Đức Bình nữa, người ta đã thăng chức làm bí thư thành phố Ngư Đồng rồi. Là cán bộ cấp cao chức phó sở còn trẻ tuổi nhất ở Trung Quốc này. Trẻ tuổi nhất. Trong lòng Tô Bột Hậu có chút kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện ra tia hối hận. Không ngờ con người mới 20 tuổi mà lại làm cán bộ cấp cao thế, cùng mức với mình, nhưng mình đã ngoài 40 rồi. Đúng là Diệp tiên sinh sao? Mai Ảnh Hùng lập tức bước đến chữa ớt mặt Diệp Phàm, nói. Diệp tiên sinh, chủ tịch Mai Phán Nhi cũng đến Phổ Hải rồi. Vừa rồi còn nhắc đến tiên sinh, mà Thiên Kiệt và Diệp Thu cũng đến Phổ Hải, tôi gọi điện cho họ cùng đến, chúng ta cùng ngồi lại một phòng nói chuyện được không? Anh là... Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Xin lỗi, nãy giờ xúc động quá tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Mai Ảnh Hùng, là giám đốc công ty Viễn Ảnh, công ty Viễn Ảnh là công ty con của tập đoàn truyền thông Giang Nam. Mai Phán Nhi chính là cô của tôi, Mai Thiên Kiệt và Mai Diệp Thu đều gọi tôi là anh họ, ha ha. Mai Ảnh Hùng rất vui vẻ tự giới thiệu về bản thân mình. Chủ tịch Mai và Diệp Thu cũng đến đây sao? Ồ, còn cả Thiên Kiệt nữa. Diệp Phàm cười nói, rồi bắt ta với Mai Ảnh Hùng. Chu Khải lại kinh ngạc một trận, không ngờ mạng lưới quan hệ của Diệp tiên sinh lại rộng rãi như thế, ngay cả dòng họ Mai ở Kinh Thành cũng có quan hệ sâu sắc với anh ta. Đỗ Tử Nguyệt nhìn rất bình tĩnh, nhấp chén trà, thực ra là đang căng tai ra lắng nghe. Bởi vì vị thế nhà họ Mai ở Kinh Thành cũng không phải thấp hèn, anh ta là một trong bốn nhân tài của Trung Quốc, mặc dù nói không phải là tầng lớp chính phủ nhưng đối với những dòng tộc danh tiếng trong nước thì hắn ta cũng có hiểu biết qua. Đúng lúc đó Diệp Phàm cũng để ý tới,
Đỗ Tử Nguyệt là người dễ kết bạn, rõ ràng, người quan trường chính phủ, hay danh nhân thương gia hay thậm chí là minh tinh truyền hình anh ta cũng đều có bạn bè. Đương nhiên, người có thể kết giao với anh ta phải là người có vị thế cao sang. Có lẽ bọn họ đã đến Phổ Hải lúc sáng sớm, để tôi gọi cho họ cùng tới. Mai Ảnh Hùng cười nói rồi lấy điện thoại ra. Vậy cũng tốt, lâu lắm rồi tôi chưa được gặp mấy người họ. Diệp Phàm gật đầu nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1150, thân thế thần bí dọa người. Diệp Phàm, ngồi lại đây uống vài ly đi. Tô Bột Hậu dày mặt và cũng ngượng ngùng tiến lên mời, rồi nhìn cô con gái Tô Chi cũng không còn cách nào đành phải đi lên mời lại lần nữa. Ở đây, chẳng có ý nghĩa gì. Lang Phá Thiên đột nhiên thốt lên một câu, lạnh lùng nhấc bộ dạng đi, căn bản là không còn muốn nể mặt nhà họ Tô gì nữa. Vị này quý tính đại danh là gì? Đỗ Tử Nguyệt đột nhiên buột ra câu này, có chút hiếu kỳ, người Diệp Phàm này có lai lịch thế nào? Lang Phá Thiên. Nét mặt Lang Phá Thiên không biểu lộ gì, nhìn Đỗ Tử Nguyệt cái lãng đạm nói. Lang Phá Thiên. Đỗ Tử Nguyệt giống như phản xạ có điều kiện, sau khi nghe thấy tên này bèn đứng dậy, tâm tư thay đổi nhanh, đi ra duỗi tay ra cười nói. Các hạ không phải là Lang Tiên Sinh đoàn trưởng đoàn cảnh sát trung ương chứ? Chỉ là một đoàn trưởng còn con thôi mà. Lang Phá Thiên đáp lại, suýt chút nữa trượt chân ngã. Trưởng đoàn cảnh vệ trung ương chỉ là chức nhỏ, không dám so với trưởng phòng, trưởng khoa ở đây, không thì không biết phải đào lỗ để cho đỡ xấu hổ. Cao nhân như Đỗ Tử Nguyệt biết rõ ràng kiểu thế này. Về phần Phó Trương Ba và Tô Bột Hậu ngồi không yên, nhanh chóng đi lên phía trước, nét mặt xấu hổ cười, nét mặt đó còn khó coi hơn cả khi khóc. Phó Trương Ba đưa tay ram nhiệt tình chào hỏi. Không ngờ đoàn trưởng Lang đại giá quan lâm, thật là có mắt như mù, xin thứ tội. Những người này, mặc dù không phải là biết rõ thân phận của Lang Phá Thiên, nhưng cũng đã nghe qua chức danh đoàn trưởng đoàn cảnh vệ trung ương. Cục cảnh vệ trung ương là tên gọi tắt của Cục cảnh vệ trung ương Đảng Cộng sản, thuộc quyền của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiền thân là bộ đội 8341 quan giải phóng nhân dân Trung Quốc. Cục cảnh vệ trung ương còn được gọi là Cục cảnh vệ Bộ Tổng Tham mưu, tuy nhiên Bộ Tổng Tham mưu chỉ là danh nghĩa. Thuộc biên chế quân giải phóng, cấp bậc phó tá quân khu, không thiê lập cơ quan tại địa phương. Cục cảnh vệ trung ương chủ yếu chịu trách nhiệm an toàn cho lãnh đạo Đảng Trung ương, lãnh đạo Quốc vụ Viện, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Quân ủy Trung ương, đồng thời cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ủy viên Bộ Chính trị ở Trung Nam Hải và các lãnh đạo quốc gia. Nước ngoài người ta gọi là vệ sĩ Trung Nam Hải, và cũng có người gọi là quân ngự lâm thủ đô. Hơn nữa, các nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ sang thăm Trung Quốc ngoài vệ sĩ nước ngoài ra Cục cảnh vệ Trung ương cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đoàn sang thăm. Từ xưa đến nay, Cục cảnh vệ Trung ương ở Bộ Công an được gắn với danh nghĩa Cục 9 Bộ Công an, thuộc vào đơn vị cấp chính quân. Cục trưởng Cục cảnh vệ Trung ương kiêm cả chức Phó Bộ trưởng thứ nhất Bộ Công an. Nhưng Bộ Công an không có bất cứ quyền chỉ huy hay quản lý Cục Cảnh vệ. Từ sau năm 1995, cấp bậc của Cục Cảnh vệ Trung ương được tăng lên cấp Phó Đại quân khu, đơn vị cấp dưới được tăng lên cấp chính quân. Đối tượng phụ trách của Cục 9 Bộ Bộ Công an và Đội Cảnh vệ Trung ương không giống nhau. Cụ thể là Đội Cảnh vệ Trung ương có chút giống như Bộ đội săn báo, phụ trách sự an toàn của lãnh đạo cấp quốc gia, còn Cục 9 Bộ Công an chỉ gọi là quân đội thông thường. Chịu trách nhiệm phụ trách người ở tầng lớp thấp hơn. Đương nhiên đối với người bình thường mà nói cũng là không thể với tới bởi vì những vị lãnh đạo đó cũng là quan chức cấp cao cả. Mà Lang Phá Thiên lại là đoàn trưởng đoàn cảnh vệ trung ương, có quân hàm thiếu tướng, đơn vị của anh ta cũng là đơn vị cấp chính quân, dưới quyền có 8 đại đội, trong đại đội có 6 tiểu đội. Nhưng vì Lang Phá Thiên còn quá trẻ, mới gần 36 tuổi nên chính phủ chỉ để ở cấp chính sở, không thể để lên cấp thứ trưởng được. Đương nhiên, những người ngồi ở đây đều mơ hồ về việc này, chỉ có cảm giác thần bí, còn cho rằng Lang Phá Thiên là cán bộ cấp thứ trưởng, nên rất kinh ngạc. Vì Lang Phá Thiên còn rất trẻ, việc này cũng là quá nghịch thiên rồi. Không dám nhận, nay tôi chỉ theo anh Diệp đến Phổ Hải này du lịch thôi. Lang Phá Thiên cũng không biết có nể mặt không cười nói với Phó Trương Ba, và cũng không bắt tay với ông ta. Anh ta nói ra câu này khiến mọi người lại một phen hoảng hồn. Cái gì mà theo, Diệp Phàm cũng đâu phải lãnh đạo trung ương mà phải cần anh đi theo.
Người có thể khiến Lang Phá Thiên đi theo ít nhất cũng phải là lãnh đạo cấp thứ trưởng. Càng kinh ngạc là Lang Phá Thiên như người tùy tùng của Diệp Phàm, việc này có gì kỳ lạ? Chỉ có thể hiểu theo nghĩa quan hệ hai người họ là quan hệ anh em mà thôi. Diệp tiên sinh, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Đỗ Tử Nguyệt. Đỗ Tử Nguyệt rất nhiệt tình bắt tay Diệp Phàm. Diệp Phàm biết rằng hắn ta chỉ là nể mặt Lang Phá Thiên, cũng không so đo gì cả, cười nói. Đại danh hội trưởng Đỗ tôi nghe như sét đánh bên tai, đến Phổ Hải mà không biết danh tiếng hội trưởng Đỗ thì thật là tiếc. Còn về phần Mai Ảnh Hùng, trong lòng thầm khen mình đã nhìn đúng người. Không ngờ người bên cạnh Diệp Phàm còn có thân thế cao hơn, không kinh ngạc không được. Hắn ta không khỏi liếc Trương Hùng một cái, không biết vị huynh đệ kia có lai lịch như thế nào, đi cùng Lang Phá Thiên và Diệp Phàm thì cũng không phải là người bình thường, Chu Khải đến lúc này cũng đã phục rồi. Quá khen rồi. Đỗ Tử Nguyệt thản nhiên nói, có chút tự đắc, nhìn Diệp Phàm rồi đưa ra lời mời. Hay là thế này, tôi lên lầu cao nhất đặt một phòng đặc biệt có thể quan sát cảnh sắc toàn thành phố Phổ Hải, chúng ta lên đó uống chén trà có được không? Các vị đến đây đều là khách, tôi là người Phổ Hải đương nhiên phải là người chủ nhiệt tình rồi đúng không? Đỗ Tử Nguyệt biết Diệp Phàm và Lang Phá Thiên không muốn thấy phó trưởng ban nên đổi cách nói, và cũng muốn trực tiếp tiếp xúc với Lang Phá Thiên. Còn về phần Diệp Phàm chỉ là vì Lang Phá Thiên tôn kính anh ta nên mới nói theo thôi. Diệp Phàm đương nhiên hiểu được điều này, hơn nữa hắn cũng muốn biết về Đỗ Tử Nguyệt, trước hết thăm dò chút đã sau sẽ làm việc, rồi nhìn Lang Phá Thiên nói. Anh Lang, thấy thế nào? Anh quyết định là được, không quyết định thì tôi sẽ chuyển sang tiếp anh đi du lịch Phổ Hải, cơ hội này cũng khó được mời, vì thế tất cả hành động tôi đều nghe chỉ huy, ha ha. Lang Phá Thiên lộ vẻ rón rén. Bỡn cợt. Tuy nhiên, chơi trò bỡn cợt này khiến Đỗ Tử Nguyệt và mọi người lại càng coi trọng Diệp Phàm. Loại người như Lang Phá Thiên rất kiêu ngạo sao lại có thể hạ thấp mình vì một tên tầm thường vậy? Vậy được, việc này giao cho giám đốc Mai sắp xếp vậy. Diệp Phàm gật đầu, việc mời khách không phải để Đỗ Tử Nguyệt đi làm. Mai Ảnh Hùng tự nhiên đi lo sắp xếp. Một đoàn người đi lên tầng trên cùng. Còn bữa tiệc sinh nhật nhà họ Tô tự nhiên không còn chút hấp dẫn nào. Hơn nữa, mấy cán bộ cấp tỉnh ở mấy bàn đó đều kiếm cớ về trước. Chỉ là sợ khiến đám người Diệp Phàm không vui, nghe ý kiến của công tử phó bí thư thành ủy Chu Ngư Lâm đã có uy thế rồi, cần phải chú ý thêm, tránh cho không gặp thêm phiền phức. Về phần phó Trương Ba và Tô Bột Hậu, lại ngồi lại như mất hồn, muốn lên tầng trên nhưng người ta lại không mời mình, cũng không thể dày mặt mà đi lên được. Nhưng bà Trịnh Y Mai sớm đã dỉ tai cô con gái hỏi dò về thân phận Diệp Phàm. Tuy nhiên rất tiếc, Tô Chi hoàn toàn không biết gì về Diệp Phàm. Trịnh Y Mai lúc này lại cao hứng, nếu như con gái và Diệp Phàm thực sự là có quan hệ nam nữ, thì phải nhanh chóng thúc đẩy tiến triển mới được, còn về phó vĩ, sớm phải gác cô sang một bên. Đây gọi là xu lợi tránh hại, là bản năng của con người, không thể trách gì được. Thực ra Tô Bột Hậu cũng có suy nghĩ giống vợ mình. Cười nói, Tô Chi, Diệp Phàm đang ở bên trên. Sao con không lên trên lầu cùng anh ta? Đều là khách từ xa đến, chúng ta không thể để người ta nói người Phổ Hải không lịch sự, ha ha. Lão thất phu, không cảm thấy nhục nhã sao? Đột nhiên trong lòng chua ngoa, thầm mắng Tô Bột Hậu. Người này không phải là phó vĩ thì còn là ai được nữa? Về phần cha hắn ta phó Trương Ba, khuôn mặt trầm lắng ngồi xuống, trong lòng không yên, uống chút rượu vang, rượu có vị gì cũng không nhận ra được. Suy nghĩ một hồi rồi cho gọi con trai phó vĩ lại, có thể là muốn hỏi lai lịch của Diệp Phàm, còn hỏi xem con trai có làm gì đắc tội với người ta không. Tuy nhiên, sau khi nghe phó vĩ nói xong, trong lòng phó Trương Ba có chút mát lạnh, luôn muốn tìm ra cớ để đi lên lầu trên, muốn hòa dịu quan hệ hai bên. Bằng không, so đo với Diệp Phàm, nhà họ phó không phải là đối thủ. Phó Trương Ba là cán bộ gài đời, đương nhiên không muốn sự việc như này xảy ra. Còn về phần của con trai và Tô Chi, lúc này một chút biện pháp cũng không có, nhưng Tô Chi trước mắt lại là vị cứu tinh, ông ta hy vọng Tô Chi nhanh đi tìm Diệp Phàm nếu không người ta tính toán với con trai phó vĩ thì thật là đau đầu. Chỉ là đàn bà thôi mà, tìm đâu chả có, đối với loại cán bộ như phó Trường Ba thì đi đâu cũng có đàn bà. Phòng trên mang không khí xa hoa, ba mặt đều là kính thủy tinh, tầm nhìn rộng có thể vừa dùng bữa vừa thưởng thức cảnh sắc Phổ Hải. Đây là một loại thưởng thức rất đặc biệt. Không lâu sau, Mai Phán Nhi, Mai Thiên Kiệt và Mai Diệp Thu cũng đến.
Lần này mấy người nhà họ Mai đều đến Phổ Hải không biết là có chuyện gì không, Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ. Thật không ngờ, bí thư Diệp còn trẻ thế mà đã có thể lên cấp phó sở rồi. Đỗ Tử Nguyệt lộ rõ vẻ thản nhiên cười nói. Thực ra là muốn thăm dò Diệp Phàm, anh ta có vẻ hiếu kỳ. Với những người có tiềm năng làm lãnh đạo cao cấp, Đỗ Tử Nguyệt luôn theo dõi, không thể không tiết lộ con mắt có khả năng dự đoán tương lai của Đỗ Tử Nguyệt rất độc. Sư phụ lại thăng chức rồi. Mai Thiên Kiệt không kìm nổi, bèn thốt lên một câu. Sư phụ, Đỗ Tử Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, rồi nhìn lại Mai Thiên Kiệt. Hồi nhỏ tôi cũng luyện chút võ. Diệp Phàm không giấu giếm, vì sớm muộn gì Đỗ Tử Nguyệt cũng sẽ biết về hắn ta, nên giấu giếm cũng chẳng ích gì. Ồ, không ngờ bí thư Diệp còn là một cao thủ. Đỗ Tử Nguyệt uống một ly rượu vang, cười nói. Và cũng không quan tâm Diệp Phàm luyện võ ở mức độ nào, cảm thấy đơn giản chỉ là chút kỹ năng mà thôi. Cao thủ, vẫn chưa đạt được đến mức độ đó. Diệp Phàm nhẹ cười, lắc đầu. Chương 1151, kích thích hắn một chút. Khéo thật, hội trưởng Đỗ cũng có luyện qua mấy chiêu. Lúc này, thanh niên bên miệng có nốt ruồi đi theo Đỗ Tử Nguyệt cười nói. Hội trưởng Đỗ e là không phải luyện qua mấy chiêu đơn giản nhỉ. Mai Diệp Thu đột nhiên chen vào nói, nhìn thanh niên kia một cái, cười nói. Chắc anh là quân nhân. Cái này mà cô cũng đoán được à, hay thật, tôi đây đang là tiểu đoàn trưởng tiểu quân đoàn thứ 5 trú tại Phổ Hải. Thanh niên có nốt ruồi đen liếc mắt nhìn Mai Diệp Thu, vẻ mặt tương đối tự đắc. Quả là nhỏ thật, mới chỉ tiểu đoàn trưởng. Ai ngờ, Mai Thiên Kiệt lại nhìn ra, phun ra một câu vừa độc vừa ngông cuồng, suýt chút nữa làm thanh niên nốt ruồi đen bốc hỏa. Ờ, hóa ra chức quân của ông em đây còn cao hơn Lâm Kiệt nhiều, ha ha. Đỗ Tử Nguyệt thản nhiên nói, liếc Mai Thiên Kiệt một cái, cảm thấy con chim nòn này quá ngông cuồng rồi. Cái đó thì không đúng, tôi không lăn lộn trong quân giới, chị tôi thì có, chị ấy giờ là một tiểu đoàn trưởng. Mai Thiên Kiệt liếc mắt dò xét Đỗ Tử Nguyệt, thực sự nghe con mới sinh không sợ hổ, trong lòng Trương Hùng thầm cười trộm. Bộ đội nào? Không phải là bộ đội ở xó xỉnh Tây Tạng gì đó chứ. Lâm Kiệt hơi tức giận, ngạo khí cũng đi lên, nói chuyện hơi trầm xuống, cho nên, lời nói cũng không khách khí nữa. So với chú ở Tây Tạng thì còn thảm hơn, báo săn Thủy Châu. Miệng của Mai Diệp Thu đúng là chẳng chịu tha cho người ta, lập tức lấy thể diện cho em trai Mai Thiên Kiệt, câu nói vừa thốt ra đã khiến Lâm Kiệt tắt lửa rồi, thất thanh nói. Báo săn. Còn Đỗ Tử Nguyệt cũng mờ mịt quan sát Mai Diệp Thu, không ngờ cô nàng xinh đẹp này thân thủ lại cao như vậy, còn là một đoàn trưởng của báo săn, Đỗ Tử Nguyệt cũng hiểu biết về báo săn, biết quan quân trong đó chẳng có ai dễ chọc, tuy nói vẫn chưa thể vào được pháp nhãn đại gia của Đỗ Tử Nguyệt, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Sao vậy, báo săn so với quân đoàn thứ 5 của anh có thấp không? Mai Diệp Thu nói, không, không phải. Lâm Kiệt vội vàng giải thích nói. Báo săn là bộ đội đặc cùng, dĩ nhiên là phải cao hơn quân đoàn thứ 5 nhiều, ha ha. Đỗ Tử Nguyệt thản nhiên cười nói, tuy nhiên, trên mặt vẫn lộ chút khinh thường. Nam Hải Nhất Thần Cước, Mạc Bắc Phi Điêu Ưng, Tây Cương Ba Li Miêu, Đông Phương Thăng Thổ Địa. Hội trưởng Đỗ, hẳn anh đã nghe nói cái này rồi. Mai Diệp Thu cười như không cười, đột nhiên đọc ra bốn câu vẻ này. Giống Mai Phán Nhi, đám Mai Thiên Kiệt đương nhiên chẳng có cảm giác gì. Vì chưa nghe qua bao giờ, Diệp Phàm và Lang Phá Thiên dĩ nhiên trong lòng biết rõ đang chờ xem kịch, Đỗ Tử Nguyệt khóe miệng hơi giật giật. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm quan sát được rõ ràng, trong lòng thầm cao hứng, vốn muốn tìm đề tài để kích thích Đỗ Tử Nguyệt một chút, không ngờ Mai Diệp Thu lại giúp mình làm trước. Thấy Đỗ Tử Nguyệt không nói gì, rõ ràng là không tiếp chiêu, Mai Diệp Thu cũng không muốn kích Đỗ Tử Nguyệt thêm nữa, dù sao, Đỗ gia cũng không dễ chọc. Chợt thấy Diệp Phàm đột nhiên nhìn mình, Mai Diệp Thu trong lòng sửng sờ, chợt hiểu, cười nhạt, miệng lại mở ra, nói tiếp. Thành phố Phổ Hải ở xã hội cũ lão đại Đỗ Nguyệt Xanh của Thanh Bang uy danh vang xa khắp Phổ Hải, vừa rồi trong bốn câu vẻ tôi mới đọc có nhắc đến, Đông Phương Thăng Thổ Địa là chỉ đại thiếu gia Đỗ Tử Nguyệt của thành phố Đỗ Hải, chẳng biết Đỗ Tử Nguyệt kia với hội trưởng Đỗ có cùng một người không, hơi tò mò đó. Ha ha, một ngoại hiệu nhỏ người trong vòng đặt thôi. Không đáng nhắc đến. Đỗ Tử Nguyệt lạnh lùng hừ giọng nói, hiển nhiên là có chút tức giận. Ồ, không thể ngờ hội trưởng Đỗ là người của Đỗ gia, khéo thật,
khoảng thời gian trước đi du lịch ở nước ngoài, cũng gặp một người họ Đỗ, ông ta nói cũng là người của Đỗ gia ở thành phố Phổ Hải. Diệp Phàm thản nhiên nói, chờ Đỗ Tử Nguyệt mắc câu. Đỗ gia chúng tôi cũng được coi là một đại gia tộc, ở nước ngoài cũng tương đối nhiều. Kỳ thực, ngay cả công ty, ở nước ngoài Đỗ gia cũng có vài cái. Không biết bí thư Diệp quen vị nào. Đỗ Tử Nguyệt không chút kinh hãi, thuận miệng hỏi. Ông ta tên Đỗ Phong. Diệp Phàm thuận miệng nói, phát hiện khóe miệng Đỗ Tử Nguyệt quả nhiên co giật vài cái. Bí thư Diệp gặp ông ta ở đâu? Hai, kể ra Đỗ Phong là chú của tôi. Mấy năm nay, nói là đi du lịch toàn cầu, ngay cả số di động cũng đổi, hại cả nhà tôi đều đi tìm ông ấy. Đỗ Tử Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, Diệp Phàm biết rằng gã này chắc chắn là giả vờ. Cái đó, tôi cũng vô tình gặp ông ta, ở một nhà hàng tại Thái Lan, bị vài người bản địa dọa nạt, lúc đó Đỗ Phong tiên sinh đã giải vây cho tôi, sau đó, nói chuyện một lúc, mới biết ông ấy là người Đỗ gia Phổ Hải. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Không biết chú Đỗ Phong của tôi ở đâu. Phiền bí thư Diệp báo lại một chút, chúng tôi đi tìm ông ấy về. Ông ấy đi đã nhiều năm, trong nhà mọi người đều tìm kiếm đến phiền lòng. Đỗ Tử Nguyệt thở dài, nói. Cái này, tôi cũng không rõ lắm, ông ta ăn xong thì đi mất. Diệp Phàm ánh mắt hơi lóe lên, Đỗ Tử Nguyệt thấy vậy hiểu ra, người ta không muốn nói rồi, nên cũng không hỏi nữa. Mục đích đã đạt được, hai bên sau đó nói chút chuyện phiếm không đầu không đuôi. Ra khỏi Thiên Thu Các. Đỗ Tử Nguyệt một mình ngồi trên chiếc trên Mercedes-Benz lái đi. Mai Phán Nhi hỏi. Mọi người ở đâu vậy? Khách sạn Phổ Hải. Diệp Phàm thuận miệng đáp, mịt mờ liếc nhìn bộ ngực căng tròn của Mai Phán Nhi, nghĩ đến Mai Phán Nhi điên cuồng trên giường, phía dưới liền có phản ứng, bất nhã vểnh lên. Thằng nhãi này vội đến sát cửa xe che phần phía dưới lại, biết là máu lão chăn lại đang tác quái đây, miệng cũng là thản nhiên thuận miệng hỏi. Mai Tổng, ba cô cháu cô đến Phổ Hải có chuyện gì vậy? Chuyện, dĩ nhiên là có chuyện, không thì chúng tôi ăn no chạy đến đây làm gì, cũng chẳng phải chưa từng đến Phổ Hải. Mai Phán Nhi nói. Hai bên cáo từ, lúc đi, Mai Phán Nhi lợi dụng lúc hắn không phòng bị, nhéo mạnh đùi Diệp Phàm một cái. Đau nhưng thằng nhãi lại chẳng dám kêu, cô ta lạnh lùng nói. Biết là chỗ đó của anh lại vểnh lên rồi, có phải đang nghĩ chuyện xấu xa gì không? Trời đất chứng giám, tôi thực không dám nghĩ chuyện xấu xa, chỉ có điều, cô quá mê người, cái này, là đàn ông đều chẳng ai chịu nổi, nên sức kiềm chế của tôi hơi bị yếu đi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Đi mà lừa quỷ đi, tôi đi đây. Mai Phán Nhi bước vào trong xe, đi rồi. Nhưng... trong cửa sổ xe còn tặng Diệp Phàm một ánh mắt quyến rũ. Có ý gì, có phải tối nay có tiết mục? Diệp Phàm băng băng trên đường lẩm bẩm nói. Có tiết mục gì, muốn có tiết mục thì dễ thôi, bảo Chu Khải sắp xếp hai loại hàng cao cấp. Nếu không, tôi thấy cái cô nàng Tô Chi cũng được đó, lại là giảng viên đại học, có học thức lại có khí chất, tôi thấy ở mặt tình cảm cô nàng còn rất cố chấp, chắc là vẫn còn trinh. Lang Phá Thiên vươn đầu ra khỏi cửa kính xe đột nhiên mỉm cười. Lão Lang, cô nàng đó trên phương diện tình cảm luôn một lòng một dạ, lại cố chấp, loại người đó sao chọc vào được. Đến lúc đó dễ làm to chuyện lắm. Diệp Phàm tiếc nuối, lắc đầu. Nói cũng đúng, hai vị ở Bắc Kinh, Đại Kiều công chúa, Tiểu Phượng công chúa sợ không rút ra cậu ấy chứ, ha ha ha. Lang Phá Thiên rát vui, cười to. Lão Lang, tôi đây sống khổ lắm. Diệp Phàm chua xót lắc đầu chui vào xe. Nói cũng đúng, nhiều phụ nữ cũng là phúc, nhưng nhiều phụ nữ cũng là bất hạnh. Mấu chốt là độ nắm chắc, Trung Quốc chúng ta không phải thường xuyên có chuyện một cán bộ có cả hàng dài những tình nhân sao, cuối cùng thì tổ chức một cuộc thi hoa khôi, cô tình nhân nào đẹp nhất được thưởng 100 ngàn. Người ta đúng là có bản lĩnh, có thể thu xếp nhiều phụ nữ đến vậy, lợi hại. Trương Hùng bộ dạng hâm mộ chật chật lưỡi. Một hàng đã là gì? Còn có cả một liên đội đó, tôi buồn quá, ông anh đó sao mà lợi hại thế, dùng cách gì để dàn xếp vậy? Có cơ hội tôi thực sự muốn đi bái sư lấy kinh nghiệm đó. Chu Khải cũng pha trò, làm dịu không khí. Thôi, chẳng nói thứ vô dụng đó nữa. Diệp Phàm khoát tay. Anh Diệp, chiêu dụ hổ của anh lúc nãy cao siêu lắm, tôi thấy hành động của anh cũng nhất, ngay cả lão lang tôi cũng tin, nếu không phải biết anh đã đi Thái Lan, thì đúng là quá tin. Lang Phá Thiên vẻ mặt đứng đắn, nói. Chắc là họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đỗ Phong là người họ tuyệt đối không chịu buông tha. Đỗ Tử Nguyệt chắc chắn sẽ tìm cơ hội đối mặt với tôi để nói chuyện. Diệp Phàm thản nhiên nói. Nói chuyện, chắc là hai chữ này để trong ngoặc kép mới đúng. Trương Hùng nói. Nhưng, có Lang cục trưởng Đỗ Tử Nguyệt chắc chắn không dám xuống tay. Dù sao cục trưởng Lang cũng cho y áp lực quá lớn. Nói chuyện với bí thư Diệp trước mặt cục trưởng Lang, không thể nào. Chu Khải vừa lái xe vừa nói. Chu Khải, gọi bí thư Diệp là tướng quân cũng được. Lang Phá Thiên đột nhiên mở miệng. Tướng quân. Chu Khải trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục. Đã hiểu ra, dĩ nhiên, âm thầm hoảng sợ rồi. Vừa rồi cũng có hỏi thăm, nghe nói đồng chí Diệp Phàm mới 23 tuổi, thăng lên cấp phó giám đốc sở đã là đề bạt siêu đặc biệt rồi, sao còn có thể là tướng quân? Một tướng quân, trong chính phủ mà nói ít nhất phải ngang với quan lớn cấp phó tỉnh bộ, hơn nữa còn có cả chữ thường trên đầu. Cái này, không phải là Lang Phá Thiên nói nhầm chứ? Thân phận bí mật của bí thư Diệp cũng nên cho anh biết, gần đây biểu hiện của anh không tệ, lần này, nhà anh ở Phổ Hải, có nhiều việc anh tiện hơn chúng tôi. Ý thủ trưởng Trấn muốn anh làm tốt chuyện này, chuẩn bị cho anh thăng lên quân hàm thượng tá. Thân phận khác của bí thư Diệp là thiếu tướng phó trưởng ban quân vụ Bộ Tổng Tham mưu, phó chủ nhiệm phòng phòng đốc tra Bộ Tổng Tham mưu quân vụ. Dĩ nhiên, Diệp tướng quân thấy chuyện này nên giữ bí mật, nên, bình thường không cho người ngoài biết. Diệp tướng quân đang dốc sức cho trốn quan trường chính phủ, chức bộ tổng tham mưu ban quân vụ anh ta tạm thời chỉ treo chức xuông. Bình thường không quản việc, khi có nhiệm vụ đặc biệt mới phải ngẫu nhiên xuất động một chút. Còn nữ, lần này giải quyết chuyện Đỗ gia thành phố Phổ Hải, có cho anh tham dự hay không, ý thủ trưởng Trấn là còn chờ Diệp tướng quân tán thành mới được. Thủ trưởng Trấn nói, chuyện Đỗ gia không mang tính chất chính phủ đi xử lý. Nhờ Diệp tướng quân dùng tư cách cá nhân tìm cớ giúp đỡ Đỗ Phong để đi xử lý. Dù sao, cơ cấu đặc thù quốc gia ra mặt xử lý ân oán cá nhân của Đỗ gia, cũng hơi lãng phí tài nguyên quốc gia, giơ tay quá mức sẽ làm người ta hiểm nghi. Đừng tưởng rằng tổ đặc nhiệm A chúng ta là vô địch, trên thực tế, bị cản tay không ít. Quân ủy có phái cơ cấu giám sát chú đóng để giám sát, Bộ Chính trị Trung ương cũng phái bộ phận chuyên chú giám sát. Dĩ nhiên, chỉ cần không mò qua ranh giới rõ ràng, thông thường, vì lợi ích quốc gia trước mắt, họ sẽ không quản những chuyện này. Nhưng, nếu liên lụy đến lợi ích, chẳng hạn như Đỗ Tử Nguyệt Đỗ ra thành phố Phổ Hải, người này giao tiếp rộng, chắc hẳn ở Bắc Kinh cũng có vài người chống lưng. Có vài thứ, vì chuyện tư mà liên lụy lên tới các phe phái cũng không chừng. Cho nên, chuyện lần này giao toàn quyền cho Diệp tướng quân, thân phận của anh ấy cũng khá bí mật. Do anh ấy lấy tư cách cá nhân ra giải quyết cũng không tệ. Tôi là trợ thủ của anh ấy, điều binh gì, sai khiến gì, do anh ấy chỉ định. Lời của anh ấy là quân lệnh, bất cứ thành viên tổ đặc nhiệm A nào tham gia cũng không được cãi lời. Nếu không, sẽ dùng quân pháp của tổ đặc nhiệm A nghiêm khắc trừng trị. Lang Phá Thiên vẻ mặt ngưng trọng, Chu Khải biết, cái này chắc chắn không phải chuyện đùa. Chương 1152, 200.000 tiền bâu ơ. Thưa Cục trưởng Lang, tướng quân Diệp, tôi xin được tham gia việc điều đình ân oán cá nhân của Đỗ gia lần này. Chu Khải tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Ừ, sếp Trấn nếu đã cho anh biết việc này thì đương nhiên cũng có ý cho anh tham gia. Tôi bây giờ cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Ông già này, còn chơi trò này với tôi, bề ngoài thì như là trao quyền chủ động cho tôi, nhưng thực ra lại chẳng khác gì con rối trong tay bọn họ, ông già đúng là gớm thật. Diệp Phàm có chút tức giận mắng nhỏ. Chu Khải và Trương Hùng đều không dám nói gì, đùa sao, mắng sếp Trấn, đúng là chán sống rồi, không ngờ Diệp Phàm lại dám lên tiếng mắng thật. Hai người thầm chấn kinh. Ha ha, ông già ấy là như vậy, suốt ngày đùa giỡn chúng ta. Lang Phá Thiên đột nhiên cất tiếng cười, liếc Diệp Phàm một cái, có chút bất mãn, nói. Đại ca, lần trước anh chơi không đẹp nhé, bọn họ được chia không ít, còn tôi... Anh xem, túi quần lép kẹp. Diệp Phàm mặt thâm xì, hơi ngượng, nói. Lang Phá Thiên, thân phận của cậu đặc biệt, cậu làm sao có thể lộ mặt ở Thái Lan, nếu bọn chúng mà tra ra thì phiền to. Hơn nữa cậu cũng đâu có rảnh rỗi, sự an toàn của các lãnh đạo nặng tựa Thái Sơn mà. Tuy nhiên cậu cũng phải tiết kiệm một chút, chuyến đi Hải Nam lần trước cậu chẳng phải cũng được chia mấy trăm nghìn hay sao, sao mới hơn một năm đã tiêu hết rồi, rốt cuộc là tiêu đi đâu rồi. Diệp Phàm cũng rất láo cá, lập tức chuyển chủ đề,
biết là Lang Phá Thiên đang có chút ghen tị. Mẹ kiếp, tôi không làm cái chức cục trưởng rách này nữa, không có tự do, tiền cũng chẳng có, ôi. Lang Phá Thiên tức giận chửi. Gã này có chút phẫn nộ, lại nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Còn tiêu tiền thì mấy anh em chúng ta ai chẳng thế. Cũng chẳng có cách nào khác, Bắc Kinh tuy phồn hoa nhưng cũng là nơi đắt đỏ, vào nhà hàng cao cấp ăn một bữa cũng mất mấy nghìn rồi. Tối lại đi loanh quanh mấy chỗ giải trí cao cấp, lại mất toi mấy nghìn. Tôi cũng không thể lôi cái mác cục trưởng ra để bắt người ta trả tiền, có đúng không? Hơn nữa, đó cũng không phải là tính cách của tôi. Tiền đối với chúng ta chỉ như giấy mà thôi, cho nên, mấy trăm nghìn chẳng mấy mà hết sạch. Tình hình của anh Lang tôi cũng biết chút ít, gần đây cũng giống như anh Thiết, chị nhà anh ấy cũng thích một ngôi nhà cổ phong cách châu Âu, nghe nói xây từ thời Thanh, do một thương nhân châu Âu xây dựng. Nhưng vừa hỏi giá người ta đã hết 6 triệu tệ, anh Lang cũng làm không ít năm rồi, lương thưởng phụ cấp hàng năm cũng được 200-300 ngàn. Nhưng số đó căn bản không đủ cho anh ấy tiêu, mấy hôm trước đến thiên đường nhân gian, cảm thấy ca sĩ ở đó cũng được, lại cũng ngà ngà say, nên liền vứt ra bằng này. Trương Hùng giơ hai ngón tay ra. Cậu Lang thật là hào phóng, tiền bâu ơ lên đến 20 nghìn, đúng là có tiền có khác, ha ha ha. Tôi không bằng được cậu. Diệp Phàm sung sướng cười nói. Không phải 20 nghìn, là 200 nghìn. Trương Hùng cười liếc Lang Phá Thiên một cái, vô cùng đắc ý. 200 nghìn. Diệp Phàm và Trương Khải đều không kìm nổi, két một cái phanh xe lại, quay đầu nhìn Lang Phá Thiên, vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha, lúc đó lú lẫn, tiền cũng vứt ra rồi, lẽ nào lại đi đòi lại. Sau khi tỉnh rượu cũng rất hối hận. Lang Phá Thiên vẻ mặt luôn rất nghiêm túc, không ngờ lúc này cũng hơi đỏ. Lẽ nào chỉ đơn giản vậy sao? Diệp Phàm nhìn Lang Phá Thiên đầy ẩn ý. Cái này, còn có gì khác chứ, cũng chỉ là chơi bời thôi. Lang Phá Thiên sờ sờ cằm, ngượng ngùng nói. Thôi vậy, Phá Thiên, nếu không có tiền thì tôi cho cậu vay vậy. Mua tòa nhà phong cách châu Âu ấy đi. Không cần lãi, chúng ta là huynh đệ mà. Diệp Phàm nói. Cái này, 6 triệu có lẽ 9-10 năm tôi cũng chẳng thể trả nổi. Lang Phá Thiên sờ cằm nói. 9-10 năm còn không trả nổi, vậy không cho vay nữa, mất cả chì lẫn chài. Diệp Phàm vội vàng nói. Vậy tôi chi viện cho cậu 1/10 nhé, cho không, không cần trả. Không cần, cho không thì còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nếu chuyện ở phố Hải mà giải quyết được, đại ca có lẽ cũng sẽ kiếm được bộn tiền. Hình như lần nào đi cùng anh thu nhập cũng rất hậu hĩnh, sau này có việc lớn gì, đừng quên gọi tôi đấy nhé. Lang Phá Thiên nói xong khiến Diệp Phàm và Trương Hùng đều không nói được gì, thì ra tên này đến là vì cái này, khó trách Tết nhất còn chẳng thèm ở cạnh vợ, thì ra là thế. Ha ha ha, tiếng cười vang lên trong xe. Nếu Đỗ Tử Nguyệt quá để ý đến Phá Thiên thì cậu về Bắc Kinh trước vậy. Trương Hùng cũng tìm chỗ nào lánh mặt đi, tôi ở một mình ở đây cũng cho Đỗ Tử Nguyệt cơ hội tiếp cận. Diệp Phàm nửa nằm nửa ngồi trong xe, nói. Phương án không tồi, nhưng chúng ta có thể nghĩ ra thì Đỗ Tử Nguyệt cũng có thể nghĩ ra, có lẽ bỏ đi như vậy sẽ khiến hắn nghi ngờ chúng ta đã răng bẫy hắn lúc ở bàn rượu. Người này không đơn giản, không phải hạng ngốc nghếch. Trương Hùng nói. Phá Thiên tạm thời chưa cần quay về, đợi hai hôm xem thế nào đã. Tôi cũng đi loanh quanh một chút, lúc trước Lang Phá Thiên đã nói là lần này đi chơi cùng tôi, việc này Đỗ Tử Nguyệt cũng đã nghe thấy rồi. Nếu đã nói ra rồi thì cũng phải làm ra vẻ một chút, nếu không người ta sẽ nghi ngờ. Đương nhiên, nếu Phá Thiên mà ở lâu quá thì Đỗ Tử Nguyệt có lẽ sẽ nghĩ ra cách nào đó đẩy Phá Thiên đi cũng nên. Lúc chưa gặp người này thì tôi tưởng hắn là kẻ bá đạo như hạng kiêu hùng bá chủ thời cổ đại. Không ngờ người này cũng rất nho nhã. Trên người anh ta, chúng ta không hề thấy phong cách của đại ca, một ông chủ có gia sản mấy tỷ, một ông trùm khống chế thế giới ngầm của phố Hải. Mà ra ngoài còn không có cả vệ sĩ, biểu hiện rất nho nhã, dường như là đang giả bộ vậy. Diệp Phàm chậm rãi nói. Có lẽ là giả bộ, nghe nói trong tay Đỗ Tử Nguyệt có 4 đại cao thủ, tay này sùng bái Bao Công nên gọi 4 thủ hạ là Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán, đúng là buồn cười. Chu Khải nói, cũng chẳng có gì buồn cười, mỗi người có sở thích của mình. Giống như các ông chủ ở Đài Loan lại sùng bái Quan Công, thờ Quan Công ở công ty. Đỗ Tử Nguyệt sùng bái Bao Công chứng tỏ trong lòng vẫn còn có chút lương tâm, chính nghĩa. Còn về việc hắn ta khống chế các ngành giải trí,
xong bài, thì cũng không có gì ghê gớm cả, nếu hắn không làm gì quá đáng thì chúng ta cũng chẳng cần để ý. Nhưng thực lực của bốn gã thuộc hạ này thế nào, Chu Khải, cậu điều tra rõ chưa, nói xem nào. Diệp Phàm uống một chén rượu, nói. Bốn đại cao thủ này cũng chỉ do những người trong giới truyền miệng với nhau, bên ngoài chẳng mấy người biết. Tôi cũng điều tra qua, bốn người này thực lực có lẽ khoảng tứ đẳng. Vương Triều và Mã Hán lợi hại hơn một chút, có lẽ đã lên tới ngũ đẳng. Năm ngoái cô Phượng Tứ của Phượng gia ở khu vực sông Y Lê thuộc dãy núi Thiên Sơn có tới phố Hải. Đệ nhất mãnh tướng của cô ta, biệt hiệu Thanh Xà không biết vì cớ gì mà lại gây sự trong trung tâm giải trí Mi Phương của Đỗ Tử Nguyệt. Việc này có chút kỳ lạ, không biết có phải do cô Phượng từ đó cố ý làm như vậy không? Sản nghiệp của Phượng gia cũng không ít, có lúc Đỗ gia vượt qua ranh giới, Phượng gia cũng tới phố Hải nhắc nhở, hai bên đều là người thông minh biết điều. Kết quả là Thanh Xà và Vương Triều phá nát phòng karaoke, thực lực hai người tương đương, hình như Thanh Xà mạnh hơn một chút. Việc này đương nhiên có người báo cảnh sát, tôi lúc đó cũng có mặt, mẹ kiếp, cái sàn nhảy tiêu tốn mấy triệu tệ trang hoàng cuối cùng biến thành đống rác. Bàn ghế đồ cổ đều là đồ cổ thật, tuyệt đối không phải đồ giả, biến thành đống gỗ vụn. Thật là đáng tiếc. Chu Khải có vẻ tiếc của. Có nhìn thấy Phượng Tứ không? Trương Hùng tò mò hỏi. Không thấy, nghe nói Phượng Tứ đội một cái mũ lớn, che hết nửa khuôn mặt. Chu Khải tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc. Nghe nói cô ta xinh đẹp tuyệt thế. Lang Phá Thiên cũng có chút nuối tiếc. Lẽ nào xấu quá không dám lộ mặt ra, cuối cùng làm ra vẻ thần bí, thực ra chẳng phải vậy. Diệp Phàm lắc đầu. Chắc không phải thế, nghe người trong giới nói có lần nhìn thấy nửa khuôn mặt, thực sự là tuyệt thế mỹ nhân, lúc đó những người đã từng được nhìn sau này đều không thể quên nổi. Nghe nói Phượng Tứ có huyết thống của Lâu Lan, chưa biết chừng Phượng gia là đời sau của quốc gia Lâu Lan cổ cũng nên. Nhưng đây là bí mật của Phượng gia, không cách gì chứng thực được. Chu Khải nói. Mẹ kiếp, lúc nào gặp phải lột mũ ra xem mới được. Lang Phá Thiên nói. Phá Thiên, có lột được hay không phải nhờ thực lực đấy. Diệp Phàm chậm rãi nói, Lang Phá Thiên có chút đỏ mặt, lập tức lắc đầu, thở dài nói. Nghe nói thực lực của cô ta và tôi tương đương, chưa thử chưa biết được. Nhưng có cơ hội tôi nhất định phải thử. Đương nhiên. Nếu đại ca chịu ra tay, đảm bảo có thể nhìn thấy mặt cô ta. Cái này, lột mũ cô ta không khó, nhưng nghe nói Phượng Tứ có sư phụ rất không đơn giản. Nếu chọc vào quái vật đó thì không có lỗ mà chui. Hơn nữa, tôi cũng sợ Phượng Tứ lại chơi trò lột mũ thì phải cưới, đến lúc đấy nếu mà là một cô mặt dỗ thì tôi thiệt to. Cho nên phải suy nghĩ kỹ. Diệp Phàm cười nói. Ừ, nói cũng phải, chúng ta phải đề phòng Đỗ Tử Nguyệt. Theo lý thì dù có tìm anh nói chuyện thì cũng có chừng mực, dù sao vẫn còn có cái tiếng của tôi, nếu anh mà mất tích thì tôi nhất định sẽ đi điều tra. Lang Phá Thiên nói. Chương 1153, vui quên cả trời đất. Không vội, cứ chơi mấy ngày đã, dù sao gian phòng tổng thống này ở cũng rất thoải mái, lại còn được nhà nước chi trả, không chơi cũng phí. Tết nhất còn phải đi làm việc, đúng là phiền toái. Diệp Phàm xua tay. Tôi cũng không muốn về Bắc Kinh nữa, cứ ở gian phòng tổng thống này cũng được, ăn uống thỏa thích, thật là sung sướng. Lang Phá Thiên dáng vẻ nghiêm túc, nhưng ăn nói lại chẳng ra gì cả. Khiến người khác có cảm giác rất kỳ quái. Chu Khải thầm dè bỉu Lang Phá Thiên và Diệp Phàm, cảm thấy tính tính của mấy cao nhân này đều vô cùng kỳ quái, có lúc khiêm tốn như người bình thường, có lúc lại vô cùng cao ngạo, ngay cả xếp chân cũng còn dám mắng.